tổng tài bá đạo bay ra nước ngoài cứu người. Hoắc Yểu nhắn tin thấy đối phương không trả lời, cả người cứ như trên mây. Sao anh chàng này không trả lời tin nhắn? Ông Uông há hốc miệng. Tiểu Hoắc cô, Hoắc Yểu có lẽ cũng đoán được ông Uông muốn nói cái gì. Không đề cập đến gia tộc thượng quan, chỉ giải thích một chút. Tôi cũng chỉ là may mắn được học chút y thuật từ cao nhân. Món đồ này là tiền bối để lại cho. Ông Uông nghe vậy lập tức nghĩ đến bản thân mình. Ông cũng từng theo học cao nhân, chỉ là tài năng của ông có hạn, luyện thuốc và y thuật đều học không được tốt. Ông Uông trả lại hộp cho Hoắc Yểu, nghiêm túc nói. Cô yên tâm, tôi sẽ không đề cập đến điều này với người khác. Hoắc Yểu gật đầu, cảm ơn, ông nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nữa tôi lại quay lại châm cứu cho ông. Ông Uông đồng ý. Khi Hoắc Yểu định rời đi, ông lại nhớ ra một chuyện. Phải rồi, bất kể cô có liên quan đến gia tộc đó hay không, cô tạm thời đừng đến hiệp hội nữa, bất cứ ai gọi cô đến cô cũng đừng đến. Hoắc Yểu không hiểu nhìn ông Uông. Ông Uông nhớ lại hôm đó vô tình nghe lén được cuộc điện thoại của hội phó Tần, bởi vì có một thế lực đang tìm kiếm những người trong gia tộc đó, có vẻ cũng là người quyền thế, cô y thuật cao minh, thuốc luyện ra cũng đặc biệt, rất dễ bị nghi ngờ. Vẻ lạnh lùng thoáng qua mắt Hoắc Yểu. Tôi biết rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Thấy Hoắc Yểu nghe lọt tai, ông Uông liền thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Yểu nghĩ tới chuyện ông Uông vừa đặc biệt nhắc nhở, cộng với tin tức Mẫn Úc nói với cô ngày hôm qua, lúc thượng quan Ngọc Pha kẻ đó biến mất, hắn đang ở gần hiệp hội, giữa hai chuyện này e rằng có mối liên quan gì đó. Dù sao đối với đám người đó mà nói, ra tay từ phía hiệp hội quả thật rất dễ dàng để tìm thấy mục tiêu của họ. Hoắc Yểu đưa tay xoa xoa thái dương, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho thượng quan Vân, hỏi ông vệ hiện đang ở đâu, không biết có phải do tín hiệu bên thượng quan Vân kém hay không. Vài phút sau tin nhắn của cô gửi đi, màn hình lập tức hiển thị gửi không thành công. Hoắc Yểu dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ đến đường mạng trong gia tộc, cô vẫn kiên nhẫn bấm gửi lại. Sau vài phút gửi lại vẫn hiển thị không thành công. Hoắc Yểu dùng ngón tay gõ vào màn hình điện thoại, không tiếp tục gửi tin nhắn nữa, trong lòng cũng không lo lắng lắm. Ông vệ mặc dù thành thực nhưng ông ấy không hề kém cảnh giác, có lẽ không dễ bị mấy người đó bắt được như vậy. Vẫn Úc đang lái xe nghiêng đầu nhìn Hoắc Yểu một cái, thấy cô luôn trầm tư liền lên tiếng hỏi, vẫn đang phiền não vì bệnh tình ông Uông sao? Hoắc Yểu hoàn hồn lại lắc đầu nói, con người đều sẽ có một ngày sinh lão bệnh tử. Vẫn Úc nhẹ nhàng nói, cố gắng là được. Hoắc Yểu gật đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lúc này cô nhớ ra gì đó, đưa tay lên tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Không phải hai ngày trước anh muốn mượn cái này sao? Vẫn Úc nghiêng đầu nhìn một cái, biết bây giờ sức khỏe của cô gần như đã bình phục, liền đưa tay lấy sợi dây chuyền bỏ vào túi, dùng xong sẽ trả cho em. Hoắc Yểu quả quyết gật đầu, cũng không hỏi anh cầm ngọc bội làm cái gì. Mẫn Úc không giải thích nhiều, định đi đâu nhỉ? Hoắc Yểu nhìn đồng hồ, anh đưa em đến thẳng bệnh viện đi. Mẫn Úc gật đầu, đang định nói thì điện thoại trong túi reo lên, anh cầm chiếc AirPod bên cạnh đeo lên tai. Sau khi bấm nghe máy, giọng Dương Dực vang lên, giáo sư Mẫn đã có tin tức rồi. Mẫn Úc nghe vậy thần sắc có chút biến đổi, vậy sao, ở đâu? Dương Dực nói ra một nơi, đó là một ngọn núi xa xôi ở phía nam, nhưng tín hiệu bên phía giáo sư Mẫn có chút kém, bây giờ không liên lạc được. Tay Mẫn Úc nắm chặt vô lăng, ánh mắt bình tĩnh nói, cậu bố trí người tiếp tục tìm, chờ tôi trở về. Nói xong anh bấm tai nghe cúp điện thoại. Hoắc Yểu nghiêng đầu, nếu anh có việc bẩn thì thả em bên đường là được, em gọi taxi đến bệnh viện. Xe Mẫn Úc không giảm tốc độ, tức thời gian này không cần lo. 10 phút sau Mẫn Úc đưa Hoắc Yểu đến bệnh viện, cũng không lên phòng bệnh thăm mà trực tiếp lái xe rời đi. Khi trở về, Mẫn Gia Trác Vân và Dương Dực đã chờ ở đó. Mẫn Úc lạnh lùng nói, máy bay trực thăng đã sẵn sàng. Dương Dực cung kính nói, đều chuẩn bị xong hết rồi, có thể xuất phát ngay. Mẫn Úc gật đầu lại dặn dò một câu, không được tiết lộ chuyện này, bên mẹ tôi và ông nội cũng tạm thời đừng nói. Dương Dực và Trác Vân gật đầu, một nhóm người đến bãi đỗ trực thăng. Sau khi lên máy bay, Mẫn Úc ngồi trên ghế sofa, Trác Vân cầm một chai nước tới. Anh Mẫn, anh không cần lo lắng quá, giáo sư Mẫn có lẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nơi đó dù không có tín hiệu, nhưng người của chúng ta đã đi xem xét xung quanh một vòng, không phát hiện nguy hiểm nào. Mẫn Úc khẽ ừ một tiếng. Trác Vân lại lên tiếng, có điều có một điểm khá kỳ lạ, nơi đó không nằm trong phạm vi của bản đồ, một khu vực chỉ được đánh dấu là rừng nguyên sinh chưa phát triển, trực thăng bay vào còn có thể bị lạc. Đôi mắt của Mẫn Úc cuối cùng đã xuất hiện những biểu cảm khác, làm sao bố tôi vào được nơi đó? Có điều tra ra nhiệm vụ của đội khảo cổ lần này là gì chưa? Trác Vân lắc đầu, nói đó là bí mật cấp A, hiệp hội khảo cổ rất kín tiếng, không để lộ nửa chữ nào. Mẫn Úc nheo mắt lại, xem ra nhiệm vụ lần này của bố anh không hề đơn giản. Dương Dực nói ra những chuyện mình hóng hớt được, em nghe được một chuyện rất thú vị, từ một nhân viên trong lúc điều tra, nghe nói rằng quản lý cấp cao của hiệp hội đang tìm kiếm một thiết bị. Thiết bị này được cho là có khả năng du hành xuyên thời gian và không gian. Không biết giáo sư Mẫn và những người khác có đang làm nhiệm vụ này không? Trác Vân vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, người trong hiệp hội khảo cổ học xem phim khoa học viễn tưởng quá 180 phút à? Sao có thể có chuyện hoang đường như vậy? Dương Dực liếc nhìn Trác Vân nói, cậu thấy người nào của hiệp hội khảo cổ bình thường chưa? Trác Vân xoa xoa chóp mũi, Dương Dực muốn chết rồi, lại dám gián tiếp chửi bố của anh Mẫn. Mặc dù anh cũng không cho là như vậy, Trác Vân bĩu môi, dù sao tôi không tin vào những điều vô nghĩa như vậy, chỉ có thể nói rằng bộ não của những nhà khoa học này luôn khác người thường. Dương Dực lại nhìn Mẫn Úc, thiếu gia chắc cũng không tin. Anh không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, nhưng quả thực có điều gì đó kỳ lạ về nơi đội khảo cổ biến mất. Mắt Mẫn Úc có chút mơ hồ, một lúc sau anh mới lên tiếng nói, dù có kỳ quái đến đâu cũng phải tìm được người. Hoắc Yểu đến bệnh viện thăm anh ba rồi trở về nhà, cô đồng ý phân tích cấu trúc tế bào của chủng bệnh cho người viện virus học. Tranh thủ hôm nay vẫn còn thời gian, quyết định hoàn thành nhiệm vụ này, cô đã xin nghỉ ở trường hơn nửa tuần. Nhóm thí nghiệm bên kia hỏi cô mấy lần khi nào đi học lại, viện khoa học công nghệ đang dục tiến độ, ngày mai cô nhất định phải đến trường, bận rộn cả tối đến hơn 10 giờ. Hoắc Yểu cũng thực hiện xong bản phân tích cấu trúc, cô gửi trực tiếp đến mail của Lôi Kiêu,
Sau khi nhắn xong liền xoa bóp cổ, nghỉ ngơi mười mấy phút lại nhớ ra gì đó bèn rút điện thoại ra. Thử gửi lại tin nhắn cho Thương Quan Vân một lần nữa. Kết quả vẫn gửi thất bại, Hoắc Yểu khẽ cau mày, đặt điện thoại xuống, những đầu ngón tay rơi trên bàn phím máy tính tắt chương trình chỉ lệnh. Mất chút công sức kiểm tra mạng trong gia tộc, sau đó tất cả các liên kết thông tin vệ tinh hiển thị, tất cả đều là trạng thái tắt. Ngón tay đặt trên bàn phím cảm thấy kỳ lạ, nếu liên kết tín hiệu vệ tinh bị hỏng, có nghĩa là tin nhắn của cô không thể gửi được, nhưng thông thường họ không tắt tín hiệu vệ tinh, ngay cả khi cô đã phá hủy mạng lưới gia tộc hồi đó, cũng không thấy họ tắt đi. Hoắc Yểu nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu, cuối cùng chỉ đành gập máy tính lại, hy vọng không xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, Hoắc Yểu đến trường học, Nguyên Tịch cũng trở lại trường 2 ngày trước. Hoắc Yểu vừa nhìn thấy cô, nhất thời suýt chút nữa không nhận ra. Gương mặt vốn tròn tròn đáng yêu, bây giờ lại gầy y như quỷ khô, gương mặt khá nhợt nhạt, thậm chí môi không còn chút huyết sắc. Cả người trông không có tinh thần lắm. Nguyên Tịch nằm bò trên bàn miễn cưỡng nở nụ cười, tình coi như không cần tốn tiền cũng giảm cân thành công rồi nhỉ. Hoắc Yểu cạn lời lắc đầu, cô đưa tay ra nắm lấy cổ tay Nguyên Tịch, gầy như thế này bố mẹ cậu không lo lắng sao? Trong mắt Nguyên Tịch thoáng qua một tia u buồn, bây giờ họ không có thời gian lo cho mình, bởi vì cô thờ ơ với anh trai mình kể từ ngày anh ta bị bắt nhốt, khiến bộ mẹ vô cùng thất vọng với cô, cảm thấy cô không có tình thân huyết thống nào cả. Hoắc Yểu khẽ nhíu mày thu tay lại, nhìn Nguyên Hoàn đang trong tình trạng suy sụp, cậu bị ốm có đến bệnh viện khám không? Nguyên Tịch theo bản năng phản kháng bệnh viện, không, mình không thích bệnh viện. Hoắc Yểu lại hỏi, uống thuốc chưa? Nguyên Tịch cho rằng Hoắc Yểu đang quan tâm mình, uống rồi, thật ra mình đã khỏe hơn nhiều rồi, không cần lo lắng đâu. Hoắc Yểu gật đầu nói, tuy nhiên trạng thái này của cậu nên đến bệnh viện kiểm tra một chút. Nguyên Tịch mỉm cười, không sao, uống thuốc mấy ngày nữa là được rồi. Hoắc Yểu không khuyên nhủ nữa, buổi trưa vào ký túc của cậu một chút, ngừng một lúc cô tùy tiện tìm một cái cớ, mình không có chỗ đọc sách. Nguyên Tịch không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý. Buổi trưa hai người vào căng tin ăn rồi trở về ký túc xá, mấy bạn cùng phòng cũng có mặt, khi nhìn thấy Hoắc Yểu sắc mặt họ không được tự nhiên lắm, cũng không chủ động chào hỏi. Hoắc Yểu coi bọn họ là không khí, sau khi theo Nguyên Tịch vào phòng liền ngồi lên giường cô ấy. Nguyên Tịch đi lấy chai nước cho Hoắc Yểu, cố nhịn cơn ho mấy lần, nhớ ra chưa uống thuốc lại đi về chỗ của mình, lấy trong túi ra một hộp thuốc, cô vừa lấy hai viên chuẩn bị uống, Hoắc Yểu lướt một cái lập tức đứng dậy, lúc di chuyển cô vô tình đụng phải bàn tay đang cầm thuốc của Nguyên Tịch, nhất thời không để ý thuốc của cô liền rơi xuống đất. Hoắc Yểu nói xin lỗi rồi cúi người xuống nhặt thuốc, Nguyên Tịch lúc này mới phản ứng lại lắc đầu, không sao. Hoắc Yểu nhặt viên thuốc màu trắng lên, xin lỗi, làm bẩn rồi. Nguyên Tịch giơ hộp thuốc trong tay lên, không sao, mình vẫn còn. Hoắc Yểu cũng không ném viên thuốc nhặt được đi, nhìn Nguyên Tịch tiện thể hỏi, cậu luôn uống thuốc này sao? Nguyên Tịch nhấp một ngụm nước, đúng vậy, uống xong liền không bị ho nữa. Hoắc Yểu nghiêng đầu nói, nếu uống mãi không thấy đỡ hơn, tại sao không đổi thuốc khác xem sao? Nguyên Tịch ngây người cười khổ nói, cũng không phải không đỡ, có lẽ là vì mình uống thuốc không đúng giờ lắm. Hoắc Yểu cười nói, như vậy đôi khi bị cảm không uống thuốc sẽ khỏi nhanh hơn. Buổi sáng lúc cô bắt mạch cho Nguyên Tịch, phát hiện cô mắc chứng khí hư, căn bản không phải cảm cúm gì cả. Con người một khi chứng khí hư quá dài, thể chất sẽ có sự thay đổi, cho dù người khỏe mạnh đến đâu thì cũng trở nên ốm yếu liên tục. Nguyên Tịch nhìn thuốc trong lòng bàn tay cảm thấy cũng có lý. Sau đó cô đặt lại số thuốc đã lấy ra vào hộp thuốc. Hoắc Yểu khẽ nhướng mày, cô gái rất ngoan, rất có ý thức giác ngộ, không cần cô nói gì thêm. Lúc này điện thoại trong túi rung lên, Hoắc Yểu lấy điện thoại ra, tin nhắn WeChat hiển thị trên màn hình. Cô lại ngồi xuống giường của Nguyên Tịch và nhấp vào WeChat. Là giọng nói của Bùi lão đã lâu không liên lạc. Hoắc Yểu hơi kinh ngạc, cô nghe xong vào chat liền trả lời, khi nào ông đến Bắc Kinh? Bây giờ tôi đang trên trường, chiều tối mới có thời gian. Bùi lão trả lời cũng nhanh thôi, chiều hôm nay là tới, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, tiểu Hoắc sư phụ nếu tiện thì tối nay cùng nhau dùng bữa. Hoắc Yểu suy nghĩ một chút, buổi tối không có việc gì liền đồng ý. Lúc này Bùi lão nhớ ra Mẫn Úc, Mẫn thiếu gần đây khỏe không, hay là tối nay mời cậu ấy cùng tham gia? Hoắc Yểu nghĩ một chút, cái này tôi hỏi anh ấy trước đã. Bùi lão nhắn lại một chữ được, Hoắc Yểu lại nhắn tin cho Mẫn Úc, có lẽ anh đang bận cho nên tin nhắn gửi đi mấy phút vẫn không thấy trả lời. Ấy vậy cô cũng không giục, nhớ tối hôm qua trên xe nghe thấy anh nói chuyện điện thoại có vẻ rất bận, cho nên cuối cùng thẳng thừng thay Mẫn Úc từ chối cuộc hẹn của ông Uông. Cả hai hẹn gặp nhau tại một nhà hàng trong thành phố vào buổi tối. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Bùi lão, chỉ ngồi trong ký túc xá của Nguyên Tịch một lúc, liền tìm một cái cớ rời đi trước, ra khỏi tòa ký túc rất xa. Hoắc Yểu lấy ra hai viên thuốc từ trong túi, ngón tay khẽ dùng lực nghiền nát thuốc thành bột, sau khi đoán thành phần, khóe miệng cô khẽ cong lên. Đây có phải thuốc cảm cúm gì đâu, rõ ràng là chất nhạy cảm. Hoắc Yểu hạ ngón tay xuống, bột thuốc bay trên không trung. Hoắc Yểu học xong liền đến phòng thí nghiệm. Đới Hiệt và Vương Thanh không có cô hỗ trợ nên tiến độ rất chậm, bọn họ thấy Hoắc Yểu đến ánh mắt đều sáng như đèn pha. Vương Thanh nói hơi ố dề, Yểu Yểu cuối cùng em cũng đến, em không đến bọn chị chắc hói cả lũ mất rồi. Đới Hiệt cũng gật đầu đồng ý, chuẩn luôn, không có học muội Hoắc Yểu, nhóm chúng ta như rồng mất đầu. Vương Thanh thở dài nói, Yểu Yểu mấy ngày em không có mặt em không biết chủ nhiệm Tề đến tìm thầy Liễu bao nhiêu lần, nhưng may là thầy Liễu kiên trì mới không để thầy ta nhét người vào được. Hoắc Yểu nhướng mày, Vương Thanh lại nhớ ra một chuyện, phải rồi, tôi nghe thầy Liễu nói thầy Nguyên Hoàn sau này sẽ không đến đây nữa. Hoắc Yểu ừ một tiếng, em biết. Vương Thanh chớp chớp mắt, em biết rồi sao? Hoắc Yểu mặt không biến sắc gật đầu, dù sao người cũng do cô mới bị bắt đến cục an ninh, ngay cả khi người đứng sau anh ta có thể bảo lãnh cho anh ta thì sau này e rằng cũng không xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Chỉ dùng nửa tiếng đồng hồ, Hoắc Yểu đã hoàn thiện tất cả chương trình hệ thống cho giai đoạn thứ hai, nhân tiện cũng điều chỉnh một chút những gì Đới Hiệt và mọi người đã làm. Cô gửi chương trình hoàn chỉnh cho ba người rồi đứng dậy, học trưởng, học tỷ, em có việc phải đi trước, mọi người xem tài liệu em vừa gửi, nếu cảm thấy có vấn đề thì nhắn cho em. Ba người nhìn Hoắc Yểu định nói gì đó,
nhưng cuối cùng thấy chắc cô bận việc thật, chỉ đành ừ một tiếng. Ba người đã định tăng ca để chạy kịp KPI. Nhấp trực tiếp vào chương trình Hoắc Yểu gửi, đọc xong cả ba người dường như đều hóa đá, Đới Hiệt giọng kinh ngạc, mình không nhìn nhầm chứ, chưa đến một tiếng đồng hồ. Học muội đã hoàn thành toàn bộ chương trình hệ thống giai đoạn này rồi. Vương Thanh dụi dụi mắt, trời đất quỷ thần ơi, Yểu Yểu chính là biến thái. Mình nghi ngờ trước đây em ấy cố tình che giấu. Thang Tuấn khóe môi giật giật, không cần nghi ngờ là chắc chắn rồi. Ba người kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lần lượt tắt máy tính đi, còn tăng ca cái gì chứ, tuổi trẻ là phải đi phiêu lưu hưởng thụ. Hoắc Yểu đi tới chỗ hẹn gặp Bùi lão. Bùi lão mỉm cười đứng dậy khỏi ghế, "Tiểu Hoắc, cô đến rồi." Hoắc Yểu khách sáo chào hỏi, Bùi lão xua tay, vội vàng gọi cô ngồi xuống, sau đó rót trà ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Hoắc Yểu vẫn tôn trọng Bùi lão, "Bùi lão lần này tới kinh thành là muốn thăm bệnh sao?" Bùi lão gật đầu cũng không giấu giếm, "Bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp tại bệnh viện thành phố nên mời tôi tới." Hoắc Yểu cầm tách trà lên mỉm cười, "Chủ yếu ông là tiền bối trong giới đông y." Bùi lão cười trừ lắc đầu cảm thán rằng, "So với y thuật của cô tôi không đáng nhắc đến." Hoắc Yểu nhìn Bùi lão, "Ông quá lời rồi." Bùi lão vẫn mỉm cười. Lúc này, điện thoại di động trong túi vang lên, là Bùi Dung gọi đến. Ông bấm nghe nói mấy câu rồi cúp máy luôn. Bùi lão ngưng một lúc lại tiếp tục trò chuyện với Hoắc Yểu. "Phải rồi, Mẫn thiếu dạo này có khỏe không?" Hoắc Yểu nhớ ra buổi trưa nhắn tin cho anh chưa thấy trả lời. Im lặng một lúc mới gật đầu trả lời Bùi lão, "Anh ấy khá tốt, cũng không biết đang bận cái gì." Hoắc Yểu lấy điện thoại ra khỏi túi, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có một tin nhắn mới nào. Cuối cùng mấy người này đều bận rộn việc gì không biết, không nhận được tin nhắn, cũng không trả lời tin nhắn. Ăn xong, Hoắc Yểu nhìn ra, sau khi Bùi lão nhận được một cuộc gọi, trạng thái có chút mơ hồ, nên cũng không nói nhiều, nhanh chóng thanh toán, ra khỏi nhà hàng. Hoắc Yểu định bắt taxi về nhà, nhưng ở cửa tình cờ gặp Bùi Dung đến đón Bùi lão. Bùi lão do dự một lúc rồi quay đầu nhìn Hoắc Yểu, "Tiểu Hoắc, sư phụ cô ở đâu? Hay để tôi bảo Bùi Dung đưa cô về trước?" Bùi Dung thuận theo lời bố nói, "Đúng đó, tôi lái xe đưa cô một chuyến nhé." Hoắc Yểu bình tĩnh lướt Bùi Dung rồi từ chối, "Cảm ơn, tôi gọi taxi được rồi." Nói xong cô gật đầu với Bùi lão, cũng không chờ ông nói gì nữa, liền nhanh chân đi về phía đường lớn. Bóng lưng lạnh lùng, Hoắc Yểu lái xe đưa Mẫn Úc về nhà, vô tình phát hiện vết thương trên người anh. Hoắc Yểu suy nghĩ 2 phút, cuối cùng mặt không cảm xúc gõ cửa phòng tắm. Hoắc Yểu sau khi trở về nhà không đọc sách như mọi ngày, cứ cầm điện thoại thẫn thờ ngồi trên sofa. Kỹ cơ thể của ông Uông vẫn cần kê một số loại thuốc để hồi phục. Ngón tay vào màn hình điện thoại nhiều lần, bấm số điện thoại của Trác Vân rồi gọi cho anh ấy. Điện thoại Trác Vân nhanh chóng được kết nối, vừa nghe máy, đối phương liền vui vẻ hỏi, "Bác tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì sao?" Hoắc Yểu nằm khoanh chân uể oải trên sofa, đôi mắt hơi cụp xuống, giọng nói không thể nghe ra những cảm xúc khác. "Cũng không có vấn đề lớn, chỉ là cần một số thuốc." Trác Vân nghe vậy vội vàng nói, "Bây giờ tôi không ở Bắc Kinh, như vậy đi cô gửi tôi danh sách các dược liệu, tôi cho người chuẩn bị xong đem qua cho cô." Ngón tay Hoắc Yểu xoa nhẹ khung điện thoại, trả lời được rồi nói tiếp, "Anh Mẫn, các anh cũng không ở Bắc Kinh sao?" Trác Vân vô thức nói, "Đúng vậy, anh ấy không nói với cô sao?" Vừa nói dứt lời, anh liền muốn khâu cái mồm của mình lại. Lại vội vàng giải thích một câu, "Bọn tôi đi vội quá, hơn nữa tín hiệu bên này cũng không tốt lắm." Hoắc Yểu không nói thêm nữa, "Vậy anh làm việc đi." Trác Vân trả lời, "Đợi anh Mẫn rảnh tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô nhé." Hoắc Yểu ừ một tiếng. Trác Vân sau khi nhận được bức ảnh Hoắc Yểu gửi đến, liền chuyển tiếp cho thuộc hạ và nghiêm túc dặn dò một lượt. Thiếu phu nhân tương lai không thể buông lơi. Sau khi dặn dò xong, Trác Vân kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, mắt anh dán vào màn hình, quan sát những thay đổi theo dõi trên đó. 2 giờ trôi qua, tín hiệu trên màn hình máy tính cũng càng ngày càng gần nơi đóng quân của Trác Vân và mọi người. Trong tai nghe vốn yên tĩnh và không phản hồi vào lúc này, truyền đến tiếng của luồng điện. Trác Vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Một nhóm người chạy nhanh đến bìa rừng không biết tên, cuối cùng dừng lại ở chỗ đánh dấu. Sau khi đợi thêm vài phút, cuối cùng Trác Vân cũng kết nối được với bộ đàm. Anh vội vàng lên tiếng hỏi, "Anh Mẫn, bây giờ các anh mau đi ra đi, em đang đứng đợi ở lối ra rồi." Đáp lại anh chỉ là một tiếng ừm nhỏ. Trác Vân thở phào nhẹ nhõm, không hỏi nữa, lặng lẽ chờ đợi ở điểm đánh dấu. Một vài người vội vã ra khỏi khu rừng vô danh, người dẫn đầu chính là Mẫn Úc, đi theo sau anh là Dương Dực và 3 thuộc hạ khác. Trên lưng mọi người đều có một người. Trác Vân nhìn giáo sư Mẫn đang hôn mê tim đập loạn nhịp. "Giáo sư Mẫn bị thương rồi sao?" Mẫn Úc khẽ ừ một tiếng. "Về trước đã." Trác Vân gật đầu, kêu các thuộc hạ vừa đưa tới giúp đỡ một tay, bởi vì một số thành viên của đội khảo cổ đã bị thương nặng. Bọn họ không chần chừ nữa, lập tức quay về Bắc Kinh. Trên máy bay, Trác Vân nhìn các nhà khảo cổ đang hôn mê. Bọn họ rốt cuộc đang tìm cái gì? Dương Dực không quan tâm, nói một cách thờ ơ. Trác Vân chống cằm, đột nhiên ngửi thấy hương hoa thoang thoảng. Anh đến gần Dương Dực ngửi ngửi. "Dương, người anh thơm quá." Dương Dực chẳng ngửi thấy gì ngoài mùi máu tanh, liếc nhìn Trác Vân. "Mũi cậu bị ngáo hay sao?" Trác Vân ngửi lại kiên định nói. "Thật đấy, mùi hương hoa ngọt ngào." Thấy vậy, Dương Dực giơ tay lên ngửi thật kỹ. "Tôi chẳng ngửi thấy mùi gì." Trác Vân phân tích rằng, có lẽ các anh đã dính một chút mật hoa trong khu rừng không tên. Bản thân anh đã miễn dịch nên không ngửi thấy nó. Dương Dực không quan tâm lắm. "Có lẽ vậy, đội khảo cổ đã được gửi đến bệnh viện để điều trị. Cuối cùng bọn họ đã qua khỏi cơn nguy hiểm." Đôi lông mày cau có của Mẫn Úc cuối cùng cũng giãn ra. Nhìn giáo sư Mẫn nằm yên lặng trên giường bệnh, Mẫn Úc mặt không cảm xúc lắc đầu, "Đối không để mẹ tôi biết chuyện này." Trác Vân biết thiếu gia đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi. "Anh Mẫn, hay anh về nhà nghỉ ngơi trước đi. Giáo sư Mẫn để em trông chừng cho. Khi ông ấy tỉnh lại em sẽ gọi cho anh ngay lập tức." Mẫn Úc vẫn ngồi trên ghế trước giường bệnh không nhúc nhích. Trác Vân biết không thuyết phục được nên nói, "Được rồi, để em về chuẩn bị đồ cho anh thay trước." Mẫn Úc nhẹ nhàng đồng ý, khuỷu tay đặt trên tay vịn ghế, đặt đầu ngón tay xoa xoa thái dương, nhắm mắt lại. Vốn dự tính bọn họ sớm tỉnh dậy nhưng vẫn chưa thấy tỉnh. Bác sĩ lại vội vàng kiểm tra toàn diện cho bọn họ. Kết quả không tìm ra vấn đề gì,
dữ liệu cho thấy mọi thứ đều bình thường, cho nên bác sĩ cũng không quá lo lắng, chỉ bảo chờ thêm chút nữa xem sao. Tại qua một buổi tối vẫn chưa có ai tỉnh lại. Bác sĩ từ đầu đến cuối chưa tìm ra vấn đề, trong phòng bệnh bác sĩ lại lấy máu rồi rời đi. Trác Vân nhìn thiếu gia trầm mặc, khi đang định nói lời an ủi anh thì điện thoại trong túi rung lên, là thuộc hạ đặt mua dược liệu cho Hoắc Yểu 2 ngày trước. Nhắn tin báo với anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Trác Vân đọc xong chỉ nhắn lại một chữ được, anh bỗng nhớ ra điều gì đó, vội vàng đưa tay gõ đầu. Nhìn thiếu gia nhà mình nói, phải rồi, anh Mẫn, Hoắc tiểu thư y thuật cao minh, có thể gọi cô ấy đến khám cho giáo sư Mẫn. Anh hơi chột dạ nói, với cả hai hôm trước Hoắc tiểu thư còn nhắn tin tìm em. Trác Vân sau khi nói xong liền cảm thấy nhiệt độ toàn bộ phòng bệnh dường như trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt, anh hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thiếu gia nhà mình nữa. Ánh mắt Mẫn Úc lướt nhẹ qua anh, không nói gì, anh trực tiếp lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Biết lúc này Hoắc Yểu có thể đang ở trong lớp, anh cũng không gọi lại mà nhắn cho cô hai tin nhắn. Trác Vân bên cạnh thấy vậy, trực giác mình sắp bị gửi đến châu Phi khai thác khoáng sản trong một thời gian dài. Khi Hoắc Yểu nhìn thấy tin nhắn đã là nửa giờ sau, cô bước ra khỏi lớp gọi lại cho Mẫn Úc, sau khi nghe tin bố anh bị bệnh cũng không chút do dự, trực tiếp xin nghỉ học một buổi rồi đi thẳng đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện, Trác Vân đã đợi ở cổng từ lâu. Nhìn thấy cô như nhìn thấy cứu tinh, Hoắc tiểu thư, Hoắc Yểu gật đầu, vừa đi lên lầu vừa hỏi mấy câu liên quan đến tình hình của các bệnh nhân. Trác Vân nói ngắn gọn về cuộc tìm kiếm trong 2 ngày qua. Kiểm tra đều bình thường nhưng mãi không tỉnh lại. Hoắc Yểu nghe xong, nhất thời cũng chưa phán đoán được ra bệnh gì. Trác Vân vẫn nói tiếp, "À, Hoắc tiểu thư, 2 ngày trước cô nhắn tin cho tôi, khi đó tôi có nói, bảo anh Mẫn gọi lại cho cô mà quên mất." Trác Vân ngượng ngùng vò đầu bứt tóc, Hoắc Yểu à một tiếng phản ứng lại nói, "Không sao, không quan trọng." Trác Vân xoa xoa chóp mũi, chính là cái không quan trọng này khiến anh bắt đầu cảm thấy hèn mọn. Rất nhanh hai người đã đến phòng bệnh, Mẫn Úc đang ngồi trước giường bệnh, anh nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên, "Đến rồi." Hoắc Yểu gật đầu đi về phía anh, nhìn người nằm trên giường bệnh, giọng nói Mẫn Úc rất bình tĩnh, không nghe ra được chút lo lắng nào. "Ông ấy cứ ngủ như vậy chưa tỉnh lại lần nào." Hoắc Yểu liếc nhìn Mẫn Úc không nói gì cả, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống trước giường, đưa tay ra bắt mạch cho giáo sư Mẫn. Lúc bắt mạch toàn bộ căn phòng rất yên tĩnh, Trác Vân này cả thở cũng không dám thở mạnh. Nửa phút sau, Hoắc Yểu rút tay về, thần sắc của cô trông hơi lạ. Trác Vân vội hỏi, "Hoắc tiểu thư, sao vậy?" Hoắc Yểu không trả lời câu hỏi của anh, vừa lấy chiếc kim bạc mang theo người ra vừa nói tiếp, "Vui lòng chuẩn bị cho tôi một chiếc cốc và đổ đầy nửa cốc nước." Trác Vân rót nước lạnh đem tới, Hoắc Yểu dùng kim bạc chọc vào đầu ngón tay giáo sư Mẫn, giọt máu bắt vào cốc nước, cô dùng cây kim bạc trộn lẫn giọt máu trong nước, sau khi mùi loáng thoáng bay ra, Hoắc Yểu thất thần một lúc. Rất nhanh cô đã hoàn hồn lại, ngước mắt lên hỏi Mẫn Úc, "Gần đây bố anh có đến một vùng núi xa xôi nào không?" Mẫn Úc gật đầu không giải thích nhiều, "Tình hình ông ấy bây giờ như thế nào?" Hoắc Yểu thấy vậy trầm mặc mấy giây, "Có một loài hoa tên là phù vân, phấn hoa có thể hấp thụ vào cơ thể qua da, nếu kết hợp với việc hít hương hoa lâu ngày, sẽ khiến con người rơi vào trạng thái mê man." Mẫn Úc khẽ nheo mắt, nhớ lại lúc trước sau khi bước vào khu rừng vô danh, dường như đã ngửi thấy ngưng hoa, nhưng vì vội đi tìm người nên không quan tâm lắm. Hoắc Yểu gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm, "Loại hoa này thường mọc sâu trong núi, hơn nữa còn là một nơi đặc biệt, thế giới bên ngoài gần như không thể nhìn thấy loài hoa này." Đó là lý do tại sao cô ấy ngạc nhiên. Lúc này Trác Vân nghĩ ra gì đó, nhắc đến hương hoa, "Hôm đó tôi đã ngửi thấy trên người Dương Dịch, nghĩ có thể đã dính lên người khi anh ấy cõng giáo sư Mẫn." Trác Vân vội vàng hỏi tiếp, "Độc tính mùi phấn hoa này có độc lắm không?" Giáo sư Mẫn tính ra đã hôn mê ít nhất 2 ngày rồi. Hoắc Yểu lấy khăn giấy ra lau kim bạc, trong trường hợp bình thường nó không gây hại nhiều cho cơ thể lắm, nhưng kéo dài một thời gian dài tất nhiên là không ổn. Mẫn Úc nhìn về phía Hoắc Yểu, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi đầy đủ. "Vậy bố của anh?" Hoắc Yểu quay đầu nhìn người bệnh, "Thời gian không dài lắm, có thể chuyển hóa sinh lý, đừng lo lắng." Mẫn Úc nghe vậy mới thấy yên tâm, "Anh tin vào y thuật của người yêu mình." Trác Vân chật lưỡi, nói ra cũng thật kỳ lạ, "Trước đó bác sĩ đã lấy máu bao nhiêu lần, sao không kiểm tra ra vấn đề gì?" Hoắc Yểu không tiếp lời Trác Vân, "Chút nữa em kê ít thuốc đợi ông ấy tỉnh lại thì sắp lên uống. Trong 3 ngày tốt nhất không nên đi đâu." Trác Vân tò mò hỏi, "Tại sao vậy?" Hoắc Yểu bình tĩnh phun ra 2 chữ, "Giải độc." Cô lấy điện thoại mở ghi chú ra, liệt kê hơn chục loại dược liệu cần thiết, rồi chụp màn hình gửi cho Trác Vân. Trác Vân nhận được lập tức gật đầu. Lúc này anh nhớ tới những nhà khảo cổ khác cũng đang hôn mê. Sau khi nhìn thiếu gia nhà mình, anh suy nghĩ rồi nói, "Phải rồi, vẫn còn 3 người, có lẽ nó giống như tình hình của giáo sư Mẫn." Hoắc Yểu nghe vậy nói, "Đưa tôi đi xem." Trác Vân cung kính gật đầu. Hoắc Yểu đi theo Trác Vân đến phòng của 3 người còn lại. Sau khi Hoắc Yểu rời khỏi phòng bệnh liền hỏi Trác Vân, "Bọn họ làm công việc gì vậy?" Trác Vân cũng không giấu giếm, "Người của hiệp hội khảo cổ học." Ánh mắt Hoắc Yểu ngừng lại chút, "Làm thế nào mà những người từ hiệp hội khảo cổ học đến được nơi đó?" Cô nghiêng đầu nói với Trác Vân, "Vậy tìm được bảo vật chưa?" Trác Vân lắc đầu, "Có lẽ là chưa cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm." Hoắc Yểu gật đầu không hỏi thêm nữa. Khi 2 người trở lại phòng bệnh của giáo sư Mẫn, giáo sư Mẫn đã tỉnh lại, lúc này đang nói chuyện với Mẫn Úc, thấy có người bước vào anh liền ngừng nói chuyện. Giáo sư Mẫn không biết Hoắc Yểu là một nhà khảo cổ học, ông thường xuyên bôn ba bên ngoài, càng không biết con trai mình đã có người yêu, cho nên khi nhìn thấy Hoắc Yểu, trong lòng đã đoán được thân phận của cô. Mẫn Úc dường như biết bố mình đang nghĩ gì, khi Hoắc Yểu đi tới, anh bình thản lên tiếng, "Giới thiệu với bố, đây là bạn gái của con." Hoắc Yểu cũng là ân nhân cứu mạng của bố. Hoắc Yểu im lặng một hồi, giáo sư Mẫn có vẻ khá sốc, đến đau đớn trên người cũng mặc kệ, không dám tin hỏi, "Con nói gì, con nói lại một lần đi, có phải tai ông xuất hiện ảo giác rồi không?" Mẫn Úc đã thoát ế rồi ư? Mẫn Úc thờ ơ bỏ qua biểu hiện hoài nghi của bố mình, "Sau này nhớ bù đắp quà gặp mặt." Hoắc Yểu nhắm mắt lại, giáo sư Mẫn trừng mắt, "Đây là chuyện quà gặp mặt sao?" Mẫn Úc không nhìn sắc mặt bố, kéo Hoắc Yểu đã hóa đá ra khỏi phòng bệnh,
Mấy phút sau, giáo sư Mẫn vẻ mặt cạn lời, cuối cùng hoàn hồn lại nhìn về phía Trác Vân. Tiểu Úc có người yêu rồi. Trác Vân nghe vậy gật đầu nói, đúng ạ. Lúc này tâm trạng giáo sư Mẫn rất phức tạp, tôi còn tưởng tiểu tử này không ham muốn gì, không chừng tương lai sẽ ở với đống sắt vụn đó cho đến già. Có điều giá trị nhan sắc của cô bé đó khá cao, cũng không biết là tiểu thư nhà nào bị tiểu tử này dụ dỗ. Giáo sư Mẫn lắc đầu, bỗng muộn màng phản ứng lại, ông còn chưa nói với cô bé đó câu nào mà tên tiểu tử kia đã đưa người đi rồi. Mẫn Úc kéo Hoắc Yểu vào thang máy đi xuống lầu, sau khi đến bãi đỗ xe anh mới buông tay ra. Trở về trường hay là? Ánh mắt Hoắc Yểu lướt qua mặt anh lắc đầu, xin nghỉ rồi, buổi chiều không cần đến trường. Mẫn Úc gật đầu lấy chìa khóa ra. Hoắc Yểu thấy vậy liền nói, em lái xe cho, thanh niên này vừa nhìn đã biết hai ngày qua không nghỉ ngơi rồi. Mẫn Úc cũng không khách sáo, trực tiếp đưa chìa khóa trên tay cho cô, sau đó mở cửa ghế phụ ngồi vào. Nửa tiếng sau chiếc xe dừng ở nhà để xe của Mẫn Úc. Ông ngước nhìn người ngồi bên ghế phụ, thấy anh nhắm mắt giống như đang ngủ, nhất thời không gọi anh, có lẽ ánh mắt cô cứ dán lên mặt anh. Chỉ mấy giây anh đã mở mắt ra, trong đôi mắt sâu thẳm đó, trông không buồn ngủ chút nào. Hoắc Yểu thấy vậy bình tĩnh thu hồi tầm mắt, cởi dây an toàn ra, nhẹ nhàng nói, đến rồi. Mẫn Úc khẽ nhướng mày, hai người cùng nhau đi vào phòng khách. Hoắc Yểu cầm điện thoại đặt đồ ăn cũng không ngẩng đầu lên nói, anh đi ngủ trước đi, chờ bữa trưa đến em gọi anh dậy. Mẫn Úc gật đầu cởi áo khoác trên người xuống, bên trong chỉ mặc chiếc áo giữ nhiệt. Hoắc Yểu đặt đồ ăn xong nhìn sang Mẫn Úc, đang định nói thì đầu mũi Mẫn cảm ngửi thấy mùi cao thuốc. Cô khẽ cau mày hỏi, anh bị thương sao? Mẫn Úc không để tâm lắm, chỉ là bị thương ngoài da. Có điều nghĩ tới điều gì đó đột nhiên nhìn sang Hoắc Yểu, chờ chút em thay thuốc cho anh. Nói xong anh chỉ vào vị trí sau eo của mình. Hoắc Yểu nhìn theo hướng tay anh chỉ, nheo mắt không nói gì. Mẫn Úc thấy vậy tiếc nuối, đùa tôi, anh tự làm được. Nói xong anh đưa tay ra xoa đầu Hoắc Yểu, sau đó cầm hộp thuốc đi lên tầng 2. Hoắc Yểu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn theo cho đến khi anh đi khuất khỏi cầu thang tầng 2 mới thu hồi tầm mắt, đứng tại chỗ suy nghĩ 2 phút vẫn đi lên tầng 2. Mẫn Úc quay về phòng ngủ rồi vào nhà tắm tắm rửa. Vừa cởi quần áo ra, băng gạc quấn quanh eo, vẫn chưa kịp tháo gỡ đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Mẫn Úc liền dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn cửa phòng tắm, khựng lại một chút mới lấy khăn tắm quấn quanh người, lúc này mới đi tới kéo hờ cánh cửa phòng. Gương mặt xinh đẹp của Hoắc Yểu không cảm xúc, trông có vẻ đang quan tâm hỏi thăm, chỉ hỏi anh cần giúp đỡ không. Mẫn Úc ho khan một tiếng, không tiện lắm, bây giờ thì không cần. Hoắc Yểu quay người rời đi, vậy khi nào cần thì gọi em. Mẫn Úc khẽ nhếch miệng cười, một lúc sau anh mới từ từ đóng cửa lại. Làm chính nhân quân tử khó thật đấy. Phòng tắm truyền đến tiếng nước từ vòi hoa sen. Hoắc Yểu ngồi xuống trước máy tính, lấy điện thoại ra mở WeChat lên, lại mở tin nhắn với Thượng Quan Vân, gửi một tin nhắn trong khung chat. Khi Hoắc Yểu tưởng lại hiển thị gửi thất bại thì bỗng nhận được tin trả lời, đã xảy ra sự cố với trạm gốc vệ tinh trong gia tộc. Cái trò này tôi cũng không biết làm, cho nên trực tiếp khởi động lại. Nào ngờ sau khi khởi động lại, tất cả dữ liệu trước đó đều biến mất. Là nhị trưởng lão tốn công tốn sức mới sửa xong, cô đột nhiên tìm tôi có chuyện gì? Hoắc Yểu lần lượt đọc một số tin nhắn của Thượng Quan Vân gửi đến. Lo lắng mấy ngày qua trực tiếp biến mất, cô còn nghĩ nếu không liên lạc được nữa cô sẽ về đó một chuyến. Bây giờ thì không cần nữa rồi, cô nhắn tin đáp lại, không có chuyện gì to tát, chỉ hỏi ông vệ đã về gia tộc chưa. Y nhanh chóng trả lời, vẫn chưa, nhưng trước khi mạng bị tắt, tôi nhận được một tin nhắn từ ông ấy, nói vẫn còn chút việc cần xử lý, tạm thời chưa về được. Hoắc Yểu thấy vậy nheo mắt lại, ông vệ mấy chục năm chưa ra ngoài thế giới thì có chuyện gì cần xử lý chứ. Điều cô lo lắng lúc này là có người lợi dụng cái tên Thượng Quan Ngọc làm mồi nhử, lỡ như ông vệ tìm đến đó thì phiền phức rồi. Hơn nữa bây giờ hiệp hội đã loạn lên, nơi cuối cùng kẻ giả mạo Thượng Quan Ngọc kia xuất hiện là ở gần hiệp hội, ông còn đang làm trình dược viên tại cơ sở dược liệu của hiệp hội dược sĩ, hy vọng đừng trò mánh khóe gì mới tốt. Hoắc Yểu đau đầu nhíu mày nói với Thượng Quan Vân, cậu liên lạc lại bảo ông ấy đi về trước đi. Tôi biết rồi, Hoắc Yểu nghĩ một lúc lại nhắn một tin, sau khi liên lạc được nhớ nhắn báo lại cho tôi. Nhìn chữ ừm trên màn hình, Hoắc Yểu chuẩn bị đóng hộp chat lại, đột nhiên nhớ ra chuyện ngày hôm nay, bèn nhắn thêm tin nữa. Mặc dù gia tộc có trang thiết bị cực kỳ tân tiến, nhưng cũng không chống lại được con người phá hoại, luôn nâng cao cảnh giác là chuyện tốt. Cô không nói ra chuyện có thể đội khảo cổ học đã vào được rừng xương, không muốn khiến bọn họ lo lắng. Thượng Quan Vân dù thấy kỳ lại, nhưng lời như vậy anh thường xuyên nghe tộc trưởng nhắc đến, cũng không hỏi kỹ, chỉ nhắn lại một chữ được. Hoắc Yểu thấy vậy cũng không tiếp tục nhắn với anh nữa, một số chuyện chỉ có thể dừng lại ở đây. Tổng tài bá đạo nhờ người yêu bôi thuốc hộ, rất mưu mô nằm nghiêng giáo nước dụ dỗ đối phương. Hoắc Yểu mặt không cảm xúc băng bó giúp anh, nào ngờ Mẫn Úc kéo cô lại và bảo cô phải chịu trách nhiệm đến cùng. Hoắc Yểu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, đến người trong nhà tắm mở cửa ra, bước ra ngoài cô cũng không để ý đến. Mẫn Úc đến gần liếc nhìn điện thoại của Hoắc Yểu, đang xem gì mà tập trung thế? Hoắc Yểu hoàn hồn lại lắc đầu, không có gì. Cô đứng dậy khỏi ghế lấy hộp thuốc bên cạnh, em bôi thuốc cho anh. Mẫn Úc nhìn Hoắc Yểu, vừa rồi ở dưới lầu anh thật sự chỉ lỡ miệng, thật ra anh tự làm cũng được. Hoắc Yểu cũng không biết vết thương của anh như thế nào, cô lật qua những thứ bên trong hộp thuốc và nói, đừng phí lời nữa, cho em xem vết thương của anh. Mẫn Úc giữ chặt eo, vẻ mặt có chút phức tạp. Hoắc Yểu ngẩng đầu lên, bôi thuốc thôi mà có phải trước đây chưa thấy đâu. Mẫn Úc có chút bất lực, chỉ mong người ấy ngại ngùng, nhưng e rằng cả đời này không thể rồi. Mẫn Úc bước đến bên giường, cởi bỏ áo choàng tắm, sau khi cởi xong thì buộc vào eo, miễn cưỡng che đi đôi chân dài, sau đó nằm lên trên giường. Hoắc Yểu cầm băng gạc và thuốc bôi ngoài vết thương, thấy anh nằm tư thế nghiêng gợi cảm, tai bỗng nóng lên một cách lạ thường, ánh mắt cô lóe lên, nhanh chóng thu lại tâm tư ngẩn ngơ bước tới. Hoắc Yểu tự động phớt lờ thân trên trần trụi của ai đó, mặt không biến sắc nhìn chằm chằm vào eo của anh. Vết thương của anh trông mà phát hoảng, một mảng da lớn bị bào mòn, xung quanh thâm tím bầm dập, vừa nhìn đã biết là do lực ma sát mạnh gây ra. Vậy mà suốt chặng đường, anh không có chút dáng vẻ gì là bị thương. Hoắc Yểu nghiêng đầu nhìn anh một cái,
sức chịu đựng khá ok đấy. Ấn Úc cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Yểu, bất giác khẽ ngẩng đầu lên, nhưng lúc này cũng chỉ thấy cô đã hơi cúi đầu xuống, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô. Bắp chân của Mẫn Úc được bọc dưới áo choàng, vô tình nghiêng sang một bên, để lộ ra một chút. Hoắc Yểu đang chuẩn bị bôi thuốc khóe môi giật giật, cảm giác vừa lạnh vừa đau nhói truyền đến quanh eo. Toàn thân Mẫn Úc căng lên, thứ khiến cơ thể anh căng lên là cảm giác ngón tay chạm vào da. Hoắc Yểu thấy vậy, đầu ngón tay dừng lại, sau đó cô lại tiếp tục bôi thuốc không thèm ngẩng đầu nói. Nhịn chút, Mẫn Úc dùng đầu ngón tay ấn vào thái dương và nhắm mắt lại. Nếu anh không kiềm chế, e rằng sớm đã không phải tư thế này rồi. Căn phòng rất yên tĩnh, bôi thuốc dù chỉ mất 1 đến 2 phút, nhưng cảm giác như rất lâu. Hoắc Yểu thu tay lại, sắc mặt bình tĩnh, cô trực tiếp nhặt miếng gạc ném lên giường. Anh tự băng bó vết thương đi, nói xong xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng, chỉ là vừa nhấc chân liền bị anh kéo tay lại. Cô không kịp phản ứng với một lực mạnh đến cổ tay của mình, cả người ngã ngửa về sau, ngay sau đó người đã nằm thẳng trên giường. Hoắc Yểu bắt gặp ánh mắt không đáy của Mẫn Úc. Mẫn Úc đặt tay lên hông Hoắc Yểu, làm gì có ai chỉ xử lý một nửa vết thương rồi bỏ chạy. Cả người dường như hoàn toàn ở trên người Hoắc Yểu, bộ ngực săn chắc trông rắn chắc và tràn đầy sức mạnh. Hai người dính sát lấy nhau, cổ họng Hoắc Yểu đột nhiên có chút khô khốc, cô nhìn đi chỗ khác tay chạm vào miếng gạc, trực tiếp nhận thua. Được anh ngồi dậy, em băng bó cho anh. Giọng nói nghe có vẻ chiếu lệ. Mẫn Úc thì thầm vào tai Hoắc Yểu, trước đó chúng ta có thể làm một cái gì đó khác. Nói xong anh mổ vào dái tai cô, tiện thể anh giật lấy miếng gạc trên tay cô ném xuống gầm giường. Hoắc Yểu mặt nóng như lửa đốt, giây tiếp theo nụ hôn ngọt ngào ập đến, nhấn chìm tất cả những suy nghĩ của cô. Cũng không biết qua bao lâu, chiếc điện thoại trong phòng gấp rút đổ chuông, trực tiếp phá vỡ đôi nam nữ đang hô hấp nhân tạo với nhau. Đầu óc Hoắc Yểu cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút, cô đẩy người đàn ông bên trên ra, đồ ăn đặt đến rồi. Ấn Úc ôm chặt eo của Hoắc Yểu, không có ý định buông ra. Hoắc Yểu trừng mắt nhìn anh, chút nữa em còn phải về trường học. Đôi mắt đen trắng rõ ràng còn có chút màu nước mắt. Ấn Úc nghe thấy hai chữ trường học, gương mặt anh tuấn lập tức hiện lên sự thất vọng, nhắc nhở anh về sự thật rằng bạn gái của anh vẫn còn là sinh viên. Vòng tay anh lại siết chặt hơn, lật người lại để Hoắc Yểu đè lên người anh, kéo đầu cô dựa vào ngực anh, nhìn lên trần nhà với gương mặt nuối tiếc. Bây giờ anh chỉ muốn biết khi nào em có thể tốt nghiệp. Nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh, Hoắc Yểu hơi cong ngón tay, dù có thừa nhận hay không nhưng cảm giác này dường như không tệ. Nằm yên một lúc, cô chợt ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, xem biểu hiện của anh. Mẫn Úc nhìn cô cẩn thận thưởng thức ý nghĩa của những từ đó. Xem biểu hiện của anh sao? Đây là sau khi làm việc chăm chỉ một thời gian dài cuối cùng đã hiểu ra rồi. Hoắc Yểu nhướng mày không nói gì, tùy ý cúi đầu xuống hôn lên trái tim anh. Nụ hôn vừa đặt xuống, Mẫn Úc liền sững sờ mất nhìn năm ánh sáng. Cái chạm ấm áp từ trái tim truyền đến tứ chi và xương khớp. Nhất thời không có phản ứng gì, Hoắc Yểu nhân cơ hội xoay người xuống giường, quay đầu lại thấy chiếc áo choàng tắm quanh eo đã được nới lỏng. Cô ho khan một tiếng, vội vàng thu hồi tầm mắt. Mặc kệ anh, cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa truyền đến Mẫn Úc mới hoàn hồn lại, anh chạm vào nơi trái tim mà cô gái nhỏ vừa hôn lên. Khóe môi hơi mím lại, một tâm trạng tuyệt vời không thể diễn tả, ngay cả khi hai ngày qua không được nghỉ ngơi, nhưng dường như tràn đầy năng lượng và không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Nằm một lúc, Mẫn Úc ngồi dậy khỏi giường, cúi đầu nhìn xuống vết thương hơi rách bên hông, khẽ lắc đầu, đại khái trải nghiệm được cái gì gọi là được chết dưới hoa mẫu đơn thì làm quỷ vẫn phong lưu. Anh nhặt miếng gạc dưới đất lên, tùy ý quấn quanh eo vài vòng, đi đến phòng thay đồ tìm một bộ quần áo. Hoắc Yểu đặt đồ ăn ship đến lên bàn, vẫn đang suy nghĩ xem có nên gọi ai đó xuống ăn không. Thấy Mẫn Úc đã đi xuống, liền quay người đi vào bếp lấy ra hai bộ bát đũa. Hai người im lặng ăn cơm, không có chút khó xử nào. Hoắc Yểu nhớ ra gì đó, liền ngẩng đầu nói với Mẫn Úc, hai ngày trước Bùi lão đến Bắc Kinh hẹn anh đi ăn, anh bận nên em từ chối giúp anh rồi. Mẫn Úc gật đầu, anh biết, anh đọc được tin nhắn cô gửi trước đó. Bùi lão vẫn khỏe chứ? Hoắc Yểu nuốt miếng cơm cuối cùng, tinh thần cũng không tệ. Vừa đề cập đến ông, điện thoại trong túi cô liền rung lên, tin nhắn từ Bùi lão gửi đến. Hoắc Yểu mở ra xem, hơi nhíu mày. Mẫn Úc ngước mắt thấy sắc mặt cô sai sai. Hoắc Yểu cầm điện thoại không nhắn trả lời. Bùi lão đột nhiên xin lỗi em. Mẫn Úc khó hiểu nhìn cô, sao lại xin lỗi? Hoắc Yểu lắc đầu, em cũng không rõ. Cô nghĩ kỹ lại tình hình hai người gặp mặt ăn cơm ngày hôm đó, ngoại trừ việc sau khi nhận cuộc gọi ông ấy có vẻ hơi mất tập trung thì cũng thấy bình thường, cũng không hiểu nguyên do của lời xin lỗi này. Suy nghĩ khoảng 2 phút, Hoắc Yểu vẫn nhắn lại hỏi thăm một tiếng, có phải đã xảy ra chuyện gì không, nhưng mãi không thấy ông trả lời lại. Hoắc Yểu dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Yểu cất dọn bàn ăn, cô nhìn đồng hồ chút, nghỉ ngơi đi, em về trường trước. Mẫn Úc không nói gì khác, chỉ nói với cô một câu, chờ chút. Hoắc Yểu không hiểu nhìn Mẫn Úc, thì thấy anh sải bước lên tầng 2. Cô chớp chớp mắt không đi vội, mà ở chờ anh bên dưới. Mẫn Úc lại mặc áo khoác đi tới trước mặt Hoắc Yểu. Hoắc Yểu thấy vậy nghiêng đầu, em tự đến trường được mà. Mẫn Úc nắm lấy tay cô, tiện đường anh cũng có việc phải đến trường một chuyến. Hoắc Yểu nhướng mày không tin lắm. Mẫn Úc không cho cô từ chối, trực tiếp kéo cô đi ra ngoài, cuối cùng vẫn giải thích một câu, đến khoa vật lý gặp một người. Hoắc Yểu vừa nghe vậy liền nhớ ra dự án viện khoa học công nghệ, cũng không nói gì nữa. Nửa tiếng sau, chiếc xe chạy đến trường học. Mẫn Úc không dừng xe ngoài cổng trường mà đi thẳng vào trong sân trường. Sau khi đưa Hoắc Yểu đến khoa sinh, anh mới quay xe về khoa vật lý. Hoắc Yểu trở về lớp học, thần sắc nguyên tịch cũng tốt lên nhiều rồi. Khi thấy Hoắc Yểu quay lại, cô quan tâm hỏi, ấy buổi sáng cậu vội vàng rời đi, không xảy ra chuyện gì chứ? Hoắc Yểu mỉm cười, không sao. Nguyên tịch gật đầu yên tâm, vậy thì tốt, vốn định gọi điện hỏi cậu nhưng lại sợ làm phiền cậu. Nguyên tịch định tiếp tục đọc sách ôn bài, ánh mắt vô tình lướt qua cổ Hoắc Yểu liền dừng lại. Cô chớp chớp mắt như phát hiện ra điều gì đó cực sốc. Hoắc tỷ, cậu đây là? Cô ấy chỉ lên cổ. Hoắc Yểu giơ tay sờ cổ mình. Nguyên tịch ôm mặt, lấy điện thoại ra mở camera lên đưa cho Hoắc Yểu,
cậu xem này, Hoắc Yểu nhíu mày nhìn vết tích trên cổ mình, sau đó bình tĩnh trả lại điện thoại cho Nguyên Tịch, tiếp đó bình tĩnh nói, à, mình nuôi một con mèo. Nói xong cô vén cổ áo lên trên, Nguyên Tịch khóe môi giật giật, đây là chuyện mèo có thể làm ra sao? Hoắc Yểu ho khan, không nhìn Nguyên Tịch nữa, điện thoại trong túi rung lên, là Bùi lão đã lâu mới trả lời tin nhắn, ông ấy gửi một đoạn voice chat dài gần một phút, lúc này vẫn chưa vào giờ học, Hoắc Yểu lấy tai nghe trong túi ra đeo lên. Sau khi nghe xong, cô mới hiểu ra trước đó Bùi lão xin lỗi cô là có ý gì. Thời gian chớp mắt đã qua 3 ngày, Mẫn Úc đang ngồi trên ghế thì nghe thấy giáo sư Mẫn trên giường bệnh, lật người chạy thẳng vào nhà vệ sinh, anh khẽ nhướng mày, 2 phút sau, giáo sư Mẫn ôm bụng đi ra ngoài. Ông lại trèo lên giường và ngồi xuống đầu giường một cách yếu ớt. Bố con sống lâu như vậy, chưa bao giờ 20/24 tiếng một ngày đều ở trong nhà vệ sinh như thế này, đã thế còn kéo dài 3 ngày rồi. Mẫn Úc bình thản vắt chân, giọng nói bay bổng, giải độc đúng cách có lợi cho sức khỏe. Giáo sư Mẫn hơi mím môi lại, cảm nhận sâu sắc đứa con này không giống con ruột độc miệng như vậy. Mẫn Úc phớt lờ ánh mắt oán hận của bố thản nhiên hỏi, đội khảo cổ của bố chạy đến khu rừng đó làm gì? Giáo sư Mẫn nhún vai, còn làm gì được nữa, thám hiểm thôi. Mẫn Úc cười nửa miệng, vậy sao, đội khảo cổ của bố rảnh rỗi thật đấy. Giáo sư Mẫn ho khan nói thì con cũng không hứng thú. Mẫn Úc nghiêng đầu nhìn bố không nói sao biết con không hứng thú, dù sao suýt chút nữa thì mất luôn cái mạng rồi. Giáo sư Mẫn chột dạ quay đầu đi, nhiệm vụ bí mật của hiệp hội chẳng phải không sao rồi sao? Mẫn Úc hừ nhẹ một tiếng, anh ngừng hỏi về đội khảo cổ và nói về những thứ khác. Nhưng hai người chưa nói được hai câu, giáo sư Mẫn lại chạy vào nhà vệ sinh. Giáo sư Mẫn lại nằm xuống giường, quay đầu nói, hỏi bạn gái của con, khi nào chất độc này sẽ giải được hết? Mẫn Úc bình thản nói, nhắc đến chuyện này, con lại nhớ đến đội khảo cổ của bố, tiền khám bệnh vẫn chưa thanh toán. Giáo sư Mẫn không hiểu lắm, tiền khám bệnh gì? Mẫn Úc chậm rãi trả lời, bạn gái con không làm không công. Giáo sư Mẫn phản ứng lại, vẻ mặt hạn hán lời. Điện thoại trong túi Mẫn Úc vang lên, trước khi nghe máy anh còn nói với bố một câu, phải rồi, chi phí trả theo tiêu chuẩn của hiệp hội dược sĩ, trực tiếp chuyển vào tài khoản con là được, cảm ơn bố. Giáo sư Mẫn trừng mắt nhìn anh, Mẫn Úc mặc kệ ánh mắt của bố, quay người đi đến trước cửa sổ bấm nghe máy. Giáo sư Mẫn nhìn bóng dáng xấu xa kia, tức muốn hộc máu mồm, lần trước đòi ông quà gặp mặt con dâu tương lai, lần này lại đòi ông tiền khám bệnh của con dâu tương lai. Thằng nhóc này trở nên tính toán chi li như thế từ khi nào vậy? Người gọi điện cho Mẫn Úc là Bùi Dung, hai người chỉ nói mấy câu liền cúp máy. Anh nhìn giáo sư Mẫn trên giường bệnh, bố con đi trước đây. Giáo sư Mẫn vừa nghe anh nói chuyện điện thoại bèn hỏi, ta Bùi lão bị bệnh sao? Mẫn Úc gật đầu, chút nữa con đến thăm ông ấy. Giáo sư Mẫn cũng quen biết Bùi lão, thấy vậy dặn dò một câu, gửi lời hỏi thăm ông ấy. Mẫn Úc gật đầu rồi ra khỏi phòng bệnh. Anh gọi điện dặn dò, Trác Vân chuẩn bị quà trước mới lái xe đến Đại học Thanh Hoa. Hoắc Yểu vừa bận rộn công việc trong phòng thí nghiệm xong, lúc thắt dây an toàn, Hoắc Yểu hỏi, bố anh hồi phục như thế nào rồi? Mẫn Úc nghĩ đến hình ảnh bố mình liên tục chạy vào nhà vệ sinh liền nói, khá tốt, tràn trề sức sống. Hoắc Yểu nghe vậy gật đầu nói, vậy thì tốt. Mẫn Úc gật đầu khởi động xe rời đi. Bùi lão bị bệnh rồi, anh đưa em về nhà trước, sau đó đến thăm ông ấy. Hoắc Yểu ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn anh, nghiêm trọng không? Mấy hôm trước gặp ông ấy thấy tinh thần vẫn tốt mà. Gần đây là mùa cao điểm của dịch bệnh sao? Ông uông bệnh nặng, bây giờ lại đến Bùi lão. Lúc Mẫn Úc nghe máy, cũng không nghe ra giọng Bùi Dung lo lắng như nào, không rõ là bệnh có nặng không. Hoắc Yểu gõ gõ đầu gối, được, em không đi nữa. Nếu thật sự có vấn đề thì gọi cho em nhé. Dù không ưa gì hai người con trai của Bùi lão, nhưng nhân phẩm của ông không có gì để chê. Bùi Dung muốn lợi dụng Bùi lão để lấy phương thuốc của cô. Nếu đổi lại là gia đình khác e rằng sẽ không có ai làm được. Như Bùi lão nói hết sự thật với cô, chỉ riêng điểm này thôi cũng rất đáng khâm phục. Mẫn Úc gật đầu không nhắc đến Bùi lão nữa. Anh đưa Hoắc Yểu về biệt thự, sau đó quay xe đến chỗ ở của Bùi Dung. Trác Vân chờ anh bên ngoài biệt thự Bùi Dung ở, thấy xe của anh Mẫn nhà mình đến, anh cầm hộp quà đứng bên đường đi về phía anh. Anh Mẫn, Mẫn Úc gật đầu, Trác Vân không chần chừ, lập tức bấm chuông cửa biệt thự. Bùi Dung nghe thấy tiếng chuông cửa, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, lại liếc nhìn chiếc lư hương đặt trên sofa, anh ta bước ra ngoài đích thân đón Mẫn Úc. Bùi Dung kính cẩn gật đầu chào Mẫn Úc và Trác Vân. Mẫn thiếu, anh đến rồi. Mẫn Úc gật đầu và đi theo Bùi Dung vào trong. Bùi lão vẫn khỏe chứ? Bùi Dung mỉm cười nói, ông ấy bị nhiễm phong hàn, uống thuốc thì đỡ nhiều rồi. Nghe nói anh đến thăm, tinh thần ông ấy cũng tốt lên nhiều. Anh ta đưa người vào phòng khách, hương trầm trong phòng khách không quá nồng lan khắp phòng. Trác Vân đưa quà trong tay cho cô giúp việc, mắt lướt nhìn một vòng phòng khách, ngửi thấy mùi hương, anh không để tâm lắm. Khi Bùi lão thấy Mẫn Úc bước vào, đã đứng dậy chào đón anh, không giấu được niềm vui trên gương mặt. Mẫn Úc lịch sự chào ông, thấy trạng thái tinh thần ông khá tốt, không giống như người bị bệnh. Bùi lão mời anh ngồi xuống nói chuyện, lẽ ra tôi phải đến nhà thăm cậu, không ngờ lại phiền cậu đặc biệt đến đây một chuyến, thật ngại quá. Sắc mặt Bùi Dung không nhìn ra có gì khác thường, nhìn Mẫn Úc một cái rồi đi vào phòng bếp. Nếu là trước đây, anh ta có thể nhân cơ hội bắt chuyện làm thân với Mẫn Úc nhiều hơn, nhưng bây giờ đi theo hội phó Tần nghe nhiều rồi, Mẫn gia cũng chỉ có thế thôi. Bùi lão thấy Bùi Dung đi xa mới thu hồi tầm mắt, ông nhỏ giọng nói, phải rồi, Mẫn thiếu, sức khỏe cậu hiện tại có phải thấy chỗ nào không khỏe không? Mẫn Úc nhìn Bùi lão khách sáo nói, đã không còn gì đáng lo ngại rồi. Bùi lão gật đầu, từ hôm đó sau khi nghe Bùi Dung nói vị Mẫn thiếu kia đến mạng của mình cũng không giữ nổi thì sao bảo vệ được người khác, ông vẫn luôn suy đoán ý tứ bên trong, trong lòng có chút bất an. Ông vốn muốn tìm thời gian gặp riêng Mẫn Úc, nhưng mấy ngày nay Bùi Dung canh chừng quá chặt, không cho phép ông ra ngoài, đến điện thoại cũng bị lấy mất, không ngờ hôm nay Mẫn Úc lại đặc biệt đến thăm ông. Hoàn hồn lại, Bùi lão lại cười nói, có tiểu Hoắc nên không xảy ra chuyện gì được. Phải rồi, Mẫn thiếu có quen biết Tần chính của hiệp hội dược sĩ không? Trong trí nhớ của anh chưa từng nghe cái tên này. Bùi lão thấy vậy liền bổ sung một câu, người này là một hội phó của hiệp hội, có lẽ cậu không quan tâm.
Mẫn Úc nhìn Bùi Lão tiện miệng hỏi, người đó làm sao? Bùi Lão do dự một chút rồi nói, người này có lẽ có một vài đường lối. Lúc này, Bùi Dung từ phòng ăn quay lại ngắt lời Bùi Lão. Bố, Mẫn thiếu cơm đã xong rồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Bùi Lão thấy vậy không nói nữa, đứng dậy không nhìn Bùi Dung, chỉ ra động tác mời Mẫn Úc ăn cơm trước đã. Mẫn Úc gật đầu. Trác Vân bên cạnh nhìn Bùi Lão một cái, suy nghĩ Tần Chính là ông ấy vừa nhắc đến. Dù Mẫn thiếu có thể không biết rõ người này, nhưng lần trước lúc anh điều tra chuyện ông Uông, đã tiện thể điều tra nội bộ trong hiệp hội, người cầm đầu cho sự hỗn loạn này chính là họ Tần đó. Chỉ là lúc đó anh cũng không cho người điều tra thông tin chi tiết của đối phương, lúc này nhớ lại người không đi cửa sau, e rằng cũng không thể khuấy nước đục được. Sắc mặt vừa rồi của Bùi Lão có chút do dự, trông giống như muốn nhắc nhở điều gì đó. Tổng tài bá đạo bị người ta lén hạ thuốc, Hoắc Yểu vừa nhìn đã nhận thấy sai sai, trực tiếp châm cứu cho anh, sau đó quyết định tương kế tự kế gậy ông đập lưng ông. Sau khi ăn cơm xong, Mẫn Úc chỉ ngồi một lúc rồi chào tạm biệt ra về. Trác Vân nhận được một cuộc gọi, anh Mẫn, giám đốc cục an ninh vừa gọi điện đến nói Nguyên Hoàn được bảo lãnh rồi. Mẫn Úc đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, nghe thấy lời này từ từ mở mắt ra. Ai bảo lãnh cho? Trác Vân vặn nhỏ nhạc trong xe, nghe nói là Tần Chính của hiệp hội dược sĩ. Mẫn Úc gõ ngón tay lên đầu gối, là người mà Bùi Lão đề cập đến lúc tối. Trác Vân gật đầu, có cần phái người bí mật theo dõi không? Dù sao người trước đó là do Hoắc tiểu thư đưa đến, em sợ rằng sẽ không quá khó để anh ta truy tìm được Hoắc Yểu. Mẫn Úc biết xương xương chuyện của viện y học khoảng thời gian đó, như vậy vẫn có thể bảo lãnh người ra, e rằng lai lịch của người này không vừa đâu. Rồi anh lại hỏi, chuyện đó xảy ra khi nào? Trác Vân dừng một chút lấy điện thoại ra, chính là hôm nay, thời gian cụ thể thì em chưa hỏi, để em gọi lại hỏi cho rõ. Mẫn Úc khẽ ừ một tiếng, rất nhanh Trác Vân đã cúp máy, là lúc 1 giờ chiều hoàn tất thủ tục bàn giao. Cách bây giờ đã là 6-7 tiếng đồng hồ rồi. Em đoán muốn tìm được người là rất khó. Mẫn Úc nheo mắt, không tìm được cũng phải tìm. Trác Vân gật đầu nhớ ra gì đó lại hỏi, phải rồi, chuyện này có cần báo với anh ba của Hoắc tiểu thư không? Mẫn Úc gật đầu một cái, chuyện này không có gì phải giấu giếm cả, hơn nữa mạng lưới quan hệ ở nước ngoài của Hoắc gia có lẽ mạnh hơn anh ta. Nghi phạm có tiền án đánh cắp bí mật nghiên cứu khoa học nhà nước, lẽ ra không nên được thả ra, bây giờ được thả có lẽ sẽ không ở lại trong nước nữa. Ra nước ngoài mới là lựa chọn duy nhất. Ánh mắt Mẫn Úc nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ trong xe có chút một ngạt, anh liền đưa tay ra kéo cửa kính xe xuống. Gió lạnh thổi qua, cảm giác một ngạt trong lòng dễ chịu hơn một chút. Trác Vân Nhân lúc đèn đỏ ở ngã tư, cầm điện thoại nhắn tin cho Thành Minh, nói đơn giản tình hình trước mắt. Nửa giờ sau chiếc xe trở về tiểu khu, trước khi đi Trác Vân thấy thiếu gia liên tục xoa xoa thái dương, chỉ cho rằng anh đang phiền não vì chuyện của Nguyên Hoàn. Anh Mẫn, anh cũng không cần lo lắng quá, Nguyên Hoàn đến thân mình không giữ nổi nên không thể tạo nên sóng gió gì đâu. Mẫn Úc chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, vẫy tay với anh rồi đi vào trong nhà. Thành Minh sau khi nhận được tin nhắn của Trác Vân, lập tức báo cáo với anh ba. Anh ba đã xuất viện từ mấy hôm trước, hơn nữa còn được phía viện virus học bao che cho, sau khi trở về viện y học cũng không bị nghi ngờ. Hai ngày nay đều bận nghiên cứu trong viện, anh nhận được cuộc gọi này của Thành Minh không khỏi cau mày. Vẫn chưa điều tra được nội tình bên trong Nguyên Hoàn, Thành Minh lắc đầu, những thông tin rõ ràng đều không hữu ích lắm. Anh ba dặn dò ông, bỏ đi, không thể vội vàng được, chú sắp xếp người chú ý xuất nhập cảnh, chắc chắn anh ta không thể ở lại trong nước nữa. Thành Minh gật đầu, được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Anh ba cúp điện thoại của Thành Minh, đứng yên lặng trong vườn 2 phút, anh quay người chuẩn bị bước vào nhà thì thấy em gái lười nhác đứng đó. Anh ba hoàn hồn lại đi về phía cô, em ra ngoài lúc nào vậy? Hoắc Yểu nghiêng đầu, đợi anh ba đi đến gần cô mới đứng thẳng dậy một chút, lướt nhìn điện thoại trên tay anh ba, muộn như vậy rồi vẫn có người tìm anh sao? Anh ba trầm mặc, nghĩ vì vết thương này mà làm phật lòng em gái, dáng vẻ lật mặt của cô thật sự rất đáng sợ, nên không giấu giếm nữa. Chú Thành vừa nói Nguyên Hoàn được bảo lãnh ra rồi, sắc mặt Hoắc Yểu cũng không thấy ngạc nhiên lắm, cô gật gật đầu, đúng như dự đoán, ẩn náu trong viện y học gần 10 năm nay mà không bị phát hiện, người như vậy đương nhiên không phải là dạng vừa đâu. Anh ba biết cách nghĩ của em gái, thấy sắc mặt cô không chút sợ hãi hay lo lắng gì, cuối cùng chỉ dặn dò mấy câu, bất kể như thế nào thời gian này em cũng phải chú ý an toàn. Hoắc Yểu giơ tay ok rồi quay người đi vào nhà. Anh ba, em về phòng trước, anh nghỉ ngơi sớm đi, gần đây cô ấy có nhiều việc phải làm, dự án trong khoa sẽ phải hoàn thành trong 2 ngày, ngày mai là thứ bảy vẫn phải lên trường. Mới sáng sớm Hoắc Yểu đã nhận được tin nhắn của Mẫn Úc, hỏi lịch trình hôm nay của cô nhắn lại anh một câu phải đến trường và không có sau đó nữa. Cho đến khi chuẩn bị ra ngoài, anh lại gọi điện đến. Hoắc Yểu treo chìa khóa trên tay vào cửa, bên ngoài cửa Mẫn Úc lười nhác dựa vào cửa xe, cả người toát lên dáng vẻ cao quý bẩm sinh, cái vẻ tự do phóng túng đó không hề ngỗ nghịch chút nào. Hoắc Yểu đi tới quét một lượt người từ trên xuống dưới, xin hỏi Mẫn thiếu là định đến trường em để tán tỉnh em gái nào sao? Mẫn Úc trịnh trọng gật đầu, em không phải em gái đấy sao? Hoắc Yểu lặng lẽ ngậm miệng lại, một vài phương diện cô không thể qua được anh. Mẫn Úc nhướng mày mở cửa ghế phụ cho cô. Lúc lên xe, Hoắc Yểu liếc nhìn gương mặt anh, lúc đó mới để ý thấy gương mặt anh có chút mệt mỏi. Đêm qua không nghỉ ngơi à? Mẫn Úc tay vẫn giữ cửa xe, ngủ hơi muộn chút. Hoắc Yểu thấy anh hình như thật sự không có nghỉ ngơi tốt, liền lắc đầu nói, tuổi còn trẻ đừng vắt kiệt sức bản thân như thế. Mẫn Úc gật đầu mỉm cười, bạn gái nói chí phải. Hoắc Yểu liếc anh một cái, không thèm tiếp lời. Mẫn Úc mỉm cười đóng cửa xe lại. Lúc đến trường, Mẫn Úc vẫn lái xe thẳng vào trong. Hoắc Yểu biết anh lại đến khoa vật lý nên cũng không hỏi nhiều. Hai người tạm biệt nhau ở khoa sinh học, Hoắc Yểu đi thẳng đến phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, ba người còn lại đã đến. Thầy Liễu đang kiểm tra tiến độ của hệ thống nhân tạo trên máy tính lớn, thậm chí còn không có thời gian để trò chuyện trực tiếp với Hoắc Yểu. Hoắc Yểu, em tới rồi, em có phương án cải thiện gì không? Hoắc Yểu thong thả treo túi lên ghế, lúc này mới gật đầu nói có. Vừa dứt lời, không chỉ thầy Liễu mà cả mấy người bên cạnh đều lần lượt ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Hoắc Yểu ho khan một tiếng, chỉ cần điều chỉnh lại nguồn gen ảo là được.
Sau khi Hoắc Yểu nói xong, đã mở máy tính lên bắt đầu điều chỉnh sửa đổi. Phương án là tối qua cô nghĩ lại, thay đổi một hệ thống hoàn thiện thành hệ thống chưa trưởng thành. Thực ra còn khó hơn đổi mới đột phá, vì vậy thời gian Hoắc Yểu dành cho lần sửa đổi này mất nhiều thời gian hơn so với khi viết hệ thống hoàn chỉnh. Mãi cho đến buổi chiều cuối tuần, mất gần 2 ngày để thay đổi xong. Tuy nhiên, trong mắt những người khác kế hoạch sửa đổi không chỉ phức tạp hơn nhiều mà rõ ràng còn không tốt bằng kế hoạch trước. Thầy Liễu dùng chuột lướt xem phương án mới, ông thật sự không kiềm được có chút hoài nghi nhìn Hoắc Yểu. "Tiểu Hoắc, em chắc là cái này được sao?" Hoắc Yểu xoa xoa cổ tay đau, "Nếu cái này còn không được thì viện khoa học công nghệ kia có thể nghiệm rồi." Hít một hơi thật sâu, cô thay đổi giọng điệu và nói một cách kiên quyết, "Thầy Liễu, thầy tin em, cái này chắc chắn được." Thầy Liễu vẻ mặt phức tạp, "Em không thấy nó khác xa với phương án trước à?" Hoắc Yểu trực tiếp nói rõ, "Khác biệt không quan trọng, giống như đi giày chất lượng có tốt thì không hợp vẫn không đi được." Thầy Liễu nhất thời không nói lên lời, "Được rồi, ngày mai đem đến viện khoa học thử xem." Hoắc Yểu ừ một tiếng cúi đầu nhìn giờ, "Thầy ơi, em có việc phải đi trước." Nói xong cô gật đầu với các đàn anh đàn chị, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng thí nghiệm. Hôm nay cô ấy sẽ đến thăm nhà ông Uông để tái khám, tiện thể hỏi chút tình hình của ông vệ. Hoắc Yểu rút tay bắt mạch, tình hình khá ổn định, tránh tức giận, giữ tâm thái bình tĩnh, tuổi thọ dài cũng không có gì là không thể. Hoa Thúc nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Ông Uông mỉm cười, "Mấy hôm nay uống thuốc của cô, buổi tối ngủ ngon hơn nhiều." Hoắc Yểu suy nghĩ rồi nói, "Tôi đưa phương thuốc cho Hoa Thúc." Hoa Thúc ngây người, không chỉ anh mà đến ông Uông cũng ngây người, nhưng trông ông vẫn bình tĩnh hơn Hoa Thúc nhiều. Hàn Hồn lại liền ho mấy tiếng, "Tiểu Hoa, còn không đi lấy đồ đi." Hoa Thúc vội vàng đến giá sách gần đó lấy bút và vở ra, rồi nhanh chân quay trở lại, đưa sách bút cho Hoắc Yểu. Khi nhìn thấy cô viết trên giấy, Hoa Thúc đột nhiên dùng mình, cuối cùng cũng phản ứng lại, giọng nói lắp ba lắp bắp, "Cô thật sự muốn cho tôi phương thuốc?" Hoắc Yểu nghe Hoa Thúc nói như vậy không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời, tiếp tục viết phương thuốc. Viết xong cô trả lại anh bút và vở, "Có hai đơn thuốc điều hòa trên đó, sau này có bất cứ chỗ nào không hiểu có thể nhắn tin hỏi tôi." Hoa Thúc vừa nghe hai trang đơn thuốc, tay cầm cuốn vở khẽ run lên, anh nuốt nước bọt rồi cúi đầu xem xét chi tiết, càng đọc anh càng thấy sốc, còn chưa đọc xong đã ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Yểu. Hoa Thúc cẩn thận cầm đơn thuốc, đột nhiên cảm thấy hơi tiếc khi hội phó Tần không ở đây, nếu không để ông ta thấy phương thuốc cầu mà không được, đã được Hoắc Yểu hào phóng viết ra tặng cho anh, sắc mặt ông ta chắc chắn sẽ rất khó coi. Hoắc Yểu không biết hàng vạn cảm xúc trong lòng Hoa Thúc. Sau khi đưa phương thuốc cho anh tiếp tục nói với ông Uông. "Phải rồi, ông Uông, lần trước ông gửi tôi ảnh của một loại thảo dược, chủ nhân của thảo dược này có bán không?" Ông Uông có chút ngạc nhiên nhìn Hoắc Yểu, "Cô cũng có hứng thú với loại thảo dược này à?" "Ý của tôi cũng là..." Hoắc Yểu hơi híp mắt sau đó gật gật đầu. Ông Uông nghĩ khi đó chính vì thảo dược này mới khiến hội phó Tần mượn cớ nói chuyện của mình, khiến cho hiệp hội loạn lên như bây giờ, không khỏi thở dài nói, "Cô muốn mua thảo dược này cũng vô dụng, thảo dược này đã bị người ta lấy đi rồi." Hoắc Yểu không hiểu lắm, "Bị người ta lấy đi sao? Thảo dược đó của ông vệ, ngoài trừ người trong gia tộc biết cách dùng thì người bên ngoài có lấy cũng chẳng khác gì cỏ dại." Ông Uông gật đầu, sợ liên lụy đến Hoắc Yểu nên không nhắc đến nhiều, "Nhưng thảo dược này rốt cuộc dùng để làm gì? Lúc trước tôi tra kinh điển cũng không tra ra được đây là thảo dược gì." Hoắc Yểu nhẹ nhàng chắp tay nói, "Đó là một loại dược thảo mà người bình thường không thể sử dụng." Sau đó hỏi câu hỏi quan tâm nhất, "Chủ nhân của loại thảo dược còn ở cơ sở dược liệu không?" Ông Uông thành thật nói, "Vệ tiên sinh có việc về quê ở miền Nam một chuyến, cách đây một thời gian ông ấy quay lại rồi, nhưng không biết tại sao đột nhiên không liên lạc được với ông ấy." Hoắc Yểu hỏi, "Luôn không liên lạc được sao?" Ông Uông gật đầu, "Có lẽ là ông ấy quá bận, hoặc có thể ông ấy trở về quê ở miền Nam." Nói xong lại nhìn Hoắc Yểu, "Tiểu Hoắc, cô tìm ông ấy vì thảo dược đó sao?" Hoắc Yểu gật đầu thuận theo lời ông. "Ông Uông, ông có số điện thoại của ông ấy chứ?" Ông Uông nói, "Có, chút nữa tôi sẽ nhắn gửi cô." Hoắc Yểu khẽ gật đầu, "Được, cảm ơn ông." Sau đó cũng không hỏi chuyện liên quan đến ông vệ nữa. Không lâu sau, Hoắc Yểu rời khỏi nhà ông Uông, trực tiếp trở về tiểu khu. Sau khi về nhà, cô lấy điện thoại ra, ông Uông gửi số điện thoại của mễ vệ đến, cô trực tiếp bấm gọi, quả nhiên đáp lại là không liên lạc được. Hoắc Yểu cúp máy rơi vào trầm tư, chuyển điện thoại sang chế độ máy tính, vốn tưởng có thể lợi dụng số điện thoại để theo dõi định vị, không ngờ lại chẳng theo dõi được gì. Hoắc Yểu gõ lên màn hình, cảm thấy có chút kỳ quái, một người không thể cầm điện thoại biến mất, thử lại mấy lần kết quả vẫn như vậy. Hoắc Yểu thoát khỏi chế độ máy tính, lại mở WeChat ra nhắn tin cho Thành Minh, nhờ ông ấy điều tra khoảng thời gian ông vệ mất tích. Nhưng khi cô gửi tin nhắn đi, Thành Minh đã lái xe đến tiểu khu, một lúc sau liền vào nhà, tay ông cầm một chiếc hộp, bước tới cung kính gọi một tiếng đại tiểu thư, sau đó đưa chiếc hộp cho Hoắc Yểu. Hoắc Yểu dừng một chút mới đưa tay nhận lấy chiếc hộp. "Đây là..." Thành Minh mỉm cười bí hiểm, "Đại tiểu thư, cô mở ra xem là biết liền." Hoắc Yểu liếc ông một cái, cứ cảm thấy thứ trong hộp hơi nóng, cô không vội mở ra, lại hỏi Thành Minh một câu, "Không phải lại là món đồ gì giá trị lớn đấy chứ?" Chiếc hộp không lớn cũng không nặng, nhưng bao bì bên ngoài trông rất tinh tế. Thành Minh lắc đầu, Hoắc Yểu thấy vậy liền đặt cái hộp lên đùi, từ từ mở khóa hộp bên ngoài và mở nắp ra bên trong ra. Khi nhìn thấy món đồ bên trong liền có chút choáng váng, là một khẩu súng lục xách tay. Thành Minh ho khan giải thích, "Cái này là đại ca đưa cho cô dùng phòng thân, bởi vì chuyện của Nguyên Hoàn, Thành Minh cũng cảm thấy Hoắc Yểu nên mang theo vũ khí phòng thủ bên người, lỡ như gặp phải tình huống đặc biệt còn có cơ hội tự bảo vệ bản thân." Hoắc Yểu lặng lẽ nhìn khẩu súng bên trong chiếc hộp một lúc, cô lại đóng chiếc hộp lại, quả nhiên là phong cách của chú trưởng phong, mỗi món đồ tặng đến đều khiến người ta bất ngờ. Hoắc Yểu biết không từ chối được nên đã nhận lấy, "Thay cháu cảm ơn chú trưởng phong nhé." Thành Minh gật đầu không ở lại lâu, "Vậy đại tiểu thư, tôi đi trước đây, chuyện cô giao phó trên WeChat tôi sẽ nhanh chóng điều tra." Hoắc Yểu đứng dậy khẽ gật đầu, "Phiền chú Thành rồi." Thành Minh mỉm cười lắc đầu rồi rời đi. Hoắc Yểu thu hồi tầm mắt lại cầm lấy chiếc hộp, lấy khẩu súng màu đen ra khỏi chiếc hộp,
ngón tay lướt nhẹ lên cò súng. Loại súng có tính sát thương yếu, Hợp tự bảo vệ mình hơn. Chiếc điện thoại cô đặt trên bàn rung lên, nghiêng đầu nhìn màn hình. Hoắc Yểu đặt súng xuống, bấm nghe máy của Mẫn Úc. Nghe xong, cô thấy kỳ lạ hỏi: "Anh cần Hương làm gì?" Mẫn Úc xoa xoa thái dương, sắc mặt còn kém hơn hai hôm trước, chắc do tâm trạng bồn chồn. Hoắc Yểu nghe giọng anh cũng không nghe ra được gì. Cô đi sang bên cạnh tìm trong tủ đồ, vẫn còn mấy cây hương an thần, bèn cầm lấy đi ra ngoài. "Được rồi, anh ở nhà hay ở đâu? Em mang đến cho anh." Sau khi nghe anh nói ở nhà, Hoắc Yểu trực tiếp cúp máy. Cô cất chiếc hộp thành minh mang đến rồi mới ra khỏi nhà. Lúc Hoắc Yểu vào biệt thự nhìn thấy anh, cô không khỏi nhíu mày. Sau khi đặt hương an thần lên bàn trà, cô ngồi thẳng xuống bên cạnh anh, đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh. "Sao sắc mặt lại kém như vậy?" Mẫn Úc lấy gương mặt lạnh lùng của cô, ho khan một tiếng không nói gì nhiều. Một lúc sau Hoắc Yểu thu tay lại, nhưng lông mày vẫn cau có. "Gần đây anh có uống thuốc gì không?" Mẫn Úc lắc đầu, thấy sắc mặt cô như vậy bèn hỏi: "Có vấn đề gì à?" Hoắc Yểu nheo mắt nhất thời không nói gì. Theo lý mà nói, căn bệnh của Mẫn Úc không có khả năng tái phát, bởi vì lúc đó khi cô châm cứu cho anh, đã phong ấn những khí tù đọng lại rồi. Ngoài việc dùng cách châm cứu của cô, cơ bản không thể xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng hiện tại anh không dùng thuốc, mà bệnh cũ lại tái phát, điều này rất kỳ lạ. Hoắc Yểu ngẩng đầu nhìn Mẫn Úc: "Anh nhiều kẻ thù đúng không?" Mẫn Úc không hiểu cô đột nhiên nói vậy là có ý gì. Hoắc Yểu khẽ chậc một tiếng, không nói nhiều mà đưa tay ra vỗ vai Mẫn Úc: "Nhớ trả em tiền." Nói xong cô cũng không chờ anh nói gì, đứng dậy khỏi sofa sải bước đi ra ngoài. Mẫn Úc nhìn cô đi ra ngoài, một lúc sau Hoắc Yểu quay trở lại, trên tay cầm bộ châm cứu: "Đề phòng, em châm cứu cho anh." Mẫn Úc nhìn Hoắc Yểu, dù cô nói rất từ tốn, nhưng vẫn nghe ra được sự nghiêm túc trong lời nói. Mẫn Úc gật đầu, hai người lên tầng 2. Hoắc Yểu bảo anh cởi áo ra nằm xuống rồi bắt đầu châm cứu cho anh. Mặc dù bệnh tình của anh bị làm tái phát lại, nhưng vẫn chưa bắt đầu phá hoại chức năng cơ thể. May mà phát hiện kịp thời, nếu kéo dài thêm 2 ngày nữa e rằng sẽ khó khăn hơn chút. 20 phút sau, Hoắc Yểu rút cây châm cuối cùng ra. "Cảm giác thế nào?" Mẫn Úc chậm chậm ngồi dậy, thoải mái hơn nhiều, cầm áo bên cạnh mặc vào rồi hỏi: "Cho nên cơ thể anh bị làm sao vậy? 2 ngày nay anh cứ cảm thấy cơ thể bất ổn, chỉ cho rằng vì quá bận rộn buổi tối không nghỉ ngơi đủ gây ra, nên mới gọi điện hỏi Hoắc Yểu về hương an thần." Hoắc Yểu khử trùng châm xong, bệnh cũ tái phát, sau đó nói với anh suy nghĩ trong lòng mình: "Em đoán có người dùng thuốc dẫn bệnh anh, khiến bệnh của anh không thể chữa được. Dù lúc đó cô đã dùng cách châm cứu đặc biệt của gia tộc Thương Quan, nhưng không thể đảm bảo khôi phục hoàn toàn 100% được. Nếu có người hạ thuốc kéo bệnh tiềm ẩn của anh lên tái phát cũng có thể hiểu được, nhưng vì có phương pháp châm cứu của cô ức chế, cho nên tái phát cũng không quá nghiêm trọng." Mẫn Úc trầm mặc. "Hạ thuốc?" Hoắc Yểu gật đầu. "Đúng, anh hãy nghĩ xem có điều gì không ổn trong chế độ ăn 2 ngày qua không?" "Hoắc, có người nhắm vào Mẫn gia." Mẫn Úc nghĩ một lúc, phương diện ăn uống có lẽ không có vấn đề gì. Hoắc Yểu nhướng mày, chỉ sợ giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Mẫn Úc nhìn Hoắc Yểu khẽ nói: "Không phải còn có em?" Hoắc Yểu không thèm tiếp lời anh, cầm hộp châm cứu đi thẳng ra ngoài. Mẫn Úc từ tốn đi theo cô ra khỏi phòng. Hoắc Yểu liếc nhìn hương vừa mang đến: "Anh tạm thời đừng dùng hương, bên trong có chút hương liệu không thích hợp cho tình hình sức khỏe hiện tại của anh." Mẫn Úc gật đầu. Hoắc Yểu thấy anh nghe lời mới yên tâm, suy nghĩ chút cô lại nói: "Nếu có người muốn hãm hại anh, chi bằng anh trực tiếp tương kế tự kế." Mẫn Úc nhìn bạn gái mình đầy ẩn ý, lời này giống với cách nghĩ của anh. Hoắc Yểu bị đòi phương thuốc, còn lấy Mẫn Úc ra uy hiếp cô, không giao ra phương thuốc thì Mẫn Úc chờ chết đi. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Hoắc Yểu nghe máy xong thì đặt điện thoại xuống, trầm ngâm nhìn người ấy đang bận rộn trước máy tính. Sao Bùi lão biết được chuyện anh phát bệnh? Ngón tay của Mẫn Úc trên bàn phím dừng lại, có lẽ đó là tin tức mà Trác Vân đã lan truyền. Hoắc Yểu gật đầu, cả người uể oải lười biếng ngả lưng dựa vào ghế sofa. "Ông ấy nói chút nữa tới thăm." Mẫn Úc nhìn Hoắc Yểu, suy nghĩ về ý nghĩa của những gì cô ấy vừa nói. "Em đang nghi ngờ Bùi lão sao?" Hoắc Yểu lắc đầu, "Không có, dù đã tiếp xúc nhiều với Bùi lão, nhưng cũng có thể nhìn ra ông ấy là người như thế nào. Không đến nỗi ông ấy là nghi phạm mà con trai ông ấy thì đúng hơn." Hoắc Yểu nhún vai, anh lấy trong túi ra một cái bình nhỏ ném về phía Mẫn Úc. Mẫn Úc đưa tay bắt lấy, mở ra thì thấy bên trong có 4 viên thuốc. Hoắc Yểu thản nhiên nói, "Diễn kịch thì diễn cho tới, dù không nghi ngờ Bùi lão, nhưng những người xung quanh ông ấy không có chút uy tín nào." Mẫn Úc đương nhiên hiểu ý của cô, anh đổ thuốc vào lòng bàn tay mà không hỏi gì nữa, cầm cốc nước trên bàn trà trực tiếp uống thuốc. Hoắc Yểu khẽ tặc lưỡi, "Lỡ là thuốc độc thì sao?" Mẫn Úc đặt cốc nước xuống nhìn Hoắc Yểu, đột nhiên anh giơ ngón tay lên và chỉ vào trái tim mình, nói rất nhẹ nhàng, "Dù gì cũng được đóng dấu rồi." Ánh mắt Hoắc Yểu rơi vào nơi ngón tay đặt xuống, phản ứng lại, gương mặt liền có hơi nóng bừng, sớm biết như vậy thì đã chuẩn bị cho anh một liều thuốc độc rồi. Bùi lão bấm chuông cửa, chưa tới 2 phút Trác Vân bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy Bùi lão anh liền mở cửa, "Bùi lão, ông đến rồi." Bùi lão gật đầu, vừa đi theo Trác Vân vào vừa hỏi thăm tình hình. Trên gương mặt Trác Vân không gì khác ngoài nỗi buồn, ông gặp anh Mẫn sẽ biết liền. Bùi lão hồi hộp trong lòng. Trong phòng khách, Mẫn Úc ngồi dựa vào ghế sofa, khuôn mặt trắng bệch, môi cũng nhợt nhạt, dáng vẻ trông rất ốm yếu. Bùi lão chào một tiếng rồi vội vàng đi đến bên cạnh anh. "Mẫn thiếu, tôi có thể bắt mạch cho cậu được không?" Mẫn Úc vươn cánh tay dường như không còn sức lực. Hoắc Yểu bên cạnh sờ chóp mũi, diễn xuất khá tốt, đầu ngón tay của Bùi lão đặt trên mạch cổ tay của Mẫn Úc. Khi phát hiện tình trạng mạch đập, cái cau mày của ông càng trở nên sâu hơn. "Sao có thể loạn thế này?" Bùi lão rút tay lại, trái tim nặng trĩu. "Mẫn thiếu, cậu không biết tại sao căn bệnh thầm kín này lại tái phát à?" Trác Vân đang đứng chủ động lên tiếng, trầm giọng nói, "Nó bùng phát đột ngột 2 ngày trước, không có dấu hiệu nào liền như vậy rồi." "Bùi lão, ông có cách gì có thể kiềm chế căn bệnh của anh Mẫn không?" Bùi lão cười khổ lắc đầu, "Xin lỗi, y thuật của tôi thật sự có hạn." Ông lại dán mắt vào khuôn mặt của Hoắc Yểu, "Tổ Hoắc, đến cô cũng không tìm ra cách gì sao?" Hoắc Yểu cũng lắc đầu, "Cách châm cứu đó của tôi không tác dụng nữa rồi."
hai ngày nay cũng thử các cách khác nhưng đều không có hiệu quả. Bùi lão im lặng một lúc rồi nói, căn bệnh này không thể vô duyên vô cớ bùng phát ra được. Nếu có thể tìm thấy nguyên do ngọn nguồn, nói không chừng có thể tìm ra cách khắc chế nó. Trác Vân nắm chặt tay, chỉ là không thể tìm thấy nó. Bùi lão nhìn Trác Vân và mở miệng, lại phát hiện mình không nói được lời an ủi nào, ngay cả Tiểu Hoắc cũng không có cách, huống chi là ông. Phòng khách yên lặng một lúc, cuối cùng nó đã bị phá vỡ bởi một tiếng chuông điện thoại. Điện thoại của Hoắc Yểu đổ chuông, cô nhìn thấy người gọi đến là thầy Liễu, bèn đứng dậy và đi đến sảnh phụ để trả lời điện thoại. Bùi lão áy náy nhìn Mẫn Úc, xin lỗi, tôi cũng không thể giúp được gì. Mẫn Úc nhàn nhạt nói, ông không cần phải tự trách, có những thứ rất khó đề phòng. Bùi lão trông nghiêm nghị, không có chút manh mối gì sao? Như vừa rồi có nói, không có vô duyên vô cớ lại tái phát được, đặc biệt là căn bệnh này của Mẫn Úc, nó hoàn toàn khác với bản chất của những căn bệnh đột phát thông thường. Mẫn Úc lắc đầu, anh cầm tách trà bên cạnh ra hiệu cho Bùi lão cũng uống trà. Mất công ông đến đây một chuyến rồi. Bùi lão xua tay cười khổ. Trác Vân liếc nhìn Mẫn Úc một cái liền hỏi, phải rồi Bùi lão, làm sao ông biết bệnh cũ của anh Mẫn tái phát? Bùi lão cũng không giấu giếm, Bùi Dung nói cho ông nghe, anh ta cũng nghe được tin tức từ hiệp hội dược sĩ. Trác Vân hơi nheo mắt, bệnh của thiếu gia là gốc rễ của căn bệnh khi làm nhiệm vụ đặc biệt, khi đó suýt chút nữa khiến anh mất mạng, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau. Thời gian này cơ thể đã được điều hòa, đột nhiên có dấu hiệu bùng phát trở lại, sau đó theo suy đoán của Hoắc tiểu thư, rõ ràng có người ở phía sau đang ngóc đầu dậy. Bùi lão gật gật đầu, Trác Vân bóng gió mấy câu rồi không nói thêm gì nữa. Đối với việc Bùi lão là người như thế nào, anh không muốn nghi ngờ ông, nhưng phòng thủ cũng không thể thiếu. Một lúc sau Hoắc Yểu nghe điện thoại xong quay lại, Bùi lão lại thảo luận với cô về bệnh tình của Mẫn Úc. Sau nửa giờ ông cũng chào tạm biệt và rời đi. Trác Vân đứng dậy tiễn Bùi lão, để tôi đưa ông về. Hoắc Yểu trả lời thành minh xong mới thở phào nhẹ nhõm cất điện thoại đi. Em có việc cũng phải về trước đây. Mẫn Úc liếc xéo Hoắc Yểu, cứ như vậy mà bỏ bệnh nhân đi, lương tâm em có cắn rứt không? Hoắc Yểu liếc lại anh, đứng dậy vô tình nói, thật ngại quá, em không có lương tâm. Mẫn Úc khóe môi giật giật. Hoắc Yểu không nhìn anh nữa, đút tay vào túi áo khoác, từ tốn bước ra ngoài. Thành Minh vừa nhắn tin cho cô, đã điều tra được động tĩnh khoảng thời gian trước của ông vệ. Một lúc sau liền gửi tài liệu và video giám sát qua. Hoắc Yểu vừa suy nghĩ, vừa bước chậm chậm về ngôi nhà mình đang ở, vừa về đến cửa Thành Minh đã đến. Ông đỗ xe bên đường rồi nhanh chóng đi về phía Hoắc Yểu. Thành Minh cung kính gọi một tiếng đại tiểu thư. Hoắc Yểu khẽ gật đầu, chú Thành vất vả cho chú rồi. Thành Minh lắc đầu cười, ông đưa một chiếc túi màu xám trong suốt cho Hoắc Yểu. Tôi chỉ điều tra được hành tung của mễ vệ một tuần trước, thời gian sau không điều tra được gì, như biến mất trong không khí vậy. Chính vì điều này mà Thành Minh cảm thấy rất kỳ lạ. Đó là lý do tại sao ông mất thêm một chút thời gian để điều tra, nhưng kết quả vẫn không điều tra được gì. Hơn nữa khi tải video giám sát, ông phát hiện có dấu vết đã động chân động tay vào đây, sau đó nhờ đàn em kỹ thuật viên tốn nhiều công sức để khôi phục nó. Thành Mọng vò đầu bứt tóc không khỏi tò mò hỏi, đại tiểu thư, cái người tên mễ vệ này rốt cuộc là ai vậy? Hoắc Yểu lấy tài liệu từ trong túi hồ sơ ra đọc, lật đến trang cuối cùng cô mới ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của Thành Minh. Là một người bạn cũ. Thành Minh nghĩ lại cảnh trong camera giám sát, trông giống như một ông già trong trang phục cổ trang. Nói là người bạn cũ cũng không có gì sai, cũng không biết đại tiểu thư làm sao quen được người này. Thành Minh lại chỉ vào USB bên cạnh, phải rồi đại tiểu thư, bên trong có một đoạn video giám sát, là tôi cho người khôi phục lại. Hoắc Yểu nghe vậy liền nheo mặt lại, ngoài việc học cách sử dụng điện thoại thông minh, ông vệ không biết gì về tất cả các thiết bị tiên tiến, chứ đừng nói đến xóa video giám sát. Hoắc Yểu cất tài liệu trở lại túi bán hồ sơ. Cháu biết rồi, cảm ơn chú Thành. Thành Minh cười ngây ngô, đại tiểu thư không cần khách sáo, đây là việc tôi nên làm. Sau đó lại nói, tôi sẽ tiếp tục sắp xếp người để ý đến mễ vệ này. Hoắc Yểu gật đầu, Thành Minh thời gian này rất bận, vậy đại tiểu thư nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây. Hoắc Yểu nhìn Thành Minh lái xe rời đi mới mở cửa đi vào nhà. Cô cầm tài liệu lên lầu, mở máy tính lên cắm USB vào, tổng cộng có 5 video ngắn. Hoắc Yểu rất kiên nhẫn, mở xem từng đoạn video một, nhưng mỗi video hơi dài cô bật tốc độ gấp đôi. Sau khi xem đoạn video cuối cùng, cô lại phát lại một lần video cuối cùng này. Tại một điểm nút trên màn hình, cô đưa tay ra bấm tạm dừng. Trên màn hình, mễ vệ bước vào một quán trà. Sau đó không bao lâu, một người đàn ông khác đeo kính râm bước vào quán trà. Sau khi vào, cả hai không đi ra một lần nào, không quay được mặt chính diện của người đàn ông đeo kính râm. Chỉ nhìn hình dáng thì là một người cực kỳ gầy, chưa xác định được độ tuổi. Đoạn video này có lẽ chính là đoạn video được khôi phục lại mà Thành Minh nói, cũng chính là nơi cuối cùng ông vệ biến mất, nơi này gần hiệp hội dược sĩ. Hoắc Yểu chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trầm tư suy nghĩ. Quán trà không ít người ra ra vào vào, ngoại trừ ông vệ chỉ có người này cũng không ra ngoài. Sau khi suy nghĩ về nó, Hoắc Yểu lại xem video, chụp lại rõ nét nhất góc nghiêng của người này, lưu lại và gửi về điện thoại. Hoắc Yểu không xem video nữa, trực tiếp tắt máy tính. Cô uể oải dựa vào ghế suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng của dì giúp việc gọi cô xuống ăn cơm, mới đưa cô ra khỏi tâm trí. Hoắc Yểu lại cầm điện thoại lên, bấm vào WeChat của Trác Vân, đưa cho anh ấy ảnh chụp màn hình vừa lưu. Trác Vân vừa đưa Bùi lão về đến cửa nhà, Bùi lão nói với Trác Vân trước mặt mình, tiểu Trác vào nhà ăn bữa tối rồi đi. Trác Vân đang xem điện thoại, nghe thấy giọng Bùi lão truyền đến, quay đầu vừa lịch sự vừa khách khí từ chối, không cần đâu Bùi lão, bây giờ tôi còn có việc. Bùi lão cũng không miễn cưỡng, vậy thôi, đợi lần sau có thời gian. Trác Vân gật đầu, Bùi lão mở cửa xuống xe. Trác Vân thấy ông đi vào cổng mới thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại dán vào điện thoại trả lời tin nhắn của Hoắc Yểu. Ý cô là người này có thể là Thượng Quan Ngọc, hình như Hoắc Yểu không cầm điện thoại, tin nhắn gửi đi một phút rồi vẫn chưa thấy cô trả lời. Trác Vân thấy vậy chỉ có thể kìm nén sự tò mò, bắt đầu khởi động xe quay đầu rời đi. Hoắc Yểu nhận được tin nhắn của Bùi lão hẹn gặp cô ở nhà hàng,
cô chỉ cho rằng Bùi lão muốn thảo luận về bệnh tình của Mẫn Úc. Lúc 11 giờ trưa liền đi thẳng đến nhà hàng mà Bùi lão đặt. Hoắc Yểu nhìn Bùi lão sắc mặt rất tệ bèn lên tiếng hỏi: "Có phải cơ thể ông có chỗ nào không khỏe không? Để tôi bắt mạch cho ông." Bùi lão chỉ mỉm cười xua tay: "Không có, tối qua không nghỉ ngơi đàng hoàng." Hoắc Yểu nhìn kỹ một lúc rồi nói: "Thật ra ông cũng không cần quá lo lắng đến tình hình của Mẫn Úc." Nỗi cay đắng hiện trên khóe môi Bùi lão, không đợi Hoắc Yểu tiếp tục nói gì đó, ông đã nói: "Hôm nay tôi tìm cô là muốn nói, căn bệnh của Mẫn thiếu có thể cứu được." Ngón tay cầm tách trà của Hoắc Yểu hơi khựng lại, cô ngạc nhiên nhìn Bùi lão chờ đợi những lời tiếp theo của ông. Bùi lão nói với cô một số tin đồn về gia tộc Thượng Quan. Trong tay Tần Chính của Hiệp hội Dược sĩ, có một loại thuốc rất đặc biệt, có lẽ có thể trị được bệnh của Mẫn thiếu. Hoắc Yểu nghe xong, sắc mặt có chút kỳ quái, ngón tay đang gõ trên bàn cũng dừng lại. "Bùi lão, ông là nói hội phó Tần, quen người của gia tộc Thượng Quan sao?" Bùi lão nhớ lại ý của Bùi Dung Chính là như vậy liền gật đầu. "Có lẽ là vậy." Hoắc Yểu lập tức bật cười, chính chủ còn chưa lộ diện vậy mà đã có một đống người chạy tới giả mạo. "Đúng là thú vị." Bùi lão thấy Hoắc Yểu đột nhiên bật cười, không khỏi ngây người. "Cảm giác nụ cười này cổ quái thế nào ý?" Hoắc Yểu phớt lờ ánh mắt của ông, chậm rãi nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cũng không hỏi quá nhiều về gia đình Thượng Quan. "Vậy điều kiện của hội phó Tần là gì?" Bùi lão không ngờ Hoắc Yểu lại hiểu rõ như vậy, nhanh như vậy đã đoán được sự tình, cười khổ đáp: "Muốn phương thuốc." Hoắc Yểu cũng không có gì bất ngờ, vừa rồi cô cũng đã đoán ra. Bùi lão tiếp tục nói: "Nói ra cũng là gia môn bất hạnh, Bùi Dung nhà tôi hiện đang làm việc cho Tần Chính này không phải là người tốt." Hoắc Yểu híp mắt lại: "Tôi biết." Nghĩ về điều gì đó, cô lại ngước nhìn Bùi lão: "Nếu tôi đoán không nhầm, bệnh của Mẫn Úc tái phát cũng là từ miệng hội phó Tần lan truyền ra đúng không?" Bùi lão cũng không che giấu gì đáp: "Đúng vậy." Hoắc Yểu gật đầu: "Chuyện về căn bệnh của Mẫn Úc chắc chắn có liên quan đến Tần Chính, chỉ những người biết rõ về tình trạng thể chất và dược lý của Mẫn Úc mới im hơi lặng tiếng lôi kéo căn bệnh tiềm ẩn của anh tái phát, còn về người đứng sau Tần Chính..." Hoắc Yểu nheo mắt có chút tò mò. Bùi lão thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, cũng không nhìn thấu cô đang nghĩ gì, sau khi do dự một lúc ông lại nói tiếp: "Bây giờ chỉ có thuốc của gia tộc Thượng Quan mới có thể cứu Mẫn Úc tiểu Hoắc cô." Hoắc Yểu thu hồi tâm tư nói: "Như này nhé, nếu hội phó Tần thật sự quen biết người của gia tộc Thượng Quan, ông ta sẽ không thèm muốn phương thuốc của tôi nữa đâu." Bùi lão sững sờ, ông chưa từng nghĩ tới nếu hội phó Tần thật sự có thuốc, hơn nữa còn quen người của gia tộc Thượng Quan, làm sao có thể làm mọi cách để lấy được phương thuốc trong tay Hoắc Yểu. Bùi lão lên tiếng nói: "Nhưng bất kể thế nào, tình hình sức khỏe của Mẫn thiếu..." Cửa phòng bị mở ra, nhân viên phục vụ bê đồ ăn tới. Bùi lão lập tức dừng lời, đợi nhân viên đi ra ngoài. Hoắc Yểu dường như đã hiểu được suy nghĩ của Bùi lão, cô cầm đũa lên rồi nói: "Bùi lão, ông định khi nào trở về?" Bùi lão không biết tại sao cô đột nhiên lại hỏi câu này. "Chưa nhanh như vậy." Hoắc Yểu gắp miếng sườn lên ăn: "Sức khỏe của Mẫn Úc ông không cần lo lắng đâu, tôi sẽ nghĩ cách, ông vẫn nên trở về sớm đi." Bùi lão đưa mắt nhìn về phía Hoắc Yểu, chỉ lắc đầu với một nụ cười gượng gạo: "Làm sao ông có thể không hiểu ý của cô chứ? Bây giờ Bùi Dung chọn đứng về phía hội phó Tần, làm sao ông có thể yên tâm trở về vào lúc này?" Ông không thể nhìn Bùi Dung lún sâu được. Dùng bữa xong, Hoắc Yểu trở về trường, vừa đến lớp thì thầy Liễu nhắn tin đến, bảo cô đến văn phòng thầy một chuyến. Hoắc Yểu gõ cửa văn phòng: "Thưa thầy, thầy tìm em." Thầy Liễu vẫy tay ra hiệu cho cô đi vào, rồi xoay laptop lại: "Lại đây, cho em xem email này." Hoắc Yểu bước tới gần nhìn thầy một cái, sau đó mới nhìn xuống màn hình máy tính. Thầy Liễu cười tít mắt: "Em có biết tập đoàn Do nổi tiếng quốc tế không?" Hoắc Yểu vừa cầm chuột vừa đọc mail, nghe thầy Liễu nói, bàn tay suýt không vững. Cô lại nhìn thầy Liễu: "Tập đoàn Do?" Thầy Liễu thấy cô như vậy, không giống với người đã nghe nói đến tập đoàn Do, sau đó bèn phổ cập kiến thức cho cô: "Tập đoàn Do này có hệ thống trí tuệ nhân tạo tân tiến nhất thế giới, đó là sự tồn tại trên đỉnh của kim tự tháp internet." Khóe môi Hoắc Yểu khẽ nhếch: "Quả nhiên biết cái này." Thầy Liễu bảo Hoắc Yểu tiếp tục đọc email: "Tóm lại, tập đoàn này cung cấp cho các cường quốc hệ thống bảo mật thông minh đỉnh của chóp, họ hiện đang nghiên cứu phát triển thế hệ thứ tư của người máy AN, vì vậy họ rất quan tâm đến hệ thống sống nhân tạo con người mà chúng ta nghiên cứu, đặc biệt là cơ sở dữ liệu thông tin mà em đã viết, và email này là từ công ty của họ." Hoắc Yểu chỉ cần nghe qua đã đoán được đại khái nội dung email. Sau khi đọc xong, quả nhiên không khác gì cô nghĩ. Hoắc Yểu đặt chuột xuống kinh ngạc hỏi: "Làm sao họ biết chúng ta đang phát triển một hệ thống sống nhân tạo?" Thầy Liễu từ tốn nói: "Nói đến chuyện này thầy cũng thấy lạ, dù sao thì việc tìm đến thầy cũng khá khó hiểu, còn gửi email cho thầy như vậy, hỏi có ý định hợp tác không?" Hoắc Yểu nghe xong trầm mặc nhìn thầy Liễu một cái. Thầy Liễu vẫn đang chìm đắm trong niềm vui được hợp tác. Hoắc Yểu xoa xoa thái dương: "Giá không được thấp." Thầy Liễu ngây người, rất nhanh đã phản ứng lại có chút cạn lời: "Sao ông lại quên mất khi ấy, tiền đề cho cô gia nhập đoàn đội là vì có tiền thưởng chứ?" Thầy Liễu lại nói: "Còn chưa có gì, ít nhất là sau khi dự án tại Viện Khoa học và Công nghệ kết thúc mới có thể suy xét đến việc hợp tác, dù sao chuyện này cũng liên quan đến vấn đề quyền lợi." Hoắc Yểu lập tức mất hứng thú hỏi: "Vậy thầy gọi em đến đây ngoài xem cái này còn có việc gì khác không?" Thầy Liễu nghe xong khẽ thở dài: "Các hệ thống tại Viện Khoa học Công nghệ đã được tích hợp đầy đủ, chính là dùng phương án sửa đổi của em." Hoắc Yểu gật đầu cũng không bất ngờ lắm. Thầy Liễu nói tiếp: "Dù hệ thống được tích hợp rồi, tuy nhiên các chi tiết ăn theo chắc chắn sẽ cần được điều chỉnh cho phù hợp. Đến lúc đó các em sẽ đến trực tiếp phòng nghiên cứu của Viện Khoa học Công nghệ." Hoắc Yểu nghĩ tới kỹ thuật không tiên tiến lắm của Viện Khoa học Công nghệ, e rằng đến lúc đó điều chỉnh không chỉ một chút một. Hoắc Yểu vừa ra khỏi tòa nhà học liền nhận được điện thoại của Mẫn Úc. Cô vừa đi ra ngoài vừa nghe điện thoại, giọng nói lạnh lùng đầu dây bên kia vang lên: "Anh ở chỗ cũ bên ngoài khoa chờ em." Hoắc Yểu nói ok rồi tắt máy. Cô đi ra ngoài khoa, vừa ngước lên đã thấy một chiếc ô tô đậu trước cổng trường. Mẫn Úc hai tay đút vào túi áo khoác, anh lười biếng dựa vào cửa xe và xoay điện thoại. Khi nhìn thấy Hoắc Yểu, anh liền đứng thẳng dậy. Hoắc Yểu đi tới gần tặc lưỡi một cái: "Một người lan truyền tin mình bị bệnh như anh lại xuất hiện ở cổng trường,
không sợ bị lộ hay sao? Vân Úc mở cửa xe ghế phụ cười nửa miệng nói. Phải kiếm tiền để cưới vợ. Hoắc Yểu im lặng cúi người ngồi lên xe. Mẫn Úc mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng thêm vài phần ôn nhu. Chiếc xe từ từ đi xa khỏi trường học. Hoắc Yểu đi hỏi thăm tung tích của Mễ Vệ, không ngờ đối phương có chỗ dựa nên không lo sợ gì, chỉ đành phản công tiễn hắn vào tù. Hoắc Yểu tùy ý nghịch góc áo, nghiêng đầu nhìn người yêu đang lái xe. Trưa nay Bùi lão lại đến tìm em, nói rằng trong tay hội phó tần của hiệp hội có thuốc của gia tộc thượng quan có thể chữa bệnh của anh. Mẫn Úc nghe vậy cảm thấy kỳ lạ hỏi, tại sao Bùi lão không trực tiếp đến gặp anh? Hoắc Yểu nhún vai, tần chính muốn phương thuốc trong tay em, đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến căn bệnh tiềm ẩn của anh bùng phát lần này. Ngã từ phía trước vừa hay là đèn đỏ. Mẫn Úc từ từ đạp phanh, cũng không hẳn, phương thuốc chỉ là tiện tay, e rằng thực sự là muốn cảnh cáo anh. Mẫn Úc đặt nhẹ tay lên vô lăng, bọn họ không muốn anh nhúng tay vào chuyện của hiệp hội. Hoắc Yểu nhướng mày lập tức hiểu ra, tần chính sợ anh giúp ông Uông. Ngay khi đèn xanh bật lên, Mẫn Úc lại khởi động xe. Có lẽ vậy, sức khỏe của ông Uông e rằng không thể đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hiệp hội nữa rồi. Vị trí này của ông ấy tự nhiên sẽ có người thèm muốn. Hoắc Yểu gật đầu, phát hiện chiếc xe không lái về phía tiểu khu, không khỏi quay đầu hỏi anh, chúng ta đang đi đâu vậy? Mẫn Úc nói, đi ăn. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng cao cấp, cả hai được quản lý nhà hàng đưa đến một căn phòng kín ở tầng 2. Gọi đồ ăn xong một lúc thì Trác Vân đến. Sau khi gật đầu chào Hoắc Yểu, anh nhìn sang Mẫn Úc trực tiếp nói, kẻ đứng sau tần chính thật sự có liên quan, là một công ty tên Tập đoàn Tiên Phong. Mẫn Úc khẽ nheo mắt, nghĩ lại thì anh chưa bao giờ nghe nói về công ty này. Rốt cuộc có lai lịch gì? Trác Vân lấy tài liệu mang đến đưa cho Mẫn Úc, đó là một công ty săn đầu người nước ngoài tham gia vào mọi phương diện. Tuy nhiên, công ty này rất khiêm tốn trong ngành, tin tức duy nhất có thể tìm được là đánh giá của một công ty nhỏ tầm thường. Hai người tiếp tục nói chuyện, không để ý Hoắc Yểu bên cạnh khi nghe thấy Tập đoàn Tiên Phong. Sắc mặt lập tức có chút thay đổi, Mẫn Úc dựa nhẹ vào lưng ghế, ngẩng đầu lên nói nhẹ, thông tin của một công ty nhỏ bình thường không thể gọn gàng như vậy. Trác Vân gật đầu với vẻ mặt khá nghiêm túc, em cũng nghĩ vậy nên đã cho người điều tra lại, chỉ là tính bảo mật thông tin của công ty rất tốt, có thể điều tra được rất ít. Mẫn Úc nheo mắt, bây giờ nói đã xuất đầu lộ diện thì sẽ tìm ra được thôi. Điều tra rõ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trác Vân lại nói, em sẽ tiếp tục cho người theo dõi, tiện thể nói thêm một điều nữa là hai ngày nữa, hiệp hội dược sĩ sẽ bầu lại chủ tịch. Tần Chính cũng mời nhiều nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực y học, hình như được thực hiện bằng cách bỏ phiếu. Mẫn Úc hơi ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Hoắc Yểu cũng tỉnh táo lại sau cơn uể oải, ngẩng đầu nhìn về phía Trác Vân. Trác Vân buồn bã nói, chuyện sức khỏe ông Uông không ổn, không còn là bí mật trong hiệp hội nữa rồi, nhưng Tần Chính có vẻ đang quá nóng lòng muốn nghĩ cách đảm nhận vị trí này. Nếu thực sự để ông ta ngồi lên chức vụ chủ tịch thì không biết sau này hiệp hội sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Mẫn Úc lạnh lùng nói, vậy đừng để ông ta ngồi vào vị trí này. Trác Vân nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên, anh Mẫn, không lẽ anh muốn? Mẫn Úc cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn Hoắc Yểu ngồi đối diện, anh nhớ em cũng là hội phó hiệp hội dược sĩ. Trác Vân không thể tin nhìn Hoắc Yểu, Hoắc tiểu thư là hội phó hiệp hội từ khi nào vậy? Hoắc Yểu liếc Mẫn Úc một cái, đừng giở trò, em không hứng thú đâu, giọng nói còn mang rõ sự ghét bỏ. Mẫn Úc nhướng mày, có tiền? Hoắc Yểu mặt không cảm xúc buông tay, anh thấy em giống người tầm thường như vậy à? Trác Vân không kìm được hoài nghi trong lòng, Hoắc tiểu thư, cô là hội phó của hiệp hội dược sĩ, không phải trước đó cô nói chưa từng đến hiệp hội sao? Hoắc Yểu ồ một tiếng, bình thản giải thích, trước đó là chưa đến, sau này vô tình quen biết chủ tịch Uông, ông ấy mời tôi gia nhập hiệp hội làm một hội phó có tiếng không có miếng. Thần sắc Trác Vân trở nên phức tạp, hội phó của hiệp hội dược sĩ, cảm giác anh Mẫn nhà mình càng ngày càng không xứng với Hoắc tiểu thư là sao đây? Hoắc Yểu chậm rãi uống trà không nói gì nữa, Trác Vân cần nói gì đã nói hết rồi, thấy vậy liền biết ý rời đi trước. Sau khi anh rời đi, Mẫn Úc ngẩng đầu lên, thật sự không hứng thú sao? Hoắc Yểu thở dài, khá phiền não nói, nói thật với anh, em vẫn còn một đống tài sản lớn của gia đình đang chờ được thừa kế trong tủ bàn. Mẫn Úc ánh mắt phức tạp liếc nhìn cô, Hoa Thúc gọi điện cho Hoắc Yểu, ngoài hỏi thăm sức khỏe của Mẫn Úc, còn nói đến tình hình hiện nay của hiệp hội. Hoắc Yểu đương nhiên hiểu anh muốn biểu đạt cái gì, anh đợi chút tôi gửi anh số điện thoại, anh nói chuyện với Trác Vân, anh ấy sẽ giúp anh. Hoa Thúc cảm kích liên tục cảm ơn cô, anh nhìn số điện thoại Hoắc Yểu gửi đến, chờ khoảng mấy phút mới bấm gọi, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Hoa Thúc vô thức ngồi thẳng người dậy, giọng nói rất khách sáo. Chào anh, xin hỏi anh là anh Trác đúng không? Tôi là một người bạn của Hoắc tiểu thư, cô ấy bảo tôi tìm anh. Trác Vân vừa nhận được tin nhắn của Hoắc Yểu, hôm nay anh vốn cũng định đến tìm ông Uông, cho nên rất thẳng thắn đồng ý với Hoa Thúc, trực tiếp hẹn tìm một nơi gặp mặt. Hoa Thúc vội vàng nói ra một địa chỉ, vậy được, nửa tiếng sau gặp. Hoa Thúc vừa ngồi xuống ghế thì Trác Vân cũng đến. Trác Vân lịch sự gật đầu với Hoa Thúc, đặt tài liệu mình mang đến lên bàn. Nhìn thấy sự không tự nhiên của Hoa Thúc, anh liền giải thích, anh Hoa không cần căng thẳng, ông Uông và Mẫn thiếu chúng tôi là người quen, bây giờ ông ấy gặp khó khăn, Mẫn gia sẽ không ngồi yên. Hoa Thúc vừa nghe thấy Mẫn gia lập tức hiểu rõ lai lịch của Trác Vân. Sức khỏe Mẫn thiếu vẫn tốt chứ? Trác Vân mỉm cười lắc đầu, yên tâm, không có gì đáng ngại. Hoa Thúc nghe anh nói vậy, trong lòng thầm nảy sinh một ý nghĩ, có lẽ Mẫn thiếu đó không hề phát tác bệnh như lời đồn. Không đáng ngại thì tốt. Trác Vân đưa tài liệu trong tay cho Hoa Thúc, nhàn nhạt nói, Tần Chính không thể làm chủ tịch được đâu. Hoa Thúc nhận lấy tài liệu, vừa mở xem trang đầu tiên, mặt anh lập tức biến sắc. Trác Vân bỗng nhận được tài liệu không biết là ai gửi đến này cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Chưa kể vô số người phải chết vì thí nghiệm thuốc. Lúc này sắc mặt Hoa Thúc tối sầm lại, anh không dám lật xem trang tiếp theo. Ban đầu nghĩ rằng hội phó Tần chỉ là một người đầy tham vọng, không thể ngờ rằng ông ta còn lén lút nuôi dưỡng người thuốc bao nhiêu năm như vậy mà không ai phát hiện. Hoa Thúc mở miệng để nói điều gì đó, nhưng Trác Vân hình như đã biết nên ngắt lời anh, không được để tin tức này lọt ra ngoài vì nó liên dây dưa rất lớn, hơn nữa còn có rất nhiều rắc rối phức tạp cần được điều tra rõ.
Hoa Thúc ngây vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh không muốn vì Tần Chính mà phá hủy nền tảng hàng thế kỷ của hiệp hội dược sĩ. Trác Vân không nói chuyện quá lâu với Hoa Thúc, sau khi thông báo cho anh một số kế hoạch liền rời đi. Trác Vân trở lại biệt thự của Mận Úc, khi anh đi vào nhà, Hoắc Yểu vừa châm cứu cho Mận Úc xong, đang mấy hết năng lượng ngồi trên ghế sofa. Trác Vân gật đầu chào Hoắc Yểu, sau đó nhìn sang thiếu gia nhà mình ở bên cạnh, anh Mẫn, vấn đề ở hiệp hội dược sĩ gần như đã được sắp xếp xong. Mẫn Úc khẽ ừ một tiếng, ngẩng đầu hỏi Hoắc Yểu, tối nay em muốn ăn gì? Hoắc Yểu lười nhác đáp lời, gì cũng được. Mẫn Úc gật đầu thu hồi tầm mắt. Trác Vân lấy tài liệu trong túi tài liệu ra, phải rồi, còn có một chuyện, hôm nay em nhận được một gói hàng nặc danh, tài liệu bên trong vừa hay có liên quan đến Tần Chính. Hoắc Yểu ngẩng đầu liếc nhìn món đồ trên tay anh, rất nhanh cô đã không quan tâm cụp mắt lại. Trác Vân đưa tài liệu cho Mẫn Úc rồi nói tiếp, em luôn tưởng rằng chỉ có viện nghiên cứu dùng người thật làm thí nghiệm, không ngờ Tần Chính này còn lén lút giam cầm người sống để thử thuốc. Hoắc Yểu không biết nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng khẽ nhếch lên. Dục vọng là hố sâu không bao giờ lấp đầy. Trác Vân ngơ ngác nhìn Hoắc Yểu, dù thấy sắc mặt cô vẫn bình thường, nhưng những gì cô ấy nói vừa rồi rõ ràng là lạnh lùng và có chút bất thường. Mẫn Úc hơi nhướng mày lên, tuổi còn trẻ mà trông như có thể nhìn thấu cả thế giới vậy. Ném tài liệu lên bàn trà, vươn tay nắm lấy tay Hoắc Yểu, lại siết chặt tay cô, bạn học Hoắc em có mệt không? Hoắc Yểu liếc mắt nhìn Mẫn Úc, không rút tay lại cũng không tiếp lời anh. Trác Vân nhìn hành động của hai người bọn họ không biết tại sao, chó độc thân như anh lại cảm thấy xót xa. Mẫn Úc bình thản hỏi, đã tra được ai gửi tài liệu này chưa? Trác Vân hai má giật giật, vẫn chưa. Lúc nói ra lời này, anh rõ ràng cảm giác được ngữ khí lộ ra một tia chán ghét. Trác Vân không dám nhìn Mẫn Úc, anh nhớ ra một chuyện liền nhìn sang Hoắc Yểu, phải rồi, Hoắc tiểu thư, bức ảnh hôm đó cô gửi tôi, dấu vết của người đó thực sự có liên quan tới Thượng Quan Ngọc mà tôi đã điều tra trước đó, rất có thể là cùng một người. Mẫn Úc đang nghịch ngón tay Hoắc Yểu tỏ ra hoài nghi. Bức ảnh gì? Trác Vân vội vàng lấy điện thoại bấm vào bức ảnh, chính là người này. Mẫn Úc lướt nhìn một cái, bức ảnh chỉ chụp góc nghiêng còn rất mờ, không thể nhìn rõ tướng mạo. Thượng Quan Ngọc sao? Trác Vân trả lời, có lẽ vậy. Hoắc Yểu đã đoán trước được tình hình Trác Vân điều tra được, người đàn ông này vẫn không có tung tích. Trác Vân nghĩ đến tin tức từ thuộc hạ của mình, cũng không chắc có phải người này, đã gặp Tần Chính vài ngày trước không, lại dính líu đến Tần Chính. Hoắc Yểu hơi nheo mắt không hỏi thêm nữa. Biết rồi. Trác Vân nhìn Hoắc Yểu ngồi đó một lúc rồi nhanh chóng chuẩn đi. Mẫn Úc ngoắc ngoắc ngón tay Hoắc Yểu đưa tâm trí cô trở lại. Đang nghĩ đến Thượng Quan Ngọc à? Hoắc Yểu mỗi lần nghe thấy cái tên Thượng Quan Ngọc này, cả người đều cảm thấy hơi khó chịu, sau khi ngồi thẳng dậy một lúc mới lắc đầu, sự hoài nghi được viết rõ ràng trên khuôn mặt Mẫn Úc. Hoắc Yểu hơi nhướng mày hỏi, ngày mai hiệp hội dược sĩ sẽ bầu chủ tịch? Mẫn Úc gật đầu, em lại hứng thú rồi à, định đến đó sao? Hoắc Yểu tinh nghịch nói, xét cho cùng em cũng là hội phó của hiệp hội đấy, nên có quyền bỏ phiếu. Mẫn Úc nhìn cô một cái, biết tiểu nha đầu e rằng không phải quyền bỏ phiếu mới đến hiệp hội. Đi thôi. Hoắc Yểu ừ một tiếng, cụp mắt xuống không nói gì nữa. Ngày hôm sau, Hoắc Yểu đến hiệp hội, cô đứng trước cửa sổ kính trong suốt gửi cho Tần Chính hai từ đơn thuốc. Ông ta lập tức gọi điện đến. Hoắc Yểu lạnh lùng nói, tôi đợi ông trong văn phòng của ông. Giây sau trực tiếp cúp máy. Một lúc sau, cánh cửa sau lưng cô mở ra, Tần Chính nói với giọng bình tĩnh, cô vào đây bằng cách nào? Hoắc Yểu bình thản quay người lại, tôi muốn vào tất nhiên sẽ vào được. Cô bước vài bước về phía trước rồi tùy ý ngồi xuống ghế sofa. Tần Chính khẽ cau mày khi nhìn hành vi không kiêng nể gì của cô, nghĩ một chút cũng không phí lời với Hoắc Yểu. Phương thuốc đâu? Hoắc Yểu nghiêng đầu nhìn Tần Chính không trả lời, tôi tò mò về người đứng sau ông, sao không cho ông mấy phương thuốc đi? Tần Chính nghe vậy, lông mày càng nhíu sâu hơn, đánh giá từ thái độ của Hoắc Yểu lúc này, rõ ràng phản ứng khác với những gì ông ta tưởng tượng. Tần Chính suy nghĩ một lúc, nói ra những nghi ngờ trong lòng, cô không đến xin thuốc. Hoắc Yểu phủi bụi không tồn tại trên tay áo, tại sao tôi phải xin ông thuốc? Giống như mới phản ứng lại nói, ý ông là thuốc điều trị bệnh của Mẫn Úc phải không? Tần Chính càng ngày càng không hiểu ý đồ của Hoắc Yểu, thấy cô nói như vậy, không biết tại sao trong lòng có một cảm giác khó chịu không thể giải thích được, luôn có cảm giác như mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Lúc này điện thoại trong túi Tần Chính đổ chuông, là Bùi Dung gọi đến. Tần Chính nhìn rồi bấm nghe máy, giọng nói nghiêm túc của Bùi Dung truyền đến, hội phó Tần, tôi có được một tin, nói Mẫn Úc không bị bệnh nặng, căn bệnh của anh ta không tái phát. Tay đang cầm điện thoại của Tần Chính vô thức nắm chặt lại. Cậu nói thật chứ? Nếu Mẫn Úc không tái phát bệnh, vậy anh ta tung tin mình bị bệnh, ta cố tình dụ rắn ra khỏi hang sao? Bùi Dung trả lời, 90% là như vậy. Tần Chính ngẩng đầu nhìn Hoắc Yểu ngồi ở đó, liên kết với lời cô vừa nói, đầu óc chợt có chút hỗn loạn. Tần Chính cúp điện thoại lại nhìn Hoắc Yểu. Hoắc Yểu gật đầu, không giấu giếm nữa, nếu anh ấy xảy ra chuyện, ông nghĩ liệu có được sóng yên biển lặng như bây giờ không? Tần Chính lặng trạng, cho nên cô đang có ý gì? Hoắc Yểu lạnh lùng nói, không có gì, chỉ là hỏi một người. Tần Chính nheo mắt lại, người nào? Hoắc Yểu ánh mắt sắc bén nhìn Tần Chính, người đứng sau ông đang ở đâu? Tần Chính cười nhạt nói, không phải cô có thể tùy tiện vào văn phòng của tôi, muốn tìm người còn phải hỏi tôi sao? Trong lời nói không hề phủ nhận có người đứng sau ông ta. Hoắc Yểu bình tĩnh đi tới trước mặt ông ta, lúc ông hợp tác với công ty Tiên Phong, có từng nghĩ lỡ như có một ngày xảy ra chuyện ông sẽ như thế nào không? Vừa nghe thấy mấy từ công ty Tiên Phong, đồng tử Tần Chính nhất thời co giật. Ông ta lạnh lùng nhìn Hoắc Yểu nói, không hiểu cô đang nói cái gì? Hoắc Yểu nhếch miệng cười, nếu bí mật của công ty Tiên Phong bị dò dỉ từ chỗ ông nghĩ điều gì sẽ xảy ra với ông và gia đình ông? Tần Chính sắc mặt cực kỳ ảm đạm, Hoắc Yểu dường như không phát hiện tâm tình của Tần Chính thay đổi, lại bình thản nói một câu, bí mật và tung tích của một người, có lẽ ông có thể tính ra được độ nặng nhẹ nhỉ? Tần Chính nghiêm giọng hỏi, rốt cuộc cô đã biết những gì rồi? Hoắc Yểu gật đầu, cũng nhiều phết đó. Tần Chính nhìn Hoắc Yểu, dường như muốn thông qua mặt cô nhìn ra điều gì đó. Cho nên rốt cuộc cô muốn tìm ai? Hoắc Yểu lạnh lùng đáp, người đưa thuốc đẩy bệnh cho ông. Sắc mặt Tần Chính lại có chút biến đổi,
cô muốn tìm hắn để trị bệnh cho Mẫn Úc. Tần Chính đột nhiên nói, như thế anh ta đã tìm ra tất cả các thông tin. Thật ra bệnh Mẫn Úc tái phát rất nghiêm trọng phải không? Hoắc Yểu liếc nhìn Tần Chính, vẻ mặt có chút phức tạp. Cô vẫn đang nghĩ cách không để Tần Chính biết, mục đích thật sự của cô là tìm Mễ Vệ, không ngờ người này lại tự mình đưa ra một cái cớ tốt như vậy. Tần Chính thấy Hoắc Yểu không nói gì, dáng vẻ như bị đoán trúng tim đen. Càng chắc chắn suy đoán của mình là thật, Hoắc Yểu không phản bác lời ông ta, có và không dường như không mâu thuẫn với những gì tôi muốn biết. Suy nghĩ trong đầu Tần Chí quay cuồng, cô muốn biết tung tích người đưa thuốc dẫn bệnh cho tôi. Được chứ, vậy cô lấy phương thuốc ra đổi lấy, không có phương thuốc cô đừng hòng lấy được tin gì từ chỗ tôi. Tần Chính lấy lại tự tin tiếp tục nói, tôi không có nhiều thời gian ở đây tiếp cô đâu, cô suy nghĩ kỹ trước đi. Nói xong ông ta quay người đi ra ngoài. Hoắc Yểu không hiểu nheo mắt lại, cuộc họp bầu lại chủ tịch đã bắt đầu, do ông Uông quá theo khuôn phép cũ ở một số khía cạnh trong quản lý, ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người, vì vậy cuộc bầu cử lại chủ tịch này, tất cả mọi người tự nhiên không có phản đối. Trước ngày hôm nay, Tần Chính đã đưa ra những lợi ích mà hầu hết mọi người mong muốn. Chức vụ chủ tịch thực chất đã được quyết định nội bộ. Cuộc họp hôm nay chỉ là hình thức nhận chức quang minh chính đại mà thôi. Phó chấp sự điều hành cuộc họp đang công bố kết quả. Hội phó Tần 23 phiếu, có vẻ như vị trí chủ tịch hôm nay đã được chọn ra. Lúc này ở lối vào hội trường đã xảy ra tranh chấp. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về hướng cửa. Tần Chính cau mày, tâm trạng tốt của ông ta lập tức tiêu tan. Hòa Thúc dìu ông Uông từ bên ngoài đi vào, phía sau hai người còn có Trác Vân. Ông Uông chậm rãi nhìn lướt qua tất cả những người ngồi trước chiếc bàn dài. Trước khi bầu lại chủ tịch, mấy người có phải nên hỏi chủ tịch chưa nghỉ hưu này một tiếng không? Trong lòng ông Uông bỗng trào lên cảm xúc không thể nói thành lời, đặc biệt là đối với những người bạn già nổi tiếng trong lĩnh vực y học. Có lẽ trước khi chết, ông trời đã dạy cho ông một bài học ý nghĩa về lòng người. Ông Uông cười nhạo chính mình. Tần Chính liếc nhìn phó chấp sự chủ trì cuộc họp, phó chấp sự hít một hơi thật sâu nói với ông Uông. Ông Uông, vì sức khỏe ông không tốt, bây giờ kết quả của cuộc bầu cử chủ tịch mới đã có rồi, chính là hội phó Tần, đây cũng là kết quả của sự thống nhất của mọi người. Ngay cả khi ông muốn phản đối thì không được nữa rồi. Đột nhiên mấy người mặc đồng phục cảnh sát xài bước vào. Ai là Tần Chính? Thấy cảnh sát vừa đến đã tìm hội phó Tần. Sau khi mọi người nhìn nhau, mọi người đều nghi hoặc quay đầu lại nhìn Tần Chính. Tần Chính sắc mặt thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Xin hỏi mấy anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Cảnh sát dẫn đầu thấy vậy liền đi về phía Tần Chính. Đầu tiên anh ta xuất trình thẻ cảnh sát và nói, ông có liên quan đến nhiều trường hợp người mất tích, phiền ông đi theo chúng tôi một chuyến. Mọi người có mặt ở hiện trường lập tức kinh ngạc nhìn Tần Chính. Hoắc Yểu quyết định ứng cử viên chủ tịch hiệp hội dược sĩ. Nhận được tin người bạn thân bị bắt cóc, ngay lập tức một mình đi giải cứu. Tần Chính bị cảnh sát đưa đi. Những người có mặt trong hội trường nhìn nhau, mặc dù không biết chính xác Tần Chính đã phạm tội gì, nhưng nhìn tình hình này có vẻ không đơn giản. Phó chấp sự sửng sốt một hồi cuối cùng tỉnh táo lại. Ông ta nhìn ông Uông một cái, lại nhìn các chấp sự và hội phó khác, nhất thời không biết làm thế nào để kết thúc. Bất giác vô thức thì thầm với ông Uông, cựu chủ tịch nhìn vào tình hình hôm nay, Hòa Thúc không kìm được trào phúng, sao vào lúc này lại muốn sự phụ tôi đứng ra chủ trì đại cục rồi. Phó chấp sự mặt tái xanh, ông ta không tranh luận với Hòa Thúc chỉ nhìn sang ông Uông. Nếu không cuộc bầu cử chủ tịch hôm nay sẽ kết thúc, hôm khác thảo luận tiếp vẫn là do ngài đảm đương chức. Sau khoảng thời gian này, trái tim của ông Uông đã nguội lạnh và thất vọng từ lâu. Ông lắc đầu, tiếp tục đi. Phó chấp sự không hiểu ý của ông Uông lắm, nhưng khi ngài đến, kết quả của cuộc bỏ phiếu đã có. Bây giờ muốn tiếp tục thế nào đây? Ông Uông nhìn những người chọn cách bỏ phiếu trắng, hãy để 6 người còn lại không bỏ phiếu bầu lại. Phó chấp sự có chút không tán thành phương thức này, làm như vậy không chính thức lắm. Trước đó bọn họ đã chọn bỏ phiếu trắng. Khi ông Uông định nói điều gì đó, ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lùng, việc bầu chủ tịch quan trọng như vậy, hội phó như tôi không tham gia bỏ phiếu, dường như có chút không phải cho lắm. Nghe thấy giọng nói này, mọi người theo bản năng nhìn về phía cửa. Hoắc Yểu chậm rãi đi vào, khuôn mặt thanh tú mang theo sự bất cần. Cô bước tới trước mặt ông Uông. Ông Uông, ông Uông không ngờ Hoắc Yểu sẽ tới, cười nói, tiểu Hoắc, cô đến rồi. Trác Vân cũng cung kính gật đầu chào Hoắc Yểu. Hoắc Yểu khẽ ừm một tiếng, quay sang nhìn phó chấp sự đang chủ trì cuộc họp. Có lẽ tôi chưa đến muộn nhỉ? Phó chấp sự khách khí trả lời, cũng chưa muộn. Hoắc Yểu gật đầu, không hỏi nhiều về tình hình bình chọn hiện tại. Tôi có đủ điều kiện để bỏ phiếu không? Phó chấp sự sửng sốt, cô gái này dù gì cũng là hội phó hiệp hội, tham gia bỏ phiếu cũng là điều hợp lý. Ông liền gật đầu. Hoắc Yểu cầm tờ giấy lên viết ra một cái tên, rồi đưa cho phó chấp sự. Tôi bầu ông ấy. Phó chấp sự nhìn cái tên viết trên tờ giấy lập tức lắc đầu. Hòa Thúc không có tên trong danh sách ứng cử viên cho chức chủ tịch hiệp hội. Hòa Thúc nghe thấy Hoắc Yểu chọn mình, không khỏi hoảng hốt nhìn về phía cô. Khi đang định nói gì đó, thì ông Uông bên cạnh lại đẩy cánh tay anh, nhìn anh ra hiệu im lặng. Hoắc Yểu từ tốn nói, thực lực của Hòa Thúc không phải mọi người đã rõ như ban ngày rồi sao? Phó chấp sự thành thật nói, Hòa Thúc ưu tú thật, nhưng tính cách của cậu ấy không phù hợp để làm chủ tịch. Hoắc Yểu cười nửa miệng, người xuất sắc là người xuất sắc về mọi mặt, làm gì có ai mới bắt đầu đã có tính cách làm chủ tịch, ông nói xem có đúng không? Trác Vân yên lặng nhìn Hoắc Yểu, anh thực sự nghi ngờ rằng Hoắc tiểu thư đang tận dụng cơ hội để tự khen mình. Phó chấp sự câm nín trước lý lẽ này, nhất thời không biết nói gì tiếp lời. Hoắc Yểu nhướng mày nhìn những người khác có mặt ở đây, chỉ bằng giao quyền lựa chọn cho mọi người, xem ý kiến của mọi người rồi định đoạt. Mọi người khác đều sững sờ khi nghe những lời đó, phần lớn mọi người đều không biết Hoắc Yểu, nhưng có người trong đó lại biết Trác Vân đứng phía sau cô, càng biết người anh ấy đại diện là Mẫn gia. Sau khi suy nghĩ về mối quan hệ giữa Hoắc Yểu và Mẫn gia, hết người này đến người khác đứng lên bày tỏ đồng ý. Kết quả cuối cùng không cần nghĩ cũng biết, Hòa Thúc được Hoắc Yểu đề xuất. Nhìn cảnh tượng biến hóa 180 độ trước mặt, cả người dường như đang trôi trên mây, hoàn toàn không đến lượt anh từ chối. Hoắc Yểu nhìn thái độ của mọi người, tự nhiên biết tại sao họ lại thay đổi. Cô lập tức không kìm được mà tặc lưỡi, chợt hiểu ra tại sao có nhiều người thích dựa dẫm vào phụ nữ, bởi vì thấy bớt phiền.
Hoắc Yểu cũng không chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử nữa, mà quay qua nói với ông Uông, "Ông Uông, tôi còn có chút việc, sau này có thời gian lại gặp nhau nhé." Ông Uông nhìn ra cô có việc bận, "Được, hôm nay cảm ơn cô." Hoắc Yểu gật đầu mỉm cười đi ra ngoài. Thấy vậy, Trác Vân cũng lịch sự gật đầu với ông Uông. Sau khi gật đầu, anh đi theo Hoắc Yểu, nhìn bóng lưng của hai người rời khỏi hội trường, những người tán thành kia không khỏi thở dài trong lòng, quả nhiên Mẫn gia ủng hộ Hòa Thúc, bọn họ không dám đắc tội. Hoắc Yểu đi ra ngoài hiệp hội gọi điện cho Thành Minh. "Chú Thành, chú đã đến địa chỉ cháu gửi chưa?" Thành Minh hạ giọng nói, "Đến rồi, đang chuẩn bị vào trong." Hoắc Yểu ánh mắt nghi hoặc, "Chú ý an toàn, bây giờ cháu qua đó liền." Sau khi cúp máy, Hoắc Yểu cất điện thoại đi. Trác Vân đi phía sau thấy vậy liền lên tiếng đúng lúc, "Hoắc tiểu thư, cô đi đâu thế? Tôi đưa cô đến đó." Khi Hoắc Yểu tới vốn là đi cùng Trác Vân, cô nghĩ một chút cũng không từ chối, trực tiếp nói với anh địa chỉ. Trác Vân mở cửa xe cho Hoắc Yểu, "Nơi này cách hiệp hội dược sĩ không xa, tôi đoán khoảng 10 phút là đến." Hoắc Yểu gật đầu, lấy điện thoại ra chuyển sang chế độ máy tính, ngón tay đặt trên màn hình điện thoại, đôi mắt nhìn vào một chấm đỏ trong khoảng không, dấu chấm đỏ chưa bao giờ di chuyển kể từ khi chặn đến lúc trợ lý Tần gửi email định vị địa chỉ. Cô vốn không mong chờ gì về việc lấy được tin tức của thượng quan Ngọc Giả từ chỗ Tần Chính, chỉ là cố tình để lộ ra mục đích của mình, điều này khiến Tần Chính cảnh giác hơn. Kết quả đúng dự đoán, khi cô đang kiểm soát mạng lưới của toàn bộ hiệp hội dược sĩ thì chặn được email của trợ lý Tần. Nếu là một email thông thường thì không ai để ý cả, nhưng đây lại là một email đã được mã hóa bảo mật, thông tin người nhận cũng được thêm bảo mật, không khó để người ta đoán ra điều bất thường. Sau khi đọc nội dung email, cô càng chắc chắn hơn về người nhận email chính là người mà cô cần tìm. Lúc này điện thoại Hoắc Yểu đổ chuông, cô lướt nhìn số điện thoại, sau đó lấy tai nghe ra đeo vào và nhấn nút trả lời. Thành Minh ở đâu? Dây bên kia nói, "Đại tiểu thư, không tìm được người, có vẻ như không có ai sống ở đó." Hoắc Yểu nheo mắt, "Không lâu sau khi email đó được gửi đi đã có người đọc nó rồi, cho nên không thể không có ai ở đó được. Chú chờ chút, cháu lập tức đến đây." Rất nhanh cô cúp máy lại, đồng thời tắt chế độ trình chiếu máy tính. Trác Vân đang lái xe phía trước thấy vậy liền đạp chân ga hết mức. Trác Vân đỗ xe dưới hầm để xe chung cư, "Hoắc tiểu thư, có cần tôi giúp gì không?" Hoắc Yểu cởi dây an toàn, "Không sao, anh đi trước đi, cảm ơn nhé." Trác Vân không hỏi nhiều, "Vậy có chuyện gì có thể gọi ngay cho tôi." Hoắc Yểu gật đầu sau đó mở cửa xuống xe, cô đi thẳng vào thang máy. Trác Vân suy nghĩ một chút rồi nhắn tin cho Mẫn Thiếu, báo cáo tình hình xong mới lái xe rời đi. Hoắc Yểu đi thẳng lên tầng 11, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Thành Minh đang đợi ở cầu thang thoát hiểm. Thành Minh gọi một tiếng, "Đại tiểu thư." Hoắc Yểu khẽ gật đầu, "Chú Thành." Thành Minh hạ giọng nói với Hoắc Yểu, "Tôi vừa cho người kiểm tra camera, không phát hiện có người ra vào." Hoắc Yểu đút tay vào túi áo, nghe Thành Minh nói vậy cũng không tiếp lời. Thành Minh rút thẻ ra và quẹt cửa, bíp một tiếng cánh cửa mở ra. Hoắc Yểu nhướng mày liếc nhìn tấm thẻ trong tay Thành Minh. Nhà có 3 phòng ngủ, trang trí hiện đại với tông màu đen trắng, trông có một cảm giác lạnh lẽo, đánh giá từ các đồ nội thất nó thực sự giống như căn nhà không ở thường xuyên. Hoắc Yểu lướt nhìn một vòng phòng khách, rồi chậm chậm bước vào phòng ngủ. Thành Minh lặng lẽ đi theo sau cô, dù đã sớm kiểm tra qua không có ai ở, nhưng đôi mắt ông vẫn giữ vững cảnh giác. Khi Hoắc Yểu vừa bước vào phòng ngủ chính, liền ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, mặc dù mùi thuốc rất nhẹ, nhưng cũng có thể suy đoán người rời đi không lâu. Hoắc Yểu trầm ngâm bước vào, đến trước cửa sổ cô đưa tay ra mở cửa sổ ra. Đi ra ban công nhìn quanh rồi quay lại, Thành Minh từ trong phòng tắm bước ra, "Đại tiểu thư, tôi tìm thấy một chiếc điện thoại trong nhà tắm. Điện thoại vẫn ổn nhưng tôi không mở được nếu không có mật khẩu." Hoắc Yểu ngẩng đầu lên, khi ánh mắt anh quét qua chiếc điện thoại trên tay Thành Minh, sắc mặt lập tức có chút ngây người. Cô bước về phía trước 2 bước, "Tôi xem." Thành Minh đưa điện thoại cho cô. Hoắc Yểu cầm điện thoại di chuyển màn hình sáng lên, sau khi nhập 6 số, điện thoại liền được mở khóa. Thành Minh thấy cô tùy tiện nhập một dãy số liền mở được điện thoại thì không khỏi choáng váng, hacker bây giờ đều đỉnh cao vậy sao? Vừa cầm điện thoại trên tay đã biết ngay mật khẩu là gì rồi. Thành Minh cảm thấy thật khó tin không kìm được mà hỏi, "Đại tiểu thư, sao cô đoán được mật khẩu của điện thoại này?" Khóe môi Hoắc Yểu cong lên, bình thản trả lời, "Không phải đoán, định vị cháu tìm thấy trước đây là trên điện thoại này." Thành Minh vừa nghe xong, sự ngỡ ngàng trong lòng dần tan biến. Hoắc Yểu mở điện thoại, trực tiếp mở app lên, quả nhiên trong mail có email của trợ lý Tần gửi đến. Cô kiểm tra lại điện thoại một lượt và không tìm thấy gì khác. Hoắc Yểu trầm ngâm vài giây, cô tắt điện thoại và ngước lên nhìn khắp phòng, biết sẽ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. "Chú Thành, chúng ta đi thôi." Thành Minh không thể hiểu cô đang nghĩ gì, "Hay là để tôi cho người canh chừng ở đây?" Hoắc Yểu cất điện thoại đó vào túi, "Không cần, người cháu tìm chắc sẽ không quay lại đây nữa." Thành Minh biết Hoắc Yểu có những cân nhắc của riêng mình, nên không nói gì nữa. Hai người đi thang máy xuống lầu, sau khi lên xe, Hoắc Yểu lại lấy điện thoại ra. Tại sao email của trợ lý Tần lại được gửi đến điện thoại của ông vệ? Theo lý mà nói, ông vệ không thể có gì liên quan đến Tần Chính được. Dù có quan hệ gì, cũng không thể trở thành đồng đội với người như Tần Chính này. Vừa rồi tại sao lại để một chiếc điện thoại di động trong nhà, như cố tình để người ta tìm được? Hoắc Yểu dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào khung điện thoại, cảm thấy như có một đám sương mù trước mắt không thể thoát ra được. Cô lại lấy điện thoại của mình ra, nhắn tin cho Thượng Quan Vân, "Cậu có nghe các trưởng lão nhắc đến phản đồ của gia tộc Thượng Quan không?" Hoắc Yểu về đến nhà mới nhận được tin trả lời, "Không có, chuyện này là bí mật gia tộc, các trưởng lão sao có thể nhắc đến phản đồ đó, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Hoắc Yểu thay dép xong thì nhắn trả lời, "Tò mò thôi, Thượng Quan vẫn biết cô không phải kiểu người hay tò mò." Nghĩ một chút bèn nói, "Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chú vệ, mãi chưa thấy ông ấy trả lời tin nhắn." Hoắc Yểu đi tới sofa ngồi xuống, không giấu giếm nữa, "Ông vệ mất tính rồi." Y kinh ngạc nói, "Đến cô cũng không tìm thấy ông ấy sao?" Hoắc Yểu nhắn lại một chữ "ừ", trầm tư rồi nhắn tiếp, "Cậu nói xem có phải ông ấy muốn dụ tôi xuất hiện không?" Y trả lời, "Có lẽ không đến mức ấy, nhưng chuyện này có liên quan gì đến phản đồ mà cô vừa nói?"
Hoắc Yểu nhướng mày, tên này những lúc ngốc thì ngốc đến cảm động lòng người, lúc thông minh cũng không hồ đồ chút nào. Không có gì, chỉ sợ ông vệ gặp phải phản đồ đó. Thượng quan Vân thấy vậy, tảng đá nặng nề treo trong lòng bỗng rơi xuống đất. Vậy cô không cần lo lắng, công phu của ông vệ cũng không phải dạng vừa. Hoắc Yểu khóe môi giật giật, thấy không hỏi được gì từ chỗ Thượng quan Vân, cũng không nói gì nữa, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện. Điện thoại đột nhiên rung lên, cô ngước mắt nhìn màn hình, hiển thị thông báo là Nguyên Tịch gửi tới mấy bức ảnh. Khựng lại một chút mới cầm điện thoại lên. Hoắc Yểu sau khi xem mấy tấm hình hơi nhíu mày, cô cầm điện thoại không trả lời tin nhắn, cài đặt chương trình theo dõi, hầu như không tốn công sức mấy đã định vị được vị trí của Nguyên Tịch, một khu biệt thự cổ ở một vùng ngoại ô xa xôi. Hoắc Yểu nhìn địa chỉ trên máy tính, hai mắt nheo mắt lại. Sau một hồi im lặng, cô đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác mặc vào. Vừa bước tới cửa, cô chợt nhớ ra một chuyện, lại quay lại mở ngăn kéo dưới cùng của tủ bàn, lấy khẩu súng mà Thành Minh đã gửi trước đó đút vào túi. Hoắc Yểu chào dì giúp việc đang nấu bữa tối một tiếng rồi đi ra ngoài. Mẫn Úc đang ăn tối ở nhà thì điện thoại rung lên. Đó là một tin nhắn từ một số điện thoại không xác định. Nội dung rất đơn giản là một địa chỉ. Anh mở lên xem, tưởng nhắn nhầm nên tiện tay xóa đi. Anh cất điện thoại nhìn ông nội. Ông nội, ông ăn từ từ, cháu về trước đây. Ông nội ngây người, đã đi rồi à? Mẫn Úc đứng dậy mỉm cười khẽ thở dài, đi chịu trách nhiệm với cháu dâu của ông. Không chờ ông nội nói tiếp, anh đã vào phòng khách lấy áo khoác đi ra ngoài. Trên đường đi, Mẫn Úc khẽ ấn ngón tay vào trái tim, nhớ tới điều gì đó, khóe môi lại cong lên. Tiếp đó anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoắc Yểu, chỉ là tin nhắn gửi đi mãi không thấy trả lời. Mẫn Úc không nghĩ gì nhiều, lái xe về tiểu khu nhưng không đi về biệt thự nhà mình, mà dừng bên ngoài biệt thự nhà Hoắc Yểu. Mẫn Úc lại rút điện thoại ra, thấy cô vẫn chưa trả lời tin nhắn, anh trầm tư một lúc rồi gọi điện cho cô. Lúc này có tiếng động ở cổng biệt thự, anh dừng lại và nhìn lên. Anh ba mở cửa ra ngoài, mặt không cảm xúc nhìn người đàn ông đứng cạnh chiếc xe bên ngoài. Sao cậu lại ở đây? Mẫn Úc cất điện thoại đi, tự động bỏ qua sự không thân thiện của anh ba, lịch sự gọi một tiếng anh ba Hoắc rồi hỏi, Tiểu Yểu không ở nhà ạ? Anh ba không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh hỏi vậy. Con bé không đến chỗ cậu à? Đừng tưởng anh thường xuyên về muộn mà không biết chuyện tên cậu nam nhân này luôn đưa em gái anh về chỗ ở của cậu ta. Mẫn Úc ngây người lắc đầu, không có, cô ấy không đến chỗ em. Anh ba bình tĩnh nói, cũng đúng, em gái tôi xinh đẹp không thiếu người theo đuổi, chắc là đi hẹn hò với người khác rồi. Khóe miệng Mẫn Úc giật giật, anh ba phun ra một câu, tôi còn có việc xin cứ tự nhiên. Nói xong không đợi Mẫn Úc nói gì, lập tức quay người vào biệt thự rồi đóng sầm cửa lại. Mẫn Úc nhìn cảnh cửa đóng lại một cách hằn học không khỏi thở dài. Mặc dù vừa rồi nghe được sự cố tình trong lời anh ba nói, nhưng trái tim vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Mẫn Úc lại mở điện thoại lên, bấm số gọi điện cho Hoắc Yểu. Điện thoại nhanh chóng kết nối nhưng không có ai nghe máy, cho đến khi tiếng tút cuối cùng Mẫn Úc mới cúp máy. Lúc này đã là 8 giờ tối, Yểu Yểu có thể đi đâu được chứ? Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, anh ba cũng không rõ. Trái tim Mẫn Úc chợt thấy kỳ lạ, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn biệt thự rồi lái xe rời đi. Cho nên khi về nhà được một tiếng rồi, Mẫn Úc lại cầm máy lên gọi điện, lần này không phải không nghe máy, mà sau khi hai tiếng tút tút, đối phương trực tiếp tắt máy. Mẫn Úc cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Lúc này số điện thoại gửi một tin nhắn gửi đến, nội dung vẫn là một địa chỉ, giống hệt với tin nhắn anh đã xóa trước đó. Nhìn tin nhắn này, Mẫn Úc rơi vào trầm tư. Bên Hoắc Yểu vừa tắt máy, anh lại nhận được tin nhắn địa chỉ này, rõ ràng không phải là trùng hợp. Anh trực tiếp gọi cho số điện thoại gửi tin nhắn đến này. Điện thoại chỉ đổ chuông một tiếng đã bấm nghe, nhưng đối phương không chủ động nói chuyện. Mẫn Úc nắm chặt điện thoại lập tức lên tiếng hỏi, người đâu? Người ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói, tôi còn tưởng Mẫn thiếu rất biết kìm nén cơn giận. Mẫn Úc nheo mắt lại, người biết số điện thoại riêng của anh không nhiều, xưng hô của người này rõ ràng là quen biết anh, hơn nữa nghe ngữ khí nói chuyện, rất có khả năng Hoắc Yểu ở trong tay hắn. Không chờ anh nói gì, người ở đầu dây bên kia lại lên tiếng, địa chỉ tôi đã gửi cho anh rồi, sự sống chết của cô gái đó nằm trong tay Mẫn thiếu đó. Tôi cho anh 20 phút, 20 phút anh không đến thì chỉ có thể bye bye thôi. Ồ, phải rồi, con người tôi không thích đông người. Mẫn thiếu, anh xem làm thế nào đi nhé. Nói xong hắn trực tiếp cúp máy. Mẫn Úc nghe tiếng tắt máy truyền đến từ đầu dây bên kia, sát khí trong ánh mắt không thể giấu được nữa. Anh đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Bên Hoàn cúp máy, khóe môi cong lên cười lạnh lùng. Anh ta liếc nhìn vết thương trên vai do súng bắn vẫn đẫm máu, như đã tê dại nên chẳng hề để tâm, quay qua cúi đầu lại gọi điện thoại, dặn dò người ẩn nấp chuẩn bị, sau đó quay lại căn hầm. Hoắc Yểu bị người ta bắt cóc, đối phương còn muốn nghiên cứu về bộ não của cô. Hoắc Yểu sau khi tỉnh lại liền trực tiếp đánh người. Nguyên Tịch đang dựa vào đầu giường sắt, cố gắng đánh thức Hoắc Yểu đang hôn mê trên giường. Thấy Nguyên Hoàn lại đi vào, bàn tay đang nắm cánh tay Hoắc Yểu, vô thức nắm càng chặt hơn, đôi bắp chân gần như run rẩy không chịu nổi nữa. Dù sợ hãi nhưng cô vẫn đứng trước giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Hoàn. Nguyên Hoàn, anh đừng qua đây. Nguyên Hoàn khẽ hừ một tiếng, như không nghe thấy lời cô nói, vẫn đi về phía chiếc giường sắt. Nguyên Hoàn nắm lấy đồ đựng dụng cụ bằng sắt ném vào Nguyên Hoàn. Chỉ là cô không còn sức lực gì nữa, căn bản không làm gì được anh ta. Nguyên Hoàn nhẹ nhàng giơ tay, đồ đã bị hất xuống đất. Nguyên Tịch thấy vậy vẫn muốn tìm dụng cụ phòng thân khác. Khoảnh khắc tiếp theo, Nguyên Hoàn đưa tay ra bóp chặt cổ cô, dường như nhấc cả người lên. Mày đang khiêu khích lòng tốt của tao à? Nguyên Tịch mặt đỏ lên, và ngay khi ý thức của cô bắt đầu trùng xuống, đôi tay trên cổ cuối cùng cũng buông lỏng. Nguyên Tịch ngã xuống đất sắc mặt tái mét. Nguyên Hoàn không thèm nhìn cô một cái, đi sang một bên và bật công cụ máy dò vi tính. Sau khi Nguyên Hoàn thao tác trên thiết bị, cầm mấy sợi dây đi đến bên giường, nhìn cô gái đang nhắm mắt ngủ trên giường, đôi mắt Nguyên Hoàn trào dâng cảm xúc, có một sự điên rồ cuối cùng đã chờ đợi cho đến thời điểm này. Nguyên Hoàn không chần chừ nữa, dán dây kết nối trong tay lên đầu Hoắc Yểu, và khi dây kết nối được dán vào, máy dò vi tính sẽ kêu đinh một tiếng. Nguyên Tịch nghe thấy tiếng này tinh thần lập tức thay đổi, cô mặc kệ tất cả bò người dây, hướng đến máy dò đó, muốn rút những sợi dây đó ra.
nhận ra mục đích của cô, Nguyên Hoàn cau mày lại. Không chờ Nguyên Tịch đến gần, anh ta giơ tay đánh ngất cô. Nguyên Hoàn cắm hai sợi dây cuối cùng lên đỉnh đầu Hoắc Yểu. Sau đó ngồi trước màn hình máy dò vi tính, anh ta ấn bắt đầu chương trình đánh giá não bộ, nhìn giá trị nhảy trên màn hình tăng dần từ con số 0 đến 50. Biểu cảm trên khuôn mặt Nguyên Hoàn, một chữ sốc không thể mô tả hết được. Trên thế giới có một nhà khoa học nổi tiếng, mức độ phát triển sức mạnh não bộ chỉ mới đạt đến 40. Nguyên Hoàn liếm đôi môi khô khốc, rất mong đợi xem dữ liệu này rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào. Nếu đặt giá trị não bộ 100%, chắc chắn là một tầm cao mới trong lịch sử nghiên cứu khoa học. Giá trị nghiên cứu của bộ não của nó sẽ là vô giá. Nguyên Hoàn cảm thấy máu trong người sôi lên khi nghĩ về điều đó. Tại thời điểm này, anh ta dồn tất cả sự chú ý lên thiết bị máy tính, không hề để ý rằng cô gái lẽ ra đang hôn mê trên giường đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt của Hoắc Yểu dường như có sát khí bừng bừng. Ký ức trở lại trước khi hôn mê, cô men theo định vị trên điện thoại Nguyên Tịch tìm đến nơi này. Không ngoài dự đoán của cô, quả nhiên đối mặt với Nguyên Hoàn. Trong lúc giao chiến, không ngờ cô lại bị dính thuốc mê. Nếu là thuốc bình thường sẽ không làm gì được cô, nhưng rõ ràng thuốc trong tay Nguyên Hoàn rất đặc biệt, ngay cả với thể chất kháng thuốc của mình cô cũng không thể chịu được. Cơn đau nhói châm chích lần lượt ập đến từng cơn trong đầu. Hoắc Yểu vươn tay rút dây điện cắm trên đỉnh đầu, ngay khi rút dây ra, thanh tiến trình dữ liệu đang leo lên 90 trực tiếp dừng lại. Nguyên Hoàn đang sôi máu như bị dội một gáo nước lạnh. Anh ta nhìn lên và thấy rằng cô gái trên giường đã tỉnh lại. Nguyên Hoàn nheo mắt, ngón cái xoay chiếc nhẫn đen đeo trên ngón trỏ, tay còn lại nhanh chóng rút khẩu súng từ thắt lưng ra. Không ngờ cô tỉnh lại nhanh như vậy. Hoắc Yểu phớt lờ vũ khí trên tay Nguyên Hoàn, linh hoạt lật người nhảy xuống giường. Khi đôi mắt quét qua máy dò vi tính kia, sát khí trong đáy mắt lại hội tụ lại. Cô luôn rất tò mò tại sao Nguyên Hoàn lại hứng thú với mình như vậy. Bây giờ có vẻ như là vì cô ở trong phòng thí nghiệm, bộc lộ ra khả năng tính toán thiên tài, sớm đã ngửi thấy mùi thuốc khiến người ta buồn nôn trên người Nguyên Hoàn. Lẽ ra cô nên rút lui từ sớm. Nguyên Hoàn lại nói, cô to gan thật đấy, nhưng đáng tiếc bây giờ lại rơi vào tay tôi. Nói xong, ngón tay Nguyên Hoàn khẽ kéo cò súng. Trong không gian bị kín khổng lồ này, tiếng động này nghe có vẻ đặc biệt lớn. Mặc dù sắc mặt của Hoắc Yểu có chút tái nhợt, nhưng nói chuyện rất thản nhiên. Vậy sao, nhưng tôi thấy anh là đang tìm cái chết. Nguyên Hoàn tay cầm súng từng bước đi về phía Hoắc Yểu. Tự kiêu thì phải cần có khả năng, cô cho rằng thân thủ của cô nhanh hơn đạn của tôi sao? Hoắc Yểu đứng im không cử động cũng không nói gì, bình tĩnh như thể đó chỉ là một khẩu súng đồ chơi đang nhắm vào cô. Khóe môi Nguyên Hoàn cong lên đầy giễu cợt, cô gái này còn thú vị hơn trong tưởng tượng của anh ta. Cũng không biết rốt cuộc đang ở trong môi trường nào, có thể bồi dưỡng được trạng thái bình tĩnh trong hiểm nguy như vậy. Nhưng trạng thái có tốt đến đâu thì cũng rơi vào tay anh ta rồi. Sớm muộn gì cũng bị anh ta khống chế mà thôi. Nguyên Hoàn không biết nghĩ tới cái gì, nói, tôi suýt quên Mẫn cô và tên họ Mẫn kia rất thân thiết. Có phải cô đang chờ anh ta đến không? Hoắc Yểu vẫn không nói gì, chờ Nguyên Hoàn nói tiếp. Nguyên Hoàn khẽ lắc đầu, chỉ tiếc là sợ rằng cô không đợi được anh ta nữa rồi. Có lẽ bây giờ anh ta cũng đến địa chỉ tôi gửi cho anh ta rồi. Có lẽ cũng đã bị người của tôi sắp xếp khống chế rồi. Hoắc Yểu nghe ra ý trong lời nói của Nguyên Hoàn, biểu hiện thản nhiên cuối cùng cũng cho thấy một sự thay đổi nhỏ. Anh dám động vào anh ấy? Nguyên Hoàn hào phóng thừa nhận, nói chính xác là sự xuất hiện của cô là một bất ngờ thú vị. Dù sao mục tiêu ban đầu của anh ta là Mẫn Úc, nhưng cô gái này tình cờ là cầu nối để anh ta tiếp cận Mẫn Úc, chỉ có điều không ngờ cầu nối này lại là một kho báu. Hoắc Yểu cực kỳ ghét cách Nguyên Hoàn nhìn cô lúc này, kiểu tham lam điên rồ đó, khiến cô nhớ lại một vài ký ức không đẹp. Cô đã mất hết kiên nhẫn nghe anh ta nói nhảm rồi. Chiếc kim châm bạc trên đầu ngón tay trực tiếp bật ra. Đôi mắt của Hoắc Yểu đầy sát khí, phản công nắm chặt cánh tay phải đang cầm súng của Nguyên Hoàn. Hành động quá nhanh khiến Nguyên Hoàn không kịp phản ứng, trong nháy mắt khẩu súng rơi vào tay Hoắc Yểu. Nguyên Hoàn đồng tử co giật, có vẻ rất khó tin với cảnh tượng phản công này. Tại sao cô không bị thuốc ảnh hưởng? Rõ ràng là anh ta đã tiêm cho cô quá liều chất độc thần kinh, vậy mà cô vẫn còn sức lực phản kháng. Nguyên Hoàn lại kinh ngạc nói một câu, cô là thể chất kháng thuốc. Hoắc Yểu xoay khẩu súng cướp được từ Nguyên Hoàn, không trả lời câu hỏi của anh ta mà nhắc lại lời mình vừa nói, anh động vào Mẫn Úc. Mặc dù giọng nói của cô nghe không tức giận cũng không khó chịu, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta ớn lạnh. Nguyên Hoàn dùng tay ấn vào chiếc nhẫn màu đen, chỉ nghe thấy một tiếng súng và cơn đau nhói ở bả vai ập đến. Anh ta cúi đầu khó tin, máu tươi tuôn ra từ họng súng. Hoắc Yểu nhìn Nguyên Hoàn, dù biết Mẫn Úc chưa chắc đã xảy ra chuyện, nhưng lúc này cô vẫn rất tức giận. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Nguyên Hoàn ôm vết thương, gương mặt mù mịt, muốn biết Mẫn Úc ở đâu, cô bắn một phát về chỗ này thử xem. Anh ta chỉ vào tim mình không chút lo ngại, tôi chết rồi thì anh ta cũng đừng hòng sống. Hoắc Yểu mặt không biểu cảm, ngón tay cô khẽ bóp cò, vậy anh đi chết đi. Viên đạn găm vào cổ tay trái của Nguyên Hoàn, chỉ cách một bước là vào ngón tay đeo nhẫn đen, có thể làm gián đoạn cuộc tấn công lén lút. Nguyên Hoàn không ngờ rằng cô gái này lại liều lĩnh như vậy. Anh ta liên tiếp lùi lại, cho đến khi lùi vào người Nguyên Tịch đang hôn mê, anh ta lướt nhìn thấy Nguyên Tịch vừa định làm gì đó thì giây sau Hoắc Yểu lại giơ súng lên, pằng pằng hai tiếng bắn trúng đôi chân của anh ta. Lập tức Nguyên Hoàn mất kiểm soát quỳ xuống đất. Hoắc Yểu bước tới, họng súng lạnh lẽo nhắm thẳng vào thái dương anh ta, tiếng bóp cò vang lên bên tai. Khoảnh khắc này Nguyên Hoàn cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, lúc này mới hiểu Hoắc Yểu thật sự muốn mình chết, hoảng sợ nói, Nguyên Tịch là em gái tôi, nếu cô giết anh trai nó cô không sợ nó? Còn chưa nói hết lời đã bị Hoắc Yểu chặn họng, người như anh mà cũng xứng làm anh trai à? Cô cười khinh bỉ, anh đừng sỉ nhục cái danh anh trai đó. Nguyên Hoàn sắc mặt cứng đờ. Hoắc Yểu đột nhiên bỏ súng xuống, nhưng anh quả thực nên cảm thấy may mắn vì là anh trai của Nguyên Tịch. Nguyên Hoàn vừa thở phải nhẹ nhõm thì thấy Hoắc Yểu lại rút ra một cây châm. Anh ta chợt có linh cảm chẳng lành, thậm chí phớt lờ sự đau đớn trên cơ thể, ánh mắt trở nên cảnh giác. Cô muốn làm gì? Không lẽ cô không muốn biết Mẫn Úc đang ở đâu sao? Hoắc Yểu thờ ơ nhìn Nguyên Hoàn, cái kết cho việc khinh thường người khác rất thảm. Chiếc kim bạc trên tay rơi xuống,
trực tiếp đâm vào huyệt đạo trên đầu Nguyên Hoàn. Sau khi xử lý xong Nguyên Hoàn, cô không thèm nhìn hắn một cái, mà bước thẳng về phía Nguyên Tịch đưa tay ra bắt mạch cho cô. Thấy không có gì đáng ngại mới thấy yên tâm, Hoắc Yểu ngước mắt nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng đóng kín. Mắt rơi xuống chiếc điện thoại trên bàn, cô đứng dậy đi tới. Hoắc Yểu mở WeChat ra, hai tin nhắn chưa đọc đều đến từ Mật Úc. Suy nghĩ về những gì Nguyên Hoàn vừa nói, cô trực tiếp chuyển điện thoại sang chế độ máy tính, nhanh chóng nhập hướng dẫn chương trình. Một chấm đỏ định vị xuất hiện trên màn hình, cách chỗ này không xa lắm, ước tính lái xe đến đó trong 10 phút. Hoắc Yểu cất điện thoại đi, không chậm trễ nữa, trực tiếp ôm Nguyên Tịch hôn mê lên. Lúc rời đi cô lại đi tới chiếc máy dò vi tính đó. Sau khi xóa hết dữ liệu, cô mới ôm Nguyên Tịch rời khỏi tầng hầm, bởi vì nơi này là địa chỉ riêng của Nguyên Hoàn, nên bên ngoài không có ai canh gác, vì vậy Hoắc Yểu rời đi rất thuận lợi. Chiếc xe chạy về phía địa điểm với tốc độ bàn thờ. Hoắc Yểu cả quá trình không có biểu cảm gì trên mặt. Chân ga dưới chân cô bị ấn xuống đáy, và đèn giao thông cũng không dừng lại. Xe kinh doanh màu trắng được cô lái với tốc độ của xe đua, Mẫn Úc đến địa chỉ Nguyên Hoàn gửi tới, vừa bước qua cửa kho đã bị một đám người cầm vũ khí bao vây. Tên cầm đầu là một gã người nước ngoài vạm vỡ đeo khẩu trang, sau tai ẩn hiện những hình xăm gớm ghiếc để lộ ra danh tính của hắn ta. Mẫn Úc nheo mắt, trái tim khẽ trùng xuống, hóa ra là Cheater, sát thủ thứ 5 trong nhóm lính đánh thuê quốc tế. Thật là mạnh tay, Mẫn Úc bình tĩnh nói. Người đâu, đám người đang bao vây anh, hầu như không một ai dám xem nhẹ. Nghe nói người đàn ông này chơi vũ khí tới một mức độ đáng sợ, bất kỳ vũ khí nào giống như một món đồ chơi trước mặt anh. Cheater không biết Mẫn Úc đang hỏi ai, trước đó Nguyên Hoàn cũng không nói với hắn ta, mục đích chính của hắn ta là đưa người đàn ông trước mặt về báo cáo nhiệm vụ, cho nên khi nghe Mẫn Úc bỗng nhiên hỏi người, hắn không thèm giải thích nhiều, hắn ta vặn cổ bày ra động tác hung hăng. Mẫn Úc nhìn thấy động tác của hắn, chợt có cái gì nổ tung trong lòng, sát khí xung quanh anh khiến nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng. Anh phất lờ vũ khí nhắm vào mình mà lao về phía tên cầm đầu. Tao hỏi lại một lần, người đâu? Cheater giật mình trước luồng sát khí đột ngột bùng phát trên người Mẫn Úc, vô thức lùi về sau một bước, nhưng chẳng mấy chốc bước chân hắn lại khựng lại. Khi Mẫn Úc chuẩn bị tiếp cận hắn, khẩu súng trong tay hắn nhắm thẳng vào giữa hai lông mày. Hắn ta trầm giọng nói, súng đạn vô tình tốt hơn hết, mày không nên hành động hấp tấp. Dù sao ông chủ nói chỉ cần mày sống sót. Mẫn Úc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của hắn ta. 5 giây sau, vẻ sát khí trong mắt anh lắng xuống một lúc. Người không ở đây, nếu đó là thật sự như những gì hắn ta thể hiện trong hành động vừa rồi, hắn sẽ không biểu cảm như vậy. Thấy vậy, Mẫn Úc không hỏi Hoắc Yểu nữa, càng không sợ hãi vũ khí đang nhắm vào mình. Ông chủ các ngươi là ai? Cheater cười khinh bỉ, mày muốn biết ông chủ tao là ai? Đơn giản thôi, bây giờ ngoan ngoãn đi theo bọn tao là được. Giọng nói của Mẫn Úc rất bình tĩnh, xem là các người ở lại hay là tôi đi theo các người. Cheater cau mày, mặc dù hắn không sợ người đàn ông trước mặt mình, cũng biết rõ gia cảnh của anh, lúc này nhìn thái độ Mẫn Úc như vậy, hắn ta bỗng nảy sinh mấy phần cảnh giác. Hắn ra hiệu cho người của mình ra ngoài kiểm tra, dù gì nơi này cũng không phải là lãnh thổ của họ. Một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong nhà kho. Mẫn Úc thong thả lấy điện thoại ra, anh sững người khi nhìn thấy người gọi đến, chỉ là chưa thực hiện bước tiếp theo, Cheater đã giật điện thoại di động của anh. Có lẽ nể thân phận của Mẫn Úc, nên hắn ta không đập điện thoại xuống đất, mà lựa chọn thẳng tay tắt máy, sau đó lấy sim điện thoại ra bẻ đôi. Ngón tay Cheater thả rơi sim điện thoại bị bẻ vỡ xuống đất. Thật ngại quá, bọn tao cũng là cầm tiền để làm việc. Mẫn Úc nheo mắt lại, thuộc hạ quay lại báo cáo tình hình bên ngoài, không có ai trong bóng tối. Cheater vẫn không buông lòng cảnh giác, nơi này không nên ở lại lâu nên kêu mọi người chuẩn bị sơ tán. Thuộc hạ gật đầu, Cheater lại phân phó thêm mấy câu, rồi gọi điện cho Nguyên Tiên Sinh. Khi Mẫn Úc nghe thấy cái tên Nguyên Tiên Sinh, bất giác nhìn Cheater một cái, trong đầu đã đoán ra được, Nguyên Tiên Sinh mà hắn nói là ai? Anh và Nguyên Hoàn dường như chưa từng tiếp xúc với nhau, nhưng mục đích của anh ta rõ ràng là anh, điều này có chút kỳ quái. Thuộc hạ của Cheater sau khi gọi đi mấy lần báo cáo, không liên lạc được với Nguyên Tiên Sinh. Cheater cau mày không nghĩ nhiều, vậy mà kệ anh ta, giải tán trước đã. Lúc này hắn mới nhìn về phía Mẫn Úc, thản nhiên quay súng rồi khẽ cười một tiếng, ngài nói cái miệng buông lời sằng bậy này, ai mà không biết chứ, phải không? Mẫn Úc siết chặt cổ tay gật đầu, cho nên cũng chỉ là các người ở lại đây thôi. Hoắc Yểu cúp máy, đôi mắt khép hờ nhìn ra ngoài cửa xe, đôi lông mày gần như ướt đẫm sương lạnh. Mặc dù điện thoại của Mẫn Úc có thể kết nối, chứng tỏ tình hình vẫn chưa toang lắm, nhưng tâm trạng không thể bình tĩnh đến lạ thường, như ngọn lửa bùng cháy. Xe của Hoắc Yểu lái đến ngoài nhà kho cũ, cô ngẩng đầu liếc Nguyên Tịch một cái, sau đó đẩy cửa bước xuống xe. Trong nhà kho có ánh đèn tỏa ra, đôi mắt Hoắc Yểu khẽ khựng lại, nhìn lại cửa kho có hai người đang đứng gác. Cô lặng lẽ tiếp cận và giải quyết bọn chúng, hai người họ chết chân mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoắc Yểu ngậm kim bạc, lúc này trong kho hàng vang lên nhiều tiếng súng liên tiếp. Cô ngẩng đầu nhanh chóng đi vào trong, mùi máu nồng nặc lan tỏa trong không khí, càng đi vào trong tiếng đánh nhau càng lớn. Mẫn Úc vừa né những viên đạn bắn xung quanh mình, vừa chiến đấu với Cheater, hình bóng anh như thể bóng ma, có vẻ như Cheater đang chiếm thế thượng phong. Thực ra chỉ trong lòng hắn mới biết, người đàn ông trước mặt chỉ đang đùa giỡn thôi, bởi vì thuộc hạ của hắn đang có mặt, trong chớp mắt đã bị đánh gục hơn nữa. Hơn nữa bây giờ hắn đang rất hoài nghi, Mẫn Úc đang cố tình kéo dài thời gian. Cheater mất hết kiên nhẫn, trực tiếp sai thuộc hạ, đừng quan tâm gì cả, chỉ cần còn chút hơi thở là được. Mẫn Úc liếc nhìn đám lính đánh thuê, đôi mắt sâu thẳm không chút dao động, anh lại né được chiêu thức của hắn ta. Lúc né người anh liền đưa tay lên tóm lấy cánh tay hắn ta vặn ngược lại. Người đã đứng sau Cheater, nên kết thúc rồi. Hắn ta thấy vậy đồng tử lập tức co rúm lại, tận là một lính đánh thuê, cảm giác khủng hoảng tăng mạnh. Hắn cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Mẫn Úc. Mẫn Úc nhếch miệng, tay giữ hắn ta khẽ dùng lực, lúc này dường như thấy điều gì đó, tay anh khựng lại và chợt buông lỏng. Cũng chính vì cái buông lỏng này, Cheater gần như ngay lập tức lấy lại được thế thượng phong, quay người đưa nắm đấm về phía Mẫn Úc. Sức mạnh toát ra từ thân hình vạm vỡ của hắn thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn.
cú đấm này giáng xuống không què thì cũng thương nặng, một cây kim bạc xuyên qua không khí đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn ta. Cả người Cheater đột nhiên dường như bị đóng băng, lòng bàn tay đó chỉ cách Mận Úc vài centimet đã dừng lại trên không trung. Cheater nhìn vào lòng bàn tay bị đâm kim bạc, đôi mắt đầy kinh hoàng, hắn cảm thấy sức lực của mình đang cạn kiệt, thậm chí bắt đầu trở nên kiệt sức, thuộc hạ cũng trực tiếp ngã xuống đất. Lúc này hắn ta mới nhận ra, có mùi lạ trong không khí và một luồng sát khí mạnh mẽ. Hắn ra cố gắng quay người lại, một bóng hình xinh đẹp bước ra từ bóng tối. Cheater không chịu được nữa, quỳ một gối trên mặt đất, một đôi mắt dán chặt vào người đang tiến lại gần. Cô là ai? Hoắc Yểu liếc nhẹ hắn ta một cái, khi lướt qua hình xăm trên tay hắn, ánh mắt cô lộ ra chút ngạc nhiên. Là người của đội lính đánh thuê, chẳng trách trước đó Nguyên Hoàn lại nói sự xuất hiện của cô là một bất ngờ thú vị, cho nên mục tiêu của anh ta vẫn luôn là Mận Úc. Không phải, có lẽ không phải Nguyên Hoàn, mà là người đứng sau anh ta, tổng tài bá đạo yếu đuối dựa vào lòng người yêu, thì thầm nói rằng mình nên đến bệnh viện. Hoắc Yểu mặt không cảm xúc nhìn anh thử diễn tiếp xem nào. Hoắc Yểu đi đến bên cạnh Mận Úc, nhìn anh một lượt rồi hỏi, có bị thương ở đâu không? Mận Úc khẽ cụp mi, ấn ngực ho khan hai tiếng. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh trông hơi nhợt nhạt, anh lắc đầu trầm giọng nói, chắc là không sao đâu, may mà em đến kịp lúc. Hoắc Yểu thấy vậy hơi nhíu mày lại, trực tiếp đưa tay ra nắm lấy cổ anh. Mận Úc lại ho khan mấy tiếng, nghe giống như bị nội thương gì đó. Cheater quỳ một gối bên cạnh nghe thấy tiếng ho này, đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mận Úc, rõ ràng là hắn thậm chí không chạm vào một ngón tay của người đàn ông này. Đang giả vờ yếu đuối hay gì? Hoắc Yểu bỏ tay bắt mạch ra, thấy Mận Úc ho như vậy khẽ dừng lại, lại đưa tay ra đỡ lấy anh, mạch có chút loạn nhưng không có vấn đề gì lớn. Mận Úc khẽ ừ một tiếng, sau đó tự nhiên nghiêng người dựa vào cô. Cheater trợn tròn mắt, Mận Úc lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, đưa tay kéo kéo vạt áo Hoắc Yểu lên tiếng hỏi, những người này? Hoắc Yểu mặt không chút thay đổi ngẩng đầu tràn đầy sát khí, anh muốn xử lý thế nào? Thấy Hoắc Yểu như vậy, Mận Úc không khỏi thở dài, một số cảm giác lan tỏa lên men đột ngột khiến người ta khó cưỡng lại. Anh lại nắm lấy tay cô nói, đánh đánh giết giết không hay. Hoắc Yểu nghe vậy trầm mặc một lúc, gật đầu bày tỏ sự đồng tình, làm người phải có lòng trắc ẩn. Sau đó cô quay qua nhìn Cheater hỏi một câu, bọn họ đưa anh bao nhiêu tiền? Cheater vẫn đang chửi thầm đôi cẩu nam nữ vô liêm sỉ. Sau khi nghe thấy lời của Hoắc Yểu nhất thời không theo kịp suy nghĩ của cô, ngây người một lúc, hắn ta mới phản ứng lại, đối phương đại khái đang hỏi nhận nhiệm vụ này bao nhiêu tiền. Cheater nghiến răng nói ra một con số, 100 triệu tệ. Hoắc Yểu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mận Úc, anh chỉ đáng từng ý tiền thôi sao? Cô nhớ lần cuối cùng cô vô tình nhìn thấy tin nhắn ngân hàng của ai đó, đó chỉ là một phần nhỏ nhất thôi. Mận Úc bất lực nhìn cô, Hoắc Yểu lại dồn tầm mắt lên người Cheater, suy nghĩ một lúc cô thu hồi lại khí thế xung quanh mình. 200 triệu đổi lấy mạng của anh. Cheater lại sửng sốt, cô bằng lòng tha cho tôi? Hoắc Yểu liếc hắn ta một cái, chúng tôi là những công dân tuân thủ pháp luật. Cheater nuốt cơn đau lại trầm giọng hỏi, làm sao tôi biết các người sau khi lấy được tiền có đột nhiên hối hận không? Hoắc Yểu bình tĩnh nói, cho nên anh cảm thấy anh còn sự lựa chọn khác sao? Cheater suy sụp, hắn mệt mỏi rút điện thoại từ trong túi ra, quả thực không có cách nào khác, tiền hết rồi có thể kiếm lại nhưng mạng mất rồi thì chẳng còn gì nữa. Chuyển tiền xong, Cheater lại nhìn Hoắc Yểu, cô hạ thuốc bọn tôi rồi đúng không? Bây giờ có thể đưa thuốc giải cho bọn tôi rồi. Hoắc Yểu đang cầm điện thoại nhắn tin, nghe thấy lời của Cheater cô nhướng mắt lên, thuốc mê thần kinh sau một tiếng sẽ tự động mất tác dụng. Nhắc đến thuốc này là của Phù Á tặng, cô vốn định đưa cho tiểu tử thượng quan Vân đó, không ngờ lại phải dùng trên người đám người này. Cheater vừa nghe là thuốc mê chứ không phải thuốc độc, mới thấy yên tâm hơn, nhưng anh ta vẫn tỏ ra không chắc chắn lại hỏi một câu, cô không lừa tôi chứ? Sau khi Hoắc Yểu hoàn thành bước cuối cùng của việc chia sẻ vị trí trên điện thoại, lúc này mới ngẩng đầu lên bình thản nói, tôi không có rảnh mà đi lừa anh. Hoắc Yểu cất điện thoại đi nhìn Mận Úc, đi thôi. Mận Úc nhướng mày, anh đứng bên cạnh cô, tất nhiên nhìn thấy Hoắc Yểu vừa đăng một nhiệm vụ giới hạn thời gian lên mạng, anh hít một hơi, cô gái nhỏ của anh đang chút giận cho anh. Mận Úc kìm nén cảm xúc dâng trào từ tận đáy lòng, được, về nhà thôi. Sau khi ho một tiếng, anh chủ động nắm lấy tay Hoắc Yểu, hai người tay trong tay đi ra ngoài, bóng lưng đi bên nhau cảm giác rất hòa hợp. Hai người vừa đi ra ngoài, Hoắc Yểu đã rút tay mình lại, cầm chìa khóa xe bấm nút. Cô không thèm nhìn Mận Úc một cái, chắc anh cũng lái xe đến đây, em đưa bạn em đến bệnh viện. Mận Úc thấy cô bỗng trở nên lạnh lùng, trong lòng có một dự cảm chẳng lành, anh ho nặng nề tiếp tục đi theo cô, giọng nói nghe có vẻ yếu ớt, có lẽ anh cũng cần đến bệnh viện một chuyến. Hoắc Yểu cười như không người nói, tiễn với em à? Mận Úc cười khúc khích trong lòng. Hoắc Yểu lắc đầu không muốn nói chuyện với anh chàng này nữa, thật sự nghĩ vừa rồi cô không nhìn thấy hành động giao đấu của anh với Cheater hay gì? Nếu cô không ra tay có phải là thật sự chuẩn bị để người ta đấm cho một trận? Hoắc Yểu càng nghĩ càng tức, cô mở cửa xe cúi người ngồi vào trong. Mận Úc kéo cô lại còn đóng cửa xe lại, sau đó trực tiếp đè cô trên cửa xe. Anh sai rồi. Hoắc Yểu khẽ hừ một tiếng, Mẫn thiếu thì sai gì chứ? Anh đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng anh lại ôm chặt lấy eo cô hơn. Cô khẽ cau mày lại, mau bỏ ra. So với sự tức giận của Hoắc Yểu thì tâm tình của Mận Úc lúc này rất tốt, anh đặt cằm lên vai Hoắc Yểu, giọng nói rất nhẹ nhàng, anh đang rất vui. Khóe môi Hoắc Yểu giật giật, anh bị bệnh thì đi chữa đi. Mận Úc chỉ mỉm cười rồi hôn lên cổ cô, sau đó lại đưa tay đặt lên tim cô. Em không thể phủ nhận chỗ này đã đang đập vì anh. Hoắc Yểu quay đầu đi né tránh tiếng tim đập loạn nhịp của mình, đừng tưởng ai cũng mê mình. Môi Mận Úc áp sát tai cô, nhưng anh đang tự đa tình rồi, cả đời này em đừng hòng đá anh. Trái tim Hoắc Yểu run lên, hai mắt mở to, đôi mắt ấy đen và sáng như sao. Mận Úc chỉ liếc qua thôi cũng không nhịn được, ngay lập tức anh nâng mặt cô lên, đặt nụ hôn lên môi cô, không còn thận trọng như trước mà với một cảm xúc mạnh mẽ, còn gì sung sướng hơn niềm vui của hai trái tim rung động. Một lúc sau, một chiếc ô tô phi nước đại từ xa đến gần. Dương Dực và Trác Vân nhận được tin thiếu gia gặp nạn, vội vàng xuống xe nhanh chân đi tới. Khi nhìn rõ thiếu gia nhà mình đang ôm Hoắc tiểu thư trong vòng tay dựa vào cửa xe,
Bị Trác Vân chạm phải ánh mắt lạnh lùng nhìn qua của Mẫn Úc, lời định nói ra lập tức nuốt lại vào trong, nội tâm chỉ có một suy nghĩ, toang rồi, e rằng bên Châu Phi lại có thêm một công nhân khác thai mỏ rồi. Dương Dực thị lực tốt thấy vậy quay người đi, bởi vì nhìn thấy thiếu gia nhà mình không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Trác Vân hoàn hồn lại vội vàng cúi đầu, anh Mẫn, nếu anh không có chuyện gì thì bọn em đi trước đây. Nói xong anh chuẩn bị kéo Dương Dực chuồn đi, nhưng rất nhanh lại bị gọi lại. Mẫn Úc vẫn không buông Hoắc Yểu ra, bảo Trác Vân đưa bạn của em đến bệnh viện. Hoắc Yểu thu hồi sắc mặt gật đầu, cũng được. Mẫn Úc cầm chìa khóa xe trong tay ném cho Trác Vân, cậu lái xe của Hoắc Yểu đưa người đến bệnh viện an toàn. Trác Vân ngơ ngác cầm lấy chìa khóa, Mẫn Úc kéo lấy Hoắc Yểu đi về phía chiếc xe cách đó không xa. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đi khuất trước ánh nhìn của Trác Vân và Dương Dực. Trác Vân gãi đầu nhìn sang Dương Dực, người gì vậy trời? Dương Dực liếc nhìn chìa khóa trong tay Trác Vân, có lẽ trên xe Hoắc tiểu thư có người. Trác Vân vội vàng đi tới, mở cửa sau của xe ra, quả nhiên nhìn thấy một người nằm trên ghế. Anh không dám trì hoãn nữa, lập tức đưa người đến bệnh viện. Mẫn Úc thấy Hoắc Yểu hết giận rồi, lúc này mới lên tiếng hỏi chuyện ngày hôm nay. Hoắc Yểu không ngừng dùng ngón tay xoa xoa thái dương, thấy anh hỏi chuyện cô không giấu giếm gì ngoại trừ việc đề cập đến bài kiểm tra sức mạnh não bộ. Nói xong, Hoắc Yểu thả tay xuống, nghiêng đầu nhìn Mẫn Úc, em rất tò mò anh có chỗ nào mà khiến họ phải tốn công phí sức như vậy. Mẫn Úc tinh tường hiểu ý trong lời nói của Hoắc Yểu. Bọn họ, đôi môi Hoắc Yểu khẽ giật giật, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, lúc này trong ánh mắt không có chút độ ấm nào. Kể từ khi Nguyên Hoàn kiểm tra não bộ của cô đã đoán được có người đứng sau anh ta. Có một số người cho dù có muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được quỹ đạo của vận mệnh. Hoắc Yểu mỉm cười lắc đầu, cuối cùng cũng không nói bọn họ là ai. Không lâu sau, chiếc xe trở về tiểu khu, sau khi chào tạm biệt Mẫn Úc, Hoắc Yểu đi vào nhà. Trong phòng khách, anh ba vẫn luôn có chuyện đang chờ cô. Anh ba lướt nhìn cô một lượt, em gái, em về rồi hả? Sau đó tiện thể hỏi, sao hôm nay về muộn thế? Hoắc Yểu nuốt nước bọt, trên trường vẫn còn chút việc giang dở, cho nên mới muộn như thế. Anh ba không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của cô, dù gì cũng biết cô không đi cùng tên tiểu tử kia. Anh gật đầu nói, phải rồi, có một món đồ muốn cho em xem. Hoắc Yểu bước tới, món đồ gì ạ? Anh ba lấy ra đan dược đó đưa cho Hoắc Yểu. Cái này, Hoắc Yểu nhìn lọ thuốc màu lam nhạt, viện y học các anh vẫn đang nghiên cứu phát triển phân tích dung dịch. Anh ba lắc đầu, lần trước vì tài liệu viện nghiên cứu bị tiết lộ thì hạng mục đó đã tạm thời dừng lại. Loại thuốc này được bào chế dựa trên dữ liệu của Nguyên Hoàn, khi bọn họ muốn tiêu hủy nó, anh đã tiện tay lấy một viên đem về mai phục trong viện y học, lặng lẽ thay đổi công thức dữ liệu, sau đó sử dụng nó một cách công khai trên người với sự trợ giúp của phòng thí nghiệm. Ý định đằng sau điều này khiến người ta cảm thấy hấp dẫn. Hoắc Yểu suy nghĩ một chút, chút nữa em sẽ đưa đan dược này cho Lôi Kiêu, nhờ anh ấy phân tích lại thành phần bên trong. Anh ba gật đầu, anh không phải là người nghiên cứu thuốc chính, vì vậy anh đã mang thuốc về cho Hoắc Yểu. Hoắc Yểu cất thuốc vào trong túi. Lúc này, điện thoại trong túi áo đổ chuông. Trác Vân đang đứng bên ngoài phòng bệnh. Hoắc tiểu thư, bạn của cô tỉnh lại rồi, nhưng tôi thấy cô ấy đã chịu đả kích lớn, sau khi hỏi thăm cô thì cầu xin tôi đưa về trường. Tuy nhiên bác sĩ đề nghị cô ấy ở viện quan sát thêm 2 ngày. Hoắc Yểu đại khái hiểu được thái độ này của Nguyên Tịch. Cô ấy muốn về trường thì phiền anh đưa cô ấy về nhé. Trác Vân sau khi nhận lời liền cúp máy quay trở lại phòng bệnh. Hoắc Yểu cất điện thoại đi, nói với anh ba một tiếng về phòng trước rồi đi lên lầu. Hoắc Yểu không gặp Nguyên Tịch trên lớp, hỏi qua mấy người bạn ký túc xá của cô ấy, sau khi ăn trưa ở căng tin xong bèn đến ký túc xá nữ một chuyến. Khi cô đến nơi, Nguyên Tịch không chút tinh thần nằm trên giường, dáng vẻ tâm trạng rất nặng nề, sau khi nhìn thấy Hoắc Yểu cả người vẫn không được tự nhiên. Trong phòng còn có các bạn cùng phòng khác, Hoắc Yểu chỉ nhướng mày nói, tìm một chỗ nói chuyện đi. Nguyên Tịch cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào nhìn cô được nữa. Đấu tranh một lúc cuối cùng cô vẫn bỏ xuống giường, hai người đến sân chơi của trường tìm một bậc đá ngồi xuống. Nguyên Tịch cúi đầu, hai tay nắm chặt. Một lúc sau cô tự trách mình và nói xin lỗi, thật ra anh trai mình luôn muốn mình hẹn cậu ra ngoài, không ngờ lần này lại hai cậu rồi. Hoắc Yểu duỗi bắp chân đặt lên bậc đá, cười nhác nghiêng qua nhìn Nguyên Tịch một cái, là vì chuyện này mà không đi học sao? Nguyên Tịch xoa xoa chóp mũi, không còn mặt mũi nào. Hoắc Yểu đưa tay lên vỗ tay an ủi Nguyên Tịch, chẳng phải mình không sao rồi sao, đừng tự trách nữa, cậu không liên quan đến chuyện này. Nguyên Tịch cười khổ lắc đầu, có liên quan rất lớn, nếu không phải quen biết mình thì cậu cũng không bị anh trai mình nhắm tới. Hoắc Yểu khẽ thở dài, quả nhiên là một cô gái lương thiện. Nguyên Tịch hoài nghi hỏi, phải rồi, hôm qua chúng ta thoát ra thế nào vậy? Tối qua cô có hỏi Trác Vân nhưng anh nói không biết chuyện gì. Hoắc Yểu buông tay đơn giản tóm tắt trong một câu, cậu không biết anh trai cậu điên rồi. Nguyên Tịch đứng hình mất 5 giây, điên là ý gì, sao anh ấy lại điên? Hoắc Yểu lại vỗ vỗ vai cô, tóm lại sau này cậu không cần phải sợ nữa. Nguyên Tịch nhìn Hoắc Yểu, lúc này cô vẫn không hiểu ý trong lời cô nói. Cho đến 2 ngày sau, cuối tuần, cô về nhà nhìn thấy Nguyên Hoàn mới hiểu ra. Cuối tuần, mẹ Nguyên gọi điện đến gọi cô về nhà. Cô lên lầu thấy cửa phòng Nguyên Hoàn đang mở, bên trong còn có giọng nói truyền ra. Nguyên Tịch khựng lại chút rồi đi về phía căn phòng, vừa đi đến cửa liền nhìn thấy trong phòng có một người mà cô không quen biết. Nguyên Tịch đang hoài nghi đối phương là ai thì ánh mắt lại nhìn thấy Nguyên Hoàn đang dựa người trên đầu giường. Cả người cô sững sờ hóa đá tại chỗ, nỗi sợ hãi có điều kiện tăng lên. Mẹ Nguyên cũng không quá để ý sự khác thường của cô. Anh trai con được thả về rồi, nhưng khi bố tìm thấy thì anh trai con đã biến thành bộ dạng như vậy rồi, cũng không biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì nữa. Nguyên Tịch đột nhiên nhớ lại lời Hoắc Yểu nói 2 ngày trước, người đàn ông mặc đồ miền núi nói chuyện với bố Nguyên. Sau khi bắt mạch xong cho Nguyên Hoàn, lấy ra một chiếc hộp dài và đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường. Sau đó lại thấy ông ta lấy từ trong hộp ra mấy món đồ. Nguyên Tịch nhìn hành động của đối phương thì thầm hỏi mẹ Nguyên, mẹ, người đó là ai? Mẹ Nguyên trả lời, đây là đại phu đông y được bạn của bố con giới thiệu đến, nghe nói y thuật cao minh, cho nên mới mời ông ấy đến khám bệnh cho anh trai con. Bàn tay Nguyên Tịch vô thức nắm chặt, anh trai có chữa được không? Mẹ Nguyên lắc đầu thở dài,
không biết nữa cũng chỉ có thể thử xem sao. Nguyên Tịch không hỏi thêm gì nữa, ánh mắt dán lên người đại phu đông y đã lấy kim châm cứu ra. Cô không biết tại sao Nguyên Hoàn lại biến thành bộ dạng này, nhưng cô biết Nguyên Hoàn chỉ có biến thành bộ dạng này mới là kết cục tốt nhất cho tất cả mọi người. Đại phu châm cứu cho Nguyên Hoàn xong thu châm lại. Bố Nguyên ngồi bên cạnh thấy vậy vội vàng hỏi: "Hậu tiên sinh thế nào rồi?" Thượng quan hậu nhìn Nguyên Hoàn với con ngươi vẫn chưa có tiêu cự, lông mày cau lại, lại đưa tay ra bắt mạch, mạch vẫn không có biến đổi gì so với những gì ông vừa quan sát. Mạch tượng trông có vẻ bình thường, thực chất mới là không bình thường nhất. Thượng quan hậu thả tay ra, trái tim trùng xuống. Theo lý mà nói, với kỹ năng châm cứu hiện tại của ông, hoàn toàn có thể khiến Nguyên Hoàn tỉnh táo lại, nhưng bây giờ lại không có chút hiệu quả nào, e rằng có người đã khóa nó lại hoàn toàn rồi. Hệ thống thần kinh của ông đang vắt óc suy nghĩ thủ pháp cao minh của đối phương. Xem ra người này không chỉ là cao thủ dùng châm, nhất định cũng có liên quan đến gia tộc thượng quan. Là người đó xuất hiện rồi sao? Thượng quan hậu khẽ nheo mắt, ông khử trùng châm rồi cất nó đi, sau đó nhìn Nguyên Hoàn nói: "Tình hình có chút phức tạp." Ánh mắt bố Nguyên bỗng hiện ra một tia hy vọng, ý của ông là con trai tôi vẫn có hy vọng hồi phục sao? Nguyên Tịch thấy vậy ngón tay cuộn chặt, cô thức nhìn sang thượng quan hậu. Thượng quan hậu đưa ra một đáp án mơ hồ: "Có lẽ vậy, ông cầm đồ của mình lên cáo từ rời đi." Bố Nguyên vội vàng đi ra tiễn khách, Nguyên Tịch chờ bọn họ rời đi, lại ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Hoàn trong phòng, từ đầu đến cuối không dám đi vào trong, bởi vì hai chữ "có lẽ" của thượng quan hậu vừa nói cứ văng vẳng bên tai cô. Nguyên Tịch hít một hơi thật sâu, nghĩ ra gì đó, cô đột nhiên rút điện thoại ra, mở WeChat lên nhắn tin cho Hoắc Yểu. Hoắc Yểu nhanh chóng nhắn trả lời cô: "Cậu nói có người có thể giúp anh cậu hồi phục sao?" Nguyên Hoàn đáp lời: "Vị đại phu đó cũng không chắc chắn, chỉ nó có lẽ." Hoắc Yểu nhướng mày, đối phương có lẽ là kẻ lừa đảo, phương pháp châm cứu của cô không cho Nguyên Hoàn cơ hội giữ lại mạng cho anh ta cũng chỉ vì anh ta là anh trai của Nguyên Tịch. Nguyên Tịch thấy Hoắc Yểu nói vậy, trái tim bất an mới khẽ bình tĩnh trở lại. Có điều nghĩ tới đại phu vừa rồi mặc đồ miền núi, khí thế khắp người, cô bèn nhắn tin nói: "Trông có vẻ không giống các đại phu đông y khác, mặc một bộ đồ miền núi trông rất ra dáng một danh y. Là bạn của bố mình giới thiệu, có lẽ không phải là lừa đảo đâu." Hoắc Yểu gõ nhẹ bàn phím tiện tay nhắn hỏi: "Ông ấy tên là gì?" Nguyên Tịch nghĩ một chút, cái này mình cũng không rõ lắm, mình nghe thấy bố gọi ông ấy là Hậu tiên sinh. Hoắc Yểu lọc qua tâm trí, không có ý tưởng nào nên cũng không hỏi thêm. Rất nhanh hai người đã kết thúc cuộc trò chuyện. Hoắc Yểu thi xong môn cuối cùng liền không cần đến lớp nữa. Kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, cô đến văn phòng giáo sư Triệu trong khoa trước. Cô gần như sửng sốt khi nhìn thấy giáo sư Triệu. Hoắc Yểu nhìn giáo sư Triệu, sắc mặt thầy vàng vọt, rõ ràng là vấn đề về gan đã rất nghiêm trọng. Giáo sư thầy vẫn chưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sao? Nhắc đến cũng là cô quên mất, trước đó muốn luyện chút thuốc cho giáo sư Triệu, nhưng sau đó bận chuyện khác quá, đã quên mất luôn chuyện này. Giáo sư Triệu gần đây luôn bận chuyện luận văn quốc tế, ban ngày thí nghiệm, buổi tối thì sửa luận văn, dường như không có thời gian làm việc khác, cũng không nghỉ ngơi tốt. Hoắc Yểu lặng lẽ nói: "Giáo sư có thể để em bắt mạch cho thầy không?" Giáo sư Triệu có chút ngạc nhiên: "Em còn biết bắt mạch, học đông y rồi sao?" Hoắc Yểu khẽ gật đầu: "Biết xương xương thôi ạ." Giáo sư Triệu mỉm cười đưa tay ra cho cô bắt mạch: "Thầy có một bài luận văn, chút nữa em xem thế nào." Hoắc Yểu gật đầu, một lúc sau cô thu tay lại, trong lòng đã có tính toán: "Em có người bạn trong hiệp hội dược sĩ, chút nữa em bảo cô ấy gửi thuốc đông y cho thầy phục hồi cơ thể." Giáo sư Triệu nghe Hoắc Yểu còn có cả bạn trong hiệp hội dược sĩ, còn ngạc nhiên hơn khi nghe cô biết bắt mạch. "Tiểu Hoắc, em quen biết rộng thật, còn quen cả người trong hiệp hội dược sĩ." Hoắc Yểu gọi điện cho bà ngoại mà không liên lạc được, trong lòng liền cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức quyết định về quê xem. Hoắc Yểu khiêm tốn mỉm cười: "Giáo sư Triệu biết rằng thuốc từ hiệp hội dược sĩ rất quý giá, ngại không dám nhận." Sau vài lần từ chối lịch sự, Hoắc Yểu nhất quyết muốn thầy uống, nên ông chỉ đành mặt dày nhận lấy. Giáo sư Triệu đứng dậy khỏi ghế: "Thầy đi lấy luận văn cho em xem." Hoắc Yểu lật xem với tốc độ bàn thờ, chưa đến 5 phút đã đọc xong hết. Luận văn này của thầy viết khá tốt, tuy nhiên luận điểm về bệnh truyền nhiễm sợ là không dễ được thông qua. Ánh mắt giáo sư có chút cố chấp: "Dù không dễ thông qua cũng phải có người viết." Hoắc Yểu thấy vậy cũng không bình luận gì nhiều: "Giáo sư, thầy là một nhà nghiên cứu rất có nguyên tắc." Giáo sư Triệu cười xấu hổ xua xua tay: "Hay là bắt đầu từ kỳ học tới em làm trợ lý của thầy đi." Khi nghe đề nghị này, Hoắc Yểu trực tiếp từ chối: "Cảm ơn sự dìu dắt của giáo sư, e rằng em không thể hoàn thành được chức vụ trợ lý này về mặt thời gian. Chỉ riêng bên khoa vật lý đã bận không kịp trở tay rồi." Cô đã hơn một lần cảm thấy mình rơi vào hang sói. Giáo sư Triệu thấy cô từ chối cũng không miễn cưỡng: "Vậy được, nếu em có thời gian rảnh rỗi, có thể nói với thầy bất cứ lúc nào." Hoắc Yểu gật đầu, cô ngước mắt thấy ngoài cửa có người, sau đó bèn đứng dậy: "Vậy giáo sư em đi trước đây ạ." Giáo sư Triệu ừm một tiếng, Hoắc Yểu liền ra khỏi văn phòng. Sau khi rời khoa sinh học, cô rẽ sang khoa vật lý. Giáo sư Vinh tạm thời có việc đi trước rồi, nhưng để lại hai cuốn bài tập nghỉ lễ, nhờ thầy Ngô chuyển giao cho Hoắc Yểu. Khi Hoắc Yểu lấy được hai cuốn sách đó, nội tâm lại trỗi dậy ý nghĩ từ bỏ theo đuổi chuyên ngành thứ hai này. Thầy Ngô còn ở bên cạnh cảm thán một câu: "Tiểu Hoắc à, em cố lên nhé." Thầy chưa bao giờ thấy giáo sư Vinh chuẩn bị tài liệu cho học sinh cẩn thận như vậy. Hoắc Yểu khóe miệng giật giật: "Thật cảm ơn quá ạ." Hoắc Yểu không muốn nghe những lời đau lòng, mau chóng cáo từ rời đi. Vừa đi thang máy xuống tầng 1, đã thấy một người đàn ông bê mấy hộp cắt tông đứng ở cửa thang máy. Mấy hộp cắt tông có chút lớn, chồng lên nhau khá cao, cho nên cũng che hết mặt của đối phương. Hoắc Yểu liếc nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại. Khi bước ra khỏi thang máy đi ngang qua người đàn ông, đối phương có lẽ tay ôm không chắc hơi run lên, hai chiếc hộp cao nhất rơi xuống, vừa vặn đụng trúng Hoắc Yểu. Ấy vậy, Hoắc Yểu vươn tay đỡ lấy hai chiếc hộp. Người bê hộp cũng nhận ra suýt đụng phải ai đó, vội nghiêng đầu qua: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi mang hơi nhiều đồ, không đập trúng cô chứ?" Hoắc Yểu đem hai cái hộp trong tay trả lại. "Không sao," người đó nói. "Cảm ơn cảm ơn." Hoắc Yểu đáp lại: "Không có gì." Lệ Thần Huy bê đống đồ bước vào thang máy, nhưng vì hai tay đều giữ đồ,
nhất thời đến thẻ quẹt thang máy cũng không cách nào lấy ra được. Hoắc Yểu thấy vậy liền có lòng tốt quay người lại, lấy thẻ mình ra quẹt một cái rồi hỏi, tầng mấy? Lệ Thần Huy nói ra một con số, tầng 5, anh nhớ ra tầng 5 chỉ có vài sinh viên có quyền hạn lên đó. Mà học muội xinh đẹp này là một gương mặt lạ, anh vội vàng nói, trong túi tôi có thẻ cô có thể, anh còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy giọng nói Hoắc Yểu vang lên, được rồi, nói xong cô nhân lúc thang máy chưa đóng cửa liền đi ra ngoài. Lệ Thần Huy nghiêng đầu nhìn cánh cửa thang máy đã đóng lại, lại nhìn vào nút bấm bên cạnh chính là tầng 5, lập tức ngây người. Một lúc sau thang máy đến tầng 5, Lệ Thần Huy bước ra khỏi thang máy với vẻ hoài nghi. Anh bê mấy chiếc hộp vào phòng làm việc của thầy Ngô. Sau khi đặt chúng xuống, đang định nói thì nghe thấy thầy Ngô hỏi anh. Thầy Ngô thuận miệng hỏi, phải rồi Thần Huy, em vừa rồi có gặp tiểu sư muội của em không? Lệ Thần Huy lại ngây người. Sau khi phản ứng lại, anh nhớ ra chuyện thầy của mình lại thu nhận một sinh viên. Trước đó thầy còn bảo bọn họ kết bạn WeChat với tiểu sư muội, cho nên học muội xinh đẹp nhiệt tình vừa rồi đó chính là tiểu thư muội bọn họ chưa từng gặp mặt. Lệ Thần Huy gãi đầu, khá tiếc nuối vì không nói chuyện với tiểu sư muội. Em có gặp được rồi, nhưng em không biết cô ấy là học trò thầy em mới thu nhận. Nghe nói cô ấy rất lợi hại. Thầy Ngô ngẩng đầu lên nhìn Lệ Thần Huy một cách bí ẩn. Em biết thầy của em đưa cho tiểu sư muội đó hai cuốn sách gì không? Lệ Thần Huy không để ý đến, vừa rồi trong tay Hoắc Yểu có cầm sách. Sách gì ạ? Bộ vật lý từ tính MT. Lệ Thần Huy kinh ngạc nói, đó không phải là tài liệu nghiên cứu sinh mới tiếp xúc sao? Thầy Ngô gật đầu, tài liệu này rất quý giá, thầy của em thật sự sẵn sàng từ bỏ. Nghe những lời này, Lệ Thần Huy lập tức rơi vào trầm tư. Thầy Ngô đưa tay vỗ vỗ vai Lệ Thần Huy, em cũng đừng đố kỵ với khả năng của tiểu Hoắc. Lệ Thần Huy cảm thấy rằng mình bị xúc phạm một cách khó hiểu. Hoắc Yểu đi ra khỏi cổng trường, ngước mắt lên liền nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ bên đường. Hoắc Yểu hỏi người đàn ông trong xe, không phải dạo này anh bận lắm sao? Kể từ sau vụ việc chi tơ thời gian trước, anh chàng này liền biến mất mấy ngày trời mới xuất hiện. Mẫn Úc cũng không vội vàng khởi động xe, đưa tay ra nắm lấy tay Hoắc Yểu. Bị đông rồi, Hoắc Yểu gật đầu, ngón tay cô nghịch mấy ngón tay anh. Cũng sương sương rồi, Mẫn Úc khẽ nhướng lông mày, để mặc cho cô chơi đùa. Em định khi nào trở về? Hoắc Yểu sớm đã lên kế hoạch xong, 2 ngày nữa đi về thăm bà ngoại trước. Mẫn Úc ừm một tiếng, đến lúc đó anh chuẩn bị chút quà em mang về cho bà nhé. Hoắc Yểu biết bà ngoại rất quý Mẫn Úc nên cũng không từ chối. Mẫn Úc nắm chặt tay cô, đi ăn cơm trước ha. Điện thoại trong túi Hoắc Yểu bỗng rung lên, cô lấy điện thoại ra xem, thấy là tin nhắn từ học trưởng khoa vật lý trước đã kết bạn trước đây. Liền hơi ngồi thẳng dậy trả lời tin nhắn của anh, em đã rời khỏi trường rồi, sư huynh có việc gì sao? Nói tới lần trước cô nhận lì xì lớn từ anh, vẫn chưa tìm được cơ hội trả lễ. Lệ Thần Huy gãi đầu, vậy là vừa rồi ở cửa thang máy, người bấm thang máy cho anh là em sao? Hoắc Yểu không ngờ, người vừa bê một đống hộp chính là Lệ Thần Huy, nếu không có ai khác thì có lẽ chính là em. Lệ Thần Huy nghĩ thầm, tiểu sư muội khá hài hước. Lần trước sư huynh nói mời em một bữa mà bận rộn nên chậm trễ. 2 ngày này có rảnh đi ăn cùng nhau không? Hoắc Yểu 2 ngày này phải chuẩn bị về quê, có vẻ cũng không có rảnh lắm, hay là đợi sang khai giảng năm học sau? Lệ Thần Huy thấy vậy liền nhắn được, cuối cùng còn hỏi số điện thoại của Hoắc Yểu, bảo cô nếu có chỗ nào khó khăn, đừng ngại cứ nói với anh. Hoắc Yểu đọc tin nhắn này xong cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô thì có chỗ nào khó khăn nhỉ? Có điều cô cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắn lại một câu cảm ơn. Hoắc Yểu cất điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt nhìn gương chiếu hậu dừng lại mấy giây, cô lại thu hồi tầm mắt quay sang nhìn Mẫn Úc, chậm chậm nói một câu, anh cũng khá hút người thích đấy. Mẫn Úc không cảm thấy lời này của Hoắc Yểu có hàm ý gì khác, không khỏi ngẩng đầu liếc cô một cái, chỉ thấy Hoắc Yểu lại nhìn gương chiếu hậu. Thấy vậy Mẫn Úc cũng nhìn gương chiếu hậu, mấy giây sau anh mới hiểu ra ý của Hoắc Yểu. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin kêu người giải quyết kẻ bám đuôi. Nhắn tin xong mới nói với Hoắc Yểu, có hút người thích hay không anh không biết, chỉ cần có em thích là được. Hoắc Yểu liếc mắt nhìn anh, có người khi vứt hết liêm sỉ, quả thực là một đi không trở lại. Hoắc Yểu lắc đầu, điều chỉnh lại tư thế ngồi, những ngón tay thon dài lười nhác lướt trên cửa kính xe. Đột nhiên khá tò mò, sao anh có thể anh sống đến tuổi này được vậy? Hơi tí thì bị người ta nhắm đến. Mẫn Úc nghe câu tuổi này, liền nhớ ra hai anh em nhà họ Hoắc từng công kích tuổi tác của anh, sắc mặt hơi tối sầm lại. Chỉ là anh không tiếp lời cô, một đôi mắt nhìn về phía trước như thể đang tập trung lái xe. Hoắc Yểu hơi nhướng mày, khẽ tặc lưỡi, nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh, hai người cũng không quan tâm chiếc xe đang bám theo phía sau. Xe Mẫn Úc đỗ bên ngoài nhà hàng, vừa bước phòng, Mẫn Úc đã bảo người phục vụ đi xuống trước, cần thì sẽ gọi sau. Cửa phòng đóng sầm lại, Hoắc Yểu mới đi vào trong 2 bước, nghe thấy tiếng đóng cửa như mang theo sự giận dữ, không khỏi vô thức quay lại nhìn về phía Mẫn Úc. Chỉ là cô vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy anh như một bóng ma, đứng rất gần phía sau cô. Mẫn Úc đưa tay ôm lấy eo của cô, kéo cô vào trong lòng mình, giọng nói vừa trầm vừa nghiến răng nghiến lợi, lớn tuổi như vậy. Hoắc Yểu vẫn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Mẫn Úc đưa tay lên đặt lên môi Hoắc Yểu, nhẹ nhàng vuốt ve, sao không nói gì, sau đó lại hỏi lại một câu, anh già sao? Hoắc Yểu mỉm cười, anh rất trẻ ạ. Mẫn Úc nói một câu chiếu lệ, liền cúi đầu cắn vào tai cô. Hoắc Yểu nhọc lòng, có một câu nói rất hay, không nên chọc các ông già. Mẫn Úc khẽ nghiêng mặt sang một bên, cách khóe môi Hoắc Yểu siêu gần, có già cũng đóng dấu rồi, đề bài cũng vô dụng thôi. Hoắc Yểu nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy toàn là dáng vẻ của cô, thở dài một tiếng, hai tay đột nhiên chạm vào cổ anh. Tính như vậy thì khả năng em còn già hơn anh ấy, hai thân phận mà. Trái tim Mẫn Úc hơi loạn nhịp, sự chú ý bị đều những chuyển động tinh tế của cô lúc này mê hoặc, cho nên không quá chuyên tâm nghe lời cô nói mấy. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa hai người. Hoắc Yểu hoàn hồn lại đẩy ngực anh ra, điện thoại anh bị cắt ngang, tâm trạng của Mẫn Úc không vui cho lắm. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, khi nhận cuộc gọi của Trác Vân, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, cậu tốt nhất là có việc. Trác Vân nghe giọng nói đầy sát khí này, suýt chút nữa không giữ được điện thoại.
ngây người mấy giây mới vội vàng nói, anh Mẫn, không tìm thấy người bám theo xe anh. Đối phương rất thận trọng, tạm thời vẫn chưa rõ rốt cuộc là người nào theo dõi anh. Mẫn Úc đáp một câu biết rồi, trực tiếp cúp máy. Hoắc Yểu nhướng mày nhìn anh, không tra ra người sao? Bởi vì hai người đứng quá sát nhau, tất nhiên cô nghe được cuộc điện thoại của hai người. Mẫn Úc nâng mặt cô lên hôn lấy hôn để, mặc kệ đi, sau đó mới kéo cô đến chỗ ngồi. Sau đó tôi bấm chuông để nhân viên phục vụ vào gọi món. Trong khi chờ thức ăn đem lên, Hoắc Yểu lấy điện thoại ra, mở ghi chú ra viết hai phương thuốc, trực tiếp gửi cho Hoa Thúc, bảo anh thay mình luyện hai loại thuốc này. Hoa Thúc nhận được hai phương thuốc Hoắc Yểu gửi đến, trạng thái tinh thần cũng thay đổi từ cú sốc ban đầu đến sự sùng bái hiện tại, vội vàng nhắn lại một cậu được. Hoắc Yểu sợ mình lúc đó quên mất, lại nhắn hỏi địa chỉ của giáo sư Triệu. Sau khi có được địa chỉ, cô liền gửi cho Hoa Thúc, đến lúc đó giúp tôi ship thuốc đến địa chỉ này, cảm ơn. Hoài Thúc nhanh chóng nhắn lại, được, hai ngày này tôi luyện xong sẽ gửi cho bạn của cô. Hoa Thúc nghĩ một chút vẫn hỏi thêm một câu, cái này cô cứ thế yên tâm sao, không sợ tôi luyện sai sao? Hoắc Yểu chậm chậm bấm màn hình điện thoại, tôi tin vào mắt nhìn người của tôi, nếu không cô sẽ không tiến cử Hoa Thúc lên vị trí chủ tịch hiệp hội. Hoa Thúc đột nhiên cảm thán một câu, thật ra dựa vào năng lực của cô làm chủ tịch là phù hợp nhất. Hoắc Yểu cầm tách trà lên nhấp một ngụm, cảm thấy cơ hội tăng lương lại đến rồi. Chủ tịch thì không cần, tôi cảm thấy hội phó cũng không tồi, còn có cơ hội tăng lương. Khóe miệng Hoa Thúc giật giật, sao có thể hiểu được ý trong lời nhắn này. Hoắc Yểu và Mẫn Úc ăn xong thì lái xe về tiểu khu. Sau khi về nhà, Hoắc Yểu gọi điện cho bà ngoại, chỉ là điện thoại đổ chuông rất lâu mà không có ai bắt máy. Hoắc Yểu cúp máy cúi xuống xem giờ, mới đến 8 giờ, cho dù là ở quê thì thời gian này cũng không phải là muộn, không đến mức phải ngủ sớm vậy chứ. Khi cô đang cảm thấy kỳ lạ, anh ba ôm máy tính đi xuống lầu, em gái, em xem hộ anh chương trình mã cốt này một chút, xem có chỗ nào bị sai không. Hoắc Yểu nghe giọng anh ba truyền đến, suy nghĩ liền bị kéo lại, cô cất điện thoại đi không nghĩ thêm nữa, nhận lấy máy tính của anh ba, hai người ngồi trong phòng khách nói về lập trình máy tính. Biết rồi sửa, sửa rồi lại biết, chớp mắt cái đã hơn một tiếng trôi qua. Hoắc Yểu vươn vai nói, phải rồi anh ba, em định hai ngày nữa trở về quê một chuyến thăm bà ngoại trước. Anh ba lúc này mới nhớ ra em gái đã nghỉ đông. Anh nhìn Hoắc Yểu, nên về thăm bà đi, người già ở nhà một mình vất vả. Hoắc Yểu gật đầu, vâng một tiếng. Cô lấy điện thoại ra lại xem, bên trên không có cuộc gọi nhỡ nào. Anh ba nói, đến lúc đó bảo chú Thành Minh đi cùng em. Hoắc Yểu không từ chối, được, anh phải bận việc ở viện nghiên cứu đến bao giờ? Anh ba đưa tay xoa xoa đầu cô, chắc cuối năm, có điều khả năng năm nay không thể đón Tết với em được rồi. Hoắc Yểu nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh ba, anh phải về bên bác lớn ạ. Anh ba gật đầu không nói gì, dù bác lớn đặc biệt dặn dò anh đưa em gái cùng trở về. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, đừng nói là đưa người đi, sợ rằng anh vừa nói ra lời này đã bị tống cổ ra khỏi nhà rồi. Hoắc Yểu vẫn đang suy nghĩ chuyện không gọi được cho bà, trong lòng không biết tại sao có chút buồn rầu. Có điều lúc này cũng muộn rồi, chỉ đành để sáng mai gọi lại xem sao. Hoắc Yểu ăn xong bữa sáng, liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho bà ngoại. Lần đầu tiên vẫn không có ai nghe máy, lần thứ hai đến tiếng chuông cuối cùng mới kết nối được. Hoắc Yểu mở mồm còn chưa nói gì, đã nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng trước. Gọi điện cho mẹ tôi là còn muốn tiếp tục lừa tiền nhà chúng tôi sao? Người nghe máy chính là mẹ nuôi Hà Hiểu Mạn, giọng điệu bà ta rất khó chịu, thậm chí còn vô thức đem theo oán hận. Hoắc Yểu cau mày, không quan tâm lời bà ta nói, chỉ nhẫn nại hỏi một câu, bà ngoại đâu? Hà Hiểu Mạn cười lạnh lùng, dựa vào đâu mà tôi phải nói với cô? Bà ta đến giờ vẫn không hiểu tại sao mẹ mình lại đưa miếng ngọc gia truyền cho một đứa cháu nuôi. Đưa cũng đưa rồi, nhưng người ta có tình cảm không? Không phải khiến Lục gia tan tành sao? Kể từ lúc Hà Hiểu Mạn nghe điện thoại, Hoắc Yểu đã biết hôm nay không thể tìm bà ngoại nói chuyện rồi. Cô trực tiếp cúp máy. Hoắc Yểu sau khi cúp máy cứ ngồi mãi trên sofa, nghĩ cuộc gọi vừa rồi tại sao lại là Hà Hiểu Mạn nghe máy. Hà Hiểu Mạn không phải là người thích ở quê, mà bà ngoại cũng không thể trở lại Lục gia để bọn họ chăm sóc được. Vừa rồi nói chuyện với mẹ nuôi cũng thấy rất kỳ lạ. Hoắc Yểu nhíu mày lại, nghĩ một lúc cô lại mở điện thoại lên, đổi vé máy bay vốn là ngày kia. Thành sáng hôm sau, sau khi đổi xong vé máy bay cô liền về phòng, đơn giản thu dọn chút hành lý, rồi đem theo cả thuốc và hương mà cô đã luyện cho bà. Buổi chiều Mẫn Úc gọi điện cho Hoắc Yểu, bảo cô ra ngoài cổng lấy đồ, 7-8 hộp cắt tông lớn khiến cô hơi đau đầu. Mua nhiều vậy sao? Mẫn Úc đưa hướng dẫn được đánh dấu trên bao bì cho Hoắc Yểu. Có cả hai bát nữa. Hoắc Yểu hai tay ôm lấy thở dài một tiếng, người có tiền thật hào phóng. Mẫn Úc nhướng mày, em hãy nghĩ của anh chính là của em. Hoắc Yểu xoa xoa chóp mũi, ném cho anh một cái nhìn khó chịu, đừng thả thính giữ hình tượng lạnh lùng của anh đi. Mẫn Úc mỉm cười, anh ngẩng đầu liếc nhìn vào trong cửa như tiện miệng hỏi, em ở nhà một mình à? Hoắc Yểu trả lời, cũng không hẳn, gì giúp việc luôn ở đây. Mẫn Úc nghe vậy nhấc mấy hộp dưới chân lên, đi thôi, anh mang vào cho em. Hoắc Yểu vừa nhìn đã nhìn ra tâm tư của anh, có điều cô không vạch trần nó. Hai người cùng nhau đi vào nhà, Hoắc Yểu bảo anh ngồi ở phòng khách một chút, cô lại đi sang nhà kho bên cạnh, gì giúp việc rót cho anh một cốc nước, không tránh được nhìn anh thêm một cái, cảm thấy đối phương đẹp trai là một chuyện, càng tò mò anh có quan hệ gì với Hoắc Yểu, có điều bà cũng không tiện hỏi gì, đặt cốc nước xuống rồi rời đi. Một lúc sau, Hoắc Yểu cầm hộp trầm hương ra, hương này anh đem về cho ông nội. Mẫn Úc nhận lấy, nhắc đến ông nội vẫn luôn bảo anh mời em đến nhà anh ăn cơm. Hoắc Yểu a một tiếng, e rằng không được rồi, em đã đặt vé máy bay sáng sớm mai về nhà rồi, đợi sau này có thời gian rồi nói. Mẫn Úc gật đầu, lại thắc mắc hỏi cô, không phải em đặt vé ngày kia sao, sao đột nhiên đổi thành ngày mai? Hoắc Yểu ngồi trên sofa, lông mày hơi nhíu lại, gọi điện cho bà ngoại nhưng không phải bà nghe máy, có chút không yên tâm. Mẫn Úc biết Hoắc Yểu có tình cảm đặc biệt với bà Dương, đừng nghĩ nhiều quá, bà ngoại thân thể cứng rắn, sẽ không có chuyện gì đâu. Hoắc Yểu dựa lưng vào sofa, một lúc sau mới thở dài một tiếng, hy vọng thật sự là em nghĩ nhiều.
Hai người lại nói đến chuyện khác, có điều Mận Úc liên tục có điện thoại gọi đến tìm anh. Chẳng mấy chốc anh liền rời khỏi nhà cô.